Jojo không phải là một bộ phim với thằng nhân vật chính tên là Jojo, mà là một series kể về cuộc hành trình của những người có tên rút gọn là Jojo. Phần 1, Dòng máu quỷ. Chúng ta sẽ học cách trở thành một quý ông với Jonathan Joestar, bắt đầu từ một vụ tai nạn trên một con núi nào đó của nước Anh năm 1868. Nạn nhân là gia đình Joestar, tình cờ một cặp vợ chồng đi ngang qua tạt vào định hôi của. Mạng người có thể là cỏ rác, chứ mớ trang sức này bán đi thì có mà mua được cả cỏ Mỹ. Còn cái mặt nạ này á, nhìn rẻ tiền quá không ai mua đâu. Khi ông Joestar tỉnh lại, ông cầu xin đôi vợ chồng cứu lấy mình cùng đứa con thơ đang khóc bên trong. Và từ đó, ông Joestar mang nợ vợ chồng gã răng thưa, không hay biết rằng món nợ này sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. 12 năm sau, đứa bé kia nay đã lớn khôn. Cậu là con trai duy nhất nhà Joestar, Jonathan Joestar, hay còn được gọi là Jojo. Trái ngược với phong cách lịch thiệp của Joe bố, Joe con ngô nghê và khờ dại. Còn đây là Dio Brando, con trai của ông răng thưa. Dio và Jojo khác nhau một trời một vực từ tính cách, địa vị, xuất thân. Nhưng nhờ cái ân tình cứu mạng năm xưa, nên hắn được bố gửi vào nhà Joestar dưới hình thức học bổng toàn phần, bao ăn bao ngủ. Và thế là Dio chuyển tới nhà Joestar sống. Hắn là một tên độc ác và khó ưa trong mắt Jojo, nhưng lại là hình mẫu con nhà người ta trong mắt mọi người. Hắn vượt qua Jojo về cả học vấn, cung cách cư xử và cả khoản đánh đấm. Dio muốn cướp mọi thứ từ tay Jojo. Nghe tin Jojo có bạn gái tên Erina, hắn tìm đến cô và thò lưỡi hắn vào mồm cô. Jojo nổi điên, bùng phát sức mạnh và đập Dio một trận. Máu lại văng lên trước mặt nạ để nhắc nhở người xem nó quan trọng. Nhưng không phải bây giờ. Người ta có câu người làm chó hưởng. Ở trường hợp này thì chó của Jojo hưởng, nhưng mà là hưởng dương. Thủ phạm là ai thì không cần đoán lần hai cũng biết. Rồi thời gian qua đi, Dio và Jonathan trở thành một cặp bài trùng, nhưng chỉ là trong mắt mọi người, vì thằng Dio chỉ đang diễn một vở kịch nhằm chiếm đoạt khối tài sản kếch xù nhà Joe. Vì ông Bo thì đang nằm bệnh, sức khỏe thì ngày một tệ, do Dio là người đã cháo thuốc đều vào. Điều này sớm bị Jonathan nghi ngờ và ngăn chặn. Cậu cấm Dio vào phòng bố và lên đường tìm thuốc giải. Dừng xe tại một con đường nguy hiểm nhất London, chạm trán băng cướp Gotham. Thay vì battle rap một chọi 20 như Rick Joy, cậu sử dụng sự lịch thiệp và đấm chúng với sự tôn trọng và giành được sự cảm mến của tên cầm đầu Speedwagon. Dio thì tìm ra được nguồn gốc sức mạnh của chiếc mặt nạ và đem nó vào thành phố test hiệu năng. Thì ra kẻ nào đeo nó lên sẽ có được sức mạnh của ma cà rồng, nhịn rắm không cần gồng và cứ bú máu hồng là bất tử. Jojo trở về nhà với thuốc giải, lật tẩy bộ mặt của Dio và nghe hắn lải nhải về sự hối cải. Nghe thì cũng mủi lòng, mà chiếc còng thì vẫn phải đeo vào tay. Psych, that's the wrong number. Ông Bo ra đi theo quy trình phát triển của nhân vật. Dio bôi máu lên chiếc mặt nạ và đeo nó lên. Chiếc mặt nạ quặp chặt vào đầu hắn, như cách người yêu quặp chặt lấy bạn khi biết bạn mặc áo của chùm cuối. Quay trở lại với Dio, sau khi đeo lên chiếc mặt nạ, hắn thức tỉnh con thú bên trong mình, nở một nụ cười tươi như đóa hoa xuân. Nhưng cảnh sát thẳng tay xả đạn, đưa hắn ra khỏi nhà qua đường cửa sổ. Trong hơi thở cuối cùng, Joe bố cố phọt nốt bài diễn văn, nhưng đó chưa phải cái kết. Dio comeback và mạnh mẽ hơn xưa. Ta có sức mạnh này là nhờ chiếc mặt nạ có dính máu của ba người. Nhưng mà ai hỏi bro? Thế là hai anh em lao vào nhau chơi đùa hồn nhiên. Nhưng làm thế nào để hạ gục được một tên có sức mạnh ngang ngửa với chúa? Treo lên và đốt. Dio quay trở lại lần thứ 3 và còn xa mới tới hồi kết. Nhịp phim chậm lại với khung cảnh tình tứ giữa Erina và Jonathan. Cả hai có những ngày tháng hạnh phúc và một ngày đẹp trời. Họ gặp được một người tự xưng là Nam Tước Zeppeli, trụ cột đầu tiên của Anh Quốc, với khả năng điều khiển hơi thở. Ông có thể điều khiển các luồng năng lượng trong cơ thể, dùng để thực chiến lẫn chữa trị, gọi là sóng gợn. Nó chính là chìa khóa để đánh bại Dio. Dio hiện đang xây dựng cho mình một đội quân cù lao. Chúng ta được kể về nguồn gốc của chiếc mặt nạ, giống như bao cổ vật khác, được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ. Tình cờ có một thằng ất ơ nào đó kích hoạt được, và sức mạnh cổ xưa được giải phóng. Zep là người duy nhất biết cách phá hủy nó. Jonathan hoàn thành giáo trình sóng gợn và đối đầu với bài kiểm tra miệng đột xuất. Đề bài: trong một ly được rót đầy rượu vang, biết giá nó dao động từ 70 đến 90 nghìn đồng 1 kg. Câu hỏi: thực hiện phản ứng bốc hơi thằng cù lao mà không làm bay mất một giọt rượu. Tại sao phải là ly rượu? Vì thế nó mới quý ông. Tất nhiên là cậu vượt qua. Cả ba tiếp tục tới với bài kiểm tra một tiết. Đề bài là nhóm bị một thằng bé trôm đồ và muốn giải kiểu gì thì giải. Lấy túi đồ lại, Jeff và Joe dùng sóng gợn để lướt trên mặt nước, truyền sóng vào núi đá để khiến cậu bé rơi xuống. Thì ra nó bị thao túng tâm trí và sóng gợn có thể giải trừ mọi thứ dẫn đến chỗ của Dio. Đây có lẽ là bài kiểm tra học kỳ, như một nhà giáo mẫu mực. Jeff lên làm câu mẫu 0,5 điểm cho học trò, tức là solo thẳng với thằng Dio. Dio mới có thêm skill Elsa, chạm vào là đóng băng. Nếu không có sự yểm trợ kịp thời thì có lẽ đã thành quá nhi rồi. Tay anh lạnh nhưng trái tim em nóng, để em sưởi ấm nó bằng đôi gò bồng của mình. Một tương tác cực kỳ quý ông. Jonathan trong lúc đó đang đối đầu với hai tên thuộc hạ. Đây là hai hiệp sĩ được Dio hồi sinh, ngày xưa bảo vệ cho nữ hoàng, nhưng lại có một cái chết oan uổng. Thể thức solo 1-1.
tên tóc dài đánh đầu tiên, kỵ sĩ Blurford. Hắn dùng tóc đánh bay Jonathan xuống nước. Cậu không thể dùng được sóng gợn dưới này, vì sóng gợn cần không khí. Nhớ lại phút vui đùa cùng con chó, cùng lời bố dạy, cậu bơi xuống đáy hồ, nhấc một tảng đá lên, giải phóng không khí bên dưới, đớp được một miếng khí, máu huyết lưu thông trở lại. Jonathan làm một đòn sóng gợn dưới nước, đẩy được cuộc chiến lên trên bờ, tưởng rằng đã lấy được lợi thế. Cậu lại bị tên hiệp sĩ trói bằng tóc, nhưng hắn đâu biết rằng John còn có thể dùng chân, sóng gợn truyền vào thanh kiếm, rồi đến tay, khiến nó chảy thây như phô mai hết đát. Được thế làm càn, cậu tung một loạt các cú đấm, không những gây sát thương mà còn truyền tư tưởng Mark Lenin, khiến hắn giác ngộ. Blurford tan biến và truyền cho cậu lại thanh kiếm. Tới tên còn lại, hiệp sĩ Tarkus, cả hai bị nhốt trong một căn phòng gọi là hang ổ của rồng hai đầu. Mỗi người được đưa vào cổ một cái xích nối với nhau và xác định Dead Battle. Tên hiệp sĩ vượt trội về thể lực, John nhanh chóng bị áp đảo. Đây không phải lúc để chơi trò quân tử. Thằng cu mà cả bọn cứu được tình nguyện chui vào để mở cửa. Jeff tiếp tục phô diễn kỹ năng, nhưng đối với tên hiệp sĩ, anh chỉ là phân số, tức có thể rút gọn được. Hắn tách riêng tử số và mẫu số, làm John nhớ lại bài học cắt bánh trưng của bố. Jeff, à không, 1/2 Jeff lết về phía John, truyền cho cậu toàn bộ sức mạnh trong mình. Và thế là John dễ dàng hạ gục được Tarkus. Cậu đốt xác Jeff để không bị hồi sinh. Mọi người tiếp tục. Trên đường gặp được sư phụ và đồng môn của Jeff, cuối cùng đã tới được cung điện của Dio. Đầu hộp tới trước, lập tức ăn Fatality của Sub-Zero. Đàn ông hơn nhau ở cái đầu, và cái đầu của đầu hộp kịp bắn mù một bên mắt Dio. Trước khi anh tan biến, hai người còn lại dọn quái cho John tới thẳng chỗ Dio, lợi dụng điểm mù bên con mắt phải. Cậu luồn lách và xin nhẹ cánh tay, chưa dừng lại ở đó. Tiêu phu bổ củi, chặt ngọt như mía lùi, lưỡi kiếm kéo đến bàng quang, thì dừng lại trước sự bàng hoàng của tất cả. Nước đái đóng băng, cả thanh kiếm lẫn tay John đông cứng. Dio khoái trá đút hai ngón tay vào cổ bạn mình, và bắt đầu nói những lời dơ bẩn. Hắn không nhận ra thanh kiếm đang được đặt lên một ngọn lửa, nhiệt truyền vào dã đông cho John. Nếu như một cú đấm sóng gợn là không đủ, vậy một cú đấm sóng gợn bỏng cháy thì sao? Không kịp đóng băng ngọn lửa trên tay John, Dio một lần nữa bị đánh văng ra ngoài, tan biến trong không khí. Tập cuối fan service bằng hôn nhân của Jonathan và Erina, cả hai lên đường đi trăng mật. Nếu tôi có quên nhắc cho bạn điều gì thì đó chính là Dio chưa chết. Tên thầy lang giữ hắn sống chỉ với một cái đầu. Bọn họ nhanh chóng lẻn được lên thuyền và thực hiện kế hoạch cù lao hóa hành khách bên trong. Tới khi John tìm được Dio thì dễ dàng bị đánh gục một cách không hề thuyết phục. Không ăn được thì chuyển sang bài ôm bom. John truyền toàn bộ sóng gợn vào xác của tên thầy lang, khiến hắn ôm động cơ thuyền để khiến cả tàu phát nổ. Erina và một đứa bé bị đẩy vào trong quan tài kín. Còn John lựa chọn sẽ dành những giờ phút cuối đời để ôm ấp Dio và nói những lời tình tứ. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc được cho nhau. Con thuyền nổ tung. Trong chiếc quan tài, hai người sống sót an toàn, trôi vào bờ. Thực ra là ba, vì trong bụng Erina đã có cốt nhục của Jonathan. Phần 1 kết thúc ở đây. Mong là các bạn biết cách để trở thành quý ông. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại. Đến với những cuộc phiêu lưu của Jojo phần thứ 2, với tựa đề Thích thì chết, năm 1938, 50 năm sau cái chết của Jonathan Joestar, Speedwagon đã trở thành ông trùm trong ngành dầu mỏ tại Mỹ. Ông dẫn anh em sóng gợn năm xưa thăm một di tích, nơi mà ông cho rằng có ẩn giấu một mối hiểm họa còn to lớn hơn cả Dio. Ở đây không chỉ có một, mà là cả chục chiếc mặt nạ đá, và ở chính giữa là một bức tượng hình người cao lớn. Đây là Strizo, một chiến binh gợn sóng từng chinh chiến với Jonathan. Nếu bạn đã quên thì đây là anh ta ở phần 1. Từ sau trận chiến với Dio, hắn đã ngưỡng mộ tên phản diện này và muốn trở nên bất tử giống hắn, nên đã xử hết người của đoàn thám hiểm để độc chiếm chiếc mặt nạ và trở thành ma cà rồng với sức mạnh có được. Việc đầu tiên Strizo muốn làm là tuyệt tôn dòng họ Joestar. Điều đó dẫn chúng ta tới nước Mỹ, nơi Joseph Joestar, cháu nội của Jonathan Joestar và cũng là nhân vật chính của phần 2, có tên viết tắt cũng là Jojo. Cậu đã có thể sử dụng sóng gợn thành thạo từ năm 13 tuổi. Nhưng 13 tuổi trong các bộ phim học đường của Mỹ. Một hôm, Joseph bị một cậu bé da đen trộm ví. Cô này là Smokey, với quả gen từ Usain Bolt nó dễ dàng chạy khỏi tầm mắt của cậu. Nhưng với cảnh sát thì không. Smokey bị hỏi cung trực tiếp trong con hẻm đến nghẹt cả thở, cho đến khi Joseph bước tới, đập cảnh sát một trận để cứu Smokey cũng như tăng độ truy nã cho mình. Thế là cả hai làm bạn với nhau. Sau đó Joseph dẫn bạn về nhà và được bà mình là Erina nhận nuôi. Để mà nói về Joseph, thay vì đậm chất quý ông như ông nội, cậu lại có cá tính tưng tửng và đặc biệt là luôn thích đọc vị đối thủ. Đây cũng là thời điểm mà Strizo tìm được Joseph. Cả hai không mất quá nhiều lời để nhận được tín hiệu va chạm từ đối phương, nhưng có lẽ Strizo đã hơi chủ quan. Vì ở Mỹ người ta không chơi kung phu, và trước họng của cây Thompson thì chúng sinh bình đẳng. Âm thanh ngày tựu trường về trên con phố, đi xuyên qua tâm trí, đục nhiều lỗ trên người tên phản bội. Mọi chi phí tính vào hóa đơn cho bà già ở nhà, tuy nhiên chừng đó mới chỉ là giãn gân giãn cốt với tên ma cà rồng. Strazo là một đối thủ khó nhằn hơn Dio, bởi vì hắn từng là sóng gợn sư. Chiếc khăn piêu hắn khoác lên người có khả năng khuếch tán động năng điện năng gì đó, khiến đam sóng từ Joseph giảm đi đáng kể. Nhưng đây là Mỹ mà, họ đâu chỉ chơi súng đâu. Joseph đã khéo léo ghim hàng chục quả lựu đạn lên người đối thủ, khiến Strazo nổ trái rắn. Nhưng Strazo bảo từ từ hãng gái. Với một mảnh cơ thể, hắn nhanh chóng tái tạo lại, không một vết xước. Biết rằng kẻ thù khó nhằn hơn mình nghĩ, Joseph rủ Smokey đánh bài chuồn, chạy một mạch đến cầu Manhattan.
Nhưng Strezo không những đuổi kịp hai người, hắn còn mang theo một con tin. Người thì không một mảnh vải che thân, tay còn đút vào miệng cô gái, càng chọc càng ra nước. Giờ Joseph không đánh được, cậu đánh nhảy lên tiếp chiến với Strezo để hắn thả con tin ra. Strezo ra chiêu trước, bắn laser từ mắt. Joseph chẳng hề nào núng, rút ra hai chiếc chén uống rượu và dùng kiến thức vật lý để trả đòn, bắn ngược lại tia nhiệt xuyên thủng đầu đối thủ. Strezo điên tiết lao vào cận chiến và ăn một cú sóng gợn lệch cả hàm. Hắn văng xuống dưới nhưng Joseph giữ hắn lại. Nhưng mà hắn quá tự tôn để được cứu nên là Strezo từ bỏ, kiểu từ bỏ cuộc sống ấy. Hắn tự dùng sóng gợn để kết liễu bản thân. Còn về những cái xác khác trong hang mặt nạ, một trong số đó đã bị Đức Quốc xã mang về thí nghiệm. Cũng may là khi họ tiến vào tiện lôi luôn Speedwagon về và kịp thời chạy chữa. Một tên thiếu tá muốn đánh thức người đá ở giữa cột bằng máu của những nô lệ đang nuôi nhốt và hắn đã thành công. Người cột tỉnh dậy, phe Đức bèn thả một tên vào để test sức mạnh của người cột. Tưởng rằng người cột dễ sơi, nhưng hắn lại sơi luôn con mồi, hấp thụ cả cơ thể, tri thức lẫn trí khôn ngôn ngữ. Hắn mở miệng ra nói tiếng hiện đại, tự xưng là Santana. Trong khi mọi người còn đang sững sờ, Santana nhảy lên. Hắn tự tháo khớp để đút cả cơ thể vào khe thông gió, thoát khỏi phòng thí nghiệm. Joseph của chúng ta thì sau khi tìm được vị trí căn cứ phát xít đã tìm được cách để lẻn vào trong. Đến khi cậu tiếp cận được phòng thí nghiệm cũng là lúc Santana chui ra ngoài. Thiếu tá ra lệnh cho anh em chiến sĩ xả một lượt đạn phủ đầu, chẳng những không xi nhê, Santana còn hấp thụ rồi bắn ngược lại. Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn lại 4 người: Joseph, Speed, Strohem và Santana. Joseph bắt đầu nói linh tinh câu giờ vì cậu chưa biết phải hạ gục hắn thế nào. Vì da thịt hắn có thể co giãn như cao su để tránh né những đòn cận chiến, giống như tai nghe One Audio F2 giúp bạn tránh né việc phải nghe bản nhạc yêu thích ở chất lượng thấp. One Audio F2, tai nghe True Wireless bán chạy nhất Amazon, không chỉ sở hữu chất âm hay chuẩn DJ, nhịp bass sống động với mảng loa 10mm mà nó còn có thiết kế đẹp với họa tiết đĩa than làm điểm nhấn. Thời lượng pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, giá chỉ 590k, hợp ví với mọi nhà. Dành riêng cho những người xem của hệ thống kênh The Reviewer, khi anh em nhấn vào link phía bên dưới sẽ có ngay mã giảm giá 50k. Nhấn lưu mã để được giảm giá. Ghé thăm ngay gian hàng đồ chơi công nghệ Seven để xúc cho mình một con nhé. Joseph đành lao vào lòng Santana để hắn hấp thụ, sau đó chuyển sóng gợn từ bên trong cơ thể xé toạc tên kia làm hai. Thấy phần trên còn dãy ruộng, cậu trói nó lại. Nghe thiếu tá nói rằng người cột sợ ánh sáng mặt trời, Joseph liền lôi hắn ra ngoài cho biết mùi nắng gió. Đi tới gần cửa thì người cột dính chân cậu lại với thịt của mình. Thiếu tá nhanh trí nhảy chân sáo, láo nháo chạy về trước. Giờ người khiến chân ông chùn bước không ai khác vẫn là người cột. Thiếu tá bảo Joseph hãy với lấy chiếc rìu mà chặt chân ông, quên đi nỗi đau. Thiếu tá phát xít vươn người mở toang cánh cửa. Tên người cột bị ánh sáng chiếu vào thì da thịt cháy như lửa đốt. Hắn gần như bị hóa đá cho tới khi lại giở trò kỳ quặc, thu nhỏ cơ thể và chui vào vết thương của thiếu tá, trốn khỏi ánh nắng mặt trời. Biết rõ số phận của mình, Strohem giơ cao cây lựu đạn, quyết tử cùng tên quái thai. Trước khi banh xác, hắn kể cho Joseph về những tên người cột khác và hãy đến Rome để tìm người giúp đỡ. Sau khi tan xương nát thịt, cơ thể tên người cột lại nứt nẻ trong thời tiết nắng hè. Hắn nhảy xuống giếng để trốn khỏi cái nóng, nhưng Joseph đã đi trước một bước, lấy thân mình ngăn lại, chính thức đóng đá hắn lần thứ hai. Theo chân Joseph và Speed đến với xứ Rome, họ gặp người đồng minh tương lai của mình là Caesar Zeppeli, cháu trai của Zeppeli, người đã cùng chiến đấu với ông Jonathan. Nhưng các cụ có câu, đàn ông không đánh thì không quen. Hai ông cháu vẫn cứ phải động tay động chân trước khi bắt tay giảng hòa. Sau đó cả ba trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đêm tối, một cậu thanh niên xuất hiện. Cậu là tay trong của Caesar. Cậu sẽ đưa mọi người tới khu di tích, nơi quân đội đang canh giữ những người cột chưa thức tỉnh. Khi đó ở trong di tích, quân lính phát hiện ra có tận 3 cái xác bâu sẵn dáng trên bìa tạp chí Vót. Một tên lính tò mò nhìn vào cái lỗ, được tặng cho một cái lỗ khác trên trán. Bởi vì bức tượng này đã thức tỉnh, hắn vấy máu lên đèn chiếu tia cực tím, chính thức bước ra khỏi bức tường. Hắn lăng ba vi bộ qua toàn lính, dính cả tiểu độ lại bằng những cái nắm tay để hút sinh lực một lượt cho nó tiện. Khi đã no nê, hắn quay lại thức tỉnh nốt hai thành viên còn lại, Tuấn Kiệt và Titi, mang đến sự trở lại của nhóm HKT phiên bản không biết hát và độc ác. Lúc này nhóm của Joseph cũng đặt chân tới hang. Khi thấy xác người nằm la liệt như bóng bay, dưới chân ba nam thanh niên ăn mặc thiếu vải, họ quyết định ngăn cản HKT lại để nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng Gia Hùng cùng anh em chỉ nhẹ nhàng lướt qua và vô tình đoạt mạng boy lái xe. Dĩ nhiên Joseph và Caesar không thể bỏ qua, nhưng cũng không quên tạo pose đề phòng có máy quay lia đến. Caesar là người lên trước, tung kỹ năng chấn phái công chúa bong bóng, nhưng đã bị Gia Hùng chặn đứng tất cả bằng những cơn lốc tạo ra từ mấy lọn tóc, không những chém bóng mà còn chém cả chai thẳng. Thấy vậy thì Joseph bước lên tiếp chiến với hai hòn bi, tuyệt chiêu Lick Marble, thế là Gia Hùng cũng trả đòn. Áp lực từ tay Hùng xoáy nát đất đá trước mặt, khiến Joseph dù đã nấp nhưng vẫn khá là tơi tả. Cậu đành phải giả chết để lê lết đến cái xe chở quặng và dụ Gia Hùng lên xe. Nhưng mấy trò trẻ con của cậu đã bị hắn nhìn thấu. Giờ đây đứng trước mặt cậu là một đối thủ áo trình hoàn toàn. Biết mình không địch lại, Joseph bèn múa mép đòi một tháng sau tỉ thí lại. Gia Hùng hỏi tại sao ta lại phải đồng ý với ngươi, thì Joseph buông ra ba chữ ma thuật: ngươi sợ à? Thế là Gia Hùng nhận lời thách thức. Nhưng hắn đặt một chiếc nhẫn vào trong người Joseph. Một tháng sau mà cậu không đánh với hắn thì chiếc nhẫn này sẽ siết lấy tim cậu. Tuấn Kiệt thấy thế cũng bắt trước, thế là khích một được hai. Duy chỉ có Titi vẫn đứng ngoài cuộc. Xong xuôi thì cả ba bay đi, hẹn một ngày không xa tái đấu để chuẩn bị cho một trận đấu không cân. Caesar dạy Joseph cách điều tiết sóng giống như súng nước cùng một lượng.
đầu ra càng nhỏ lực bắn càng mạnh. Tất nhiên học bạn có vạn mới bằng học thầy. Caesar dẫn cậu đi gặp sư phụ của mình ở Venice, chính là quý cô xinh đẹp này đây. Mọi người gọi cô là Lisa. Cô đeo cho Joseph một chiếc khẩu trang 3 lớp để cậu có thể học kiểm soát hơi thở. Đến với thử thách đầu tiên, múa cột địa ngục. Hai người phải leo lên một chiếc cột chảy đầy dầu nhớt cao 20 mét và chỉ được dùng gợn sóng. Một ngày trôi qua, Caesar leo được nửa cây, còn Joseph thì vẫn đang dựa cột mà nghe. Cậu nhớ lại bài học hôm trước, dùng mấy ngón tay để leo lên thay vì cả bàn, để sóng gợn truyền ra được mạnh hơn. Nhưng cái khó còn nằm ở phía trên, càng leo lên cao, bề mặt cột lại càng khó bám. Joseph nhìn thấy một khe nứt, luồn vào để nghỉ tay. Ai dè đó lại chính là một cái bẫy, khiến một lưỡi cưa xuất hiện ngay trên đầu Joseph, cắt đứt được cả cây bút bi kim loại của cậu. Thấy vậy thì Caesar chơi lớn, truyền sóng vào chân, đứng thẳng trên cây cột, đồng thời truyền sóng đến tay để chống lại lưỡi cưa nước bằng cách điều khiển hai loại sóng gợn đối nghịch cùng lúc. Caesar thành công vượt qua máy chém, cuối cùng cũng leo lên được sau 2 ngày rưỡi. Joseph thì không làm được như vậy, cậu nghĩ ra một cách khác, lợi dụng lực đẩy đưa mình ra phía thành tường. Ở đây áp suất nước thấp hơn, dễ dàng vượt qua lớp màng chắn. Caesar đã phá luật để kéo cậu lên. Lisa thấy thì cũng nhắm mắt cho qua. Ngay sau đó có hai vị sư phụ bước tới. Họ sẽ là gia sư riêng cho Joseph và Caesar. Đã 3 tuần kể từ khi hai bạn trẻ bắt đầu tập luyện, lũ HKT phiên bản xấu xa đã đánh hơi được. Viên ngọc thạch mà chúng tìm kiếm đang nằm trong tay cô Lisa. Và người chạy sâu lần này là Tuấn Kiệt, main vocal của nhóm. Hắn giết một trong hai ông gia sư. Joseph không để hắn ra về mà không cắt vế. Cậu đuổi theo thì ăn ngay một cái bạt tai. Nhưng đừng hỏi em khạc hay anh khạc nữa, vì người chạy bây giờ là Joseph. Cậu chặn đòn của hắn chỉ bằng một ngón tay, thậm chí còn đâm thủng người Kiệt. Kiệt không tốn nửa giây kêu đau, lấy luôn thế đó để bẻ tay Joseph. Joseph linh hoạt xoay người, triển khai chiêu thức xe chỉ luôn kim, cuốn tay tên người cột bằng sóng gợn và cắt nó ngọt xớt. Không những vậy, cậu còn hủy luôn cánh tay vừa đứt lìa, khiến Kiệt khóc nhè. Cơ mà đó chỉ là một cách để hắn giải tỏa cảm xúc. Mưa nào rồi cũng tạnh, mà đã tạnh thì nguội lạnh cảm xúc. Kiệt bỗng dưng trở thành một con người khác. Hắn lấy tay của ông gia sư lắp vào mình, rồi quay trở lại để hoàn thành ca khúc còn đang dang dở. Nếu như Gia Hùng có thể điều khiển gió thì Tuấn Kiệt là bậc thầy thao túng máu me. Hắn giải phóng những mạch máu, dùng chúng như xúc tu để tấn công. Joseph vừa di chuyển vừa dùng len từ chiếc mũ để tạo thành một cái lưới. Còn Kiệt, hắn tự chọc thủng cơ thể để có thể dùng thêm nhiều xúc tu máu nữa. Joseph vừa né vừa tạo kết giới dưới chân hắn. Song Kiệt đã đoán được trước, mạch máu của hắn tạo ra mạng lưới còn dày đặc hơn, cắt đứt toàn bộ dây len của cậu. Kiệt cười đắc thắng, bởi hắn đâu ngờ rằng cách đan dây của Joseph là cách đan dây được dùng trong ảo thuật. 2000 năm hóa đá khiến hắn không biết được kiểu đan dây này. Joseph giải thích xong thì dùng dây trói chặt đối thủ và truyền sóng gợn tấn công. Thế là Tuấn Kiệt bị đánh bại hoàn toàn. Joseph thế là đã giải được một chiếc nhẫn, vẫn còn một chiếc của Gia Hùng nữa. Cậu trở về nghỉ ngơi sau một trận đấu dai dẳng, không hề nhận ra bộ não của Kiệt đã bám trên lưng của mình từ bao giờ. Trong lúc cậu gặp Suzy, cô gái giúp việc của Lisa, não Kiệt nhảy sang ký sinh cô và lấy cắp viên ngọc thạch, sau đó chuyển nó cho bên giao hàng. Tới khi mọi người nhận ra thì đã quá muộn, họ phải lựa chọn giết cô để tiêu diệt hắn hoàn toàn. Joseph nảy ra một ý tưởng, cậu và Caesar cùng lao tới, một người dương một người âm, hai luồng triệt tiêu nhau, khiến bộ não không chịu được mà nhảy ra ngoài, bám vào trên lưng Joseph. Giờ thì cậu chỉ đơn giản là quay lưng để ánh sáng làm việc còn lại. Xong xuôi, cả bốn người lên đường tới Thụy Sĩ, nơi mà viên ngọc thạch được giao tới. Trước khi đi, Joseph hứa hẹn với Suzy khi cậu về sẽ cùng cô phu thê giao bái. Tới được Thụy Sĩ, Joseph gặp lại người quen cũ ở bên Đức. Hắn mời mọi người về nghỉ ngơi ở khách sạn trên núi, bởi quân đội đã cướp viên ngọc thạch trước khi nó tới tay của Titi, bị bùng hàng. Titi cũng không chịu ngồi yên, hắn tìm tới tận nơi để đòi lại món hàng. Lúc này người quen mới lộ mặt, chính là thiếu tá Stroheim, người tưởng chừng đã banh xác khi ôm bom cảm tử ở Mexico. Các nhà khoa học Đức không những đã kéo hắn trở về từ địa ngục, họ còn vũ khí hóa hắn để trở thành một cỗ máy chiến tranh. Tuy không có súng thịt nhưng khẩu này to hơn và có tận 600 viên. Dồn Titi vào góc không khác gì dồn zombie trong chuồng chó hoàng lăng. Người đá cũng là người mà sao quá đáng vậy? Titi vùng lên, múa quạt chém đạn, lưỡi kiếm chẳng mấy chốc tìm đến thiếu tá. Bằng một nhát duy nhất, hắn biến thiếu tá thành đống sắt vụn, sau đó lôi ra viên ngọc thạch, nhưng vì cơ thể máy móc nên thiếu tá vẫn hoạt động. Ông bắn cho ngọc thạch văng khỏi tay Titi và trôi xuống vách núi. Thế là Joseph và Titi giằng co với nhau. Vì cơ thể có thể tái tạo, hắn kéo Joseph xuống vực cùng viên đá. Trong khi rơi, họ vẫn tiếp tục đánh nhau. Trong thời khắc thập tử nhất sinh, Joseph giơ viên xích thạch ra khiến Titi chùn tay rồi rơi xuống vực. Còn cậu thì được Caesar kéo lên bằng một đoạn dây nối từ nhũ băng. Sáng hôm sau, đội Jojo dự định đánh vào cái khách sạn phía trước, một nơi hoàn hảo để ẩn nấp. Joseph cho rằng đó là một cái bẫy, nhưng không thể cản được một Caesar đã quá lâu chưa được lên hình. Tìm hiểu một chút về quá khứ của Caesar, như đã biết ở phần 1, ông nội của cậu là Zeppeli đã bỏ mạng trong tay tên hiệp sĩ. Đến đời bố cậu cũng vì những chiếc mặt nạ mà bỏ mạng ngay trước mặt con trai. Nên khi có cơ hội trả thù, cậu không chần chừ. Caesar cùng thầy gia sư tiến đến trước khách sạn và Gia Hùng đã ra đón khách với một bộ cánh bằng hơi nước để khúc xạ mặt trời. Hắn kéo ông gia sư, chắc chắn là đi trước vì là nhân vật phụ. Thấy vậy thì Caesar không ngại nguy hiểm theo vào trong, mở ra một cuộc đối đầu khác giữa người cột và người thường.
lốc xoáy đấu với bong bóng, cả hai đánh một trận sòng phẳng. Caesar sử dụng bong bóng để phản xạ ánh sáng từ bên ngoài, khiến Hùng phải dùng hết sức bình sinh tạo khiên hơi nước. Caesar xông phi làm một cú quyết định, nhưng đó cũng chính là lúc cơ thể cậu đã che đi ánh sáng. Chỉ cần có như vậy, Hùng bắn tập tầm vông mắc đam ở khoảng cách gần, ăn trọn đòn đó. Caesar thân tàn ma dại, cậu lê lết thân mình đến chỗ của Gia Hùng. Bằng chút sức lực cuối cùng, Caesar giật lấy chiếc nhẫn chứa thuốc giải cho Joseph, sau đó truyền hết năng lượng sóng trong người, tạo thành một quả bong bóng bọc lấy chiếc khuyên chứa thuốc giải. Hùng tôn trọng điều đó và coi Caesar như một chiến binh thực thụ. Tới khi Lisa và Joseph tiến vào thì mọi chuyện đã rồi. Joseph nhận ra chiếc khăn của bạn và chiếc khuyên chứa thuốc, biết rằng kẻ địch còn ẩn nấp xung quanh. Nhưng hai thầy trò vẫn không kìm được nước mắt khi họ phát hiện ra xác của Caesar đang nằm bẹp dưới một bức tường có hình cây thánh giá. Hai thầy trò sau đó bám theo dấu máu đằng sau cánh cửa. Gia Hùng và Titi đang ngồi đợi sẵn trên trần nhà, lũ quỷ đầu hói trực chờ lệnh mà cấu xé hai thầy trò. Biết rằng chọi với cả đám thì rất bất lợi, Lisa đem viên ngọc thạch ra đòi xét kèo 1-1, cô đấu với Titi, còn Joseph đánh với Gia Hùng. Chủ nhà sẽ chọn địa điểm và thể thức thi đấu, đó chính là vòng đá gót chân hải cốt, nơi ngã xuống của biết bao nhiêu chiến binh. Chúng yêu cầu để Lisa lại làm con tin, cho Joseph chạy về lấy viên xích thạch. Không lâu sau, cậu mang theo viên đá tới điểm hẹn, test luôn hiệu năng cho nó uy tín. Trước khi lên sàn, Lisa nói cho cậu về danh tính thực sự của mình. Năm đó, trên con tàu, đứa trẻ mà bà Irina cứu chính là cô. Sau này Lisa được Strizo, người Joseph đánh bại ở đầu phim, nhận nuôi. Các kỹ năng sóng gợn cũng như viên ngọc thạch đều có được từ hắn. Mùi mẫn thế là đủ rồi, giờ thì để cho HKT review về thể thức thi đấu ở vòng đối đầu. Gia Hùng và Joseph sẽ chơi chiến xa, tức vừa cưỡi xe ngựa vừa đánh nhau, giống như những chiến binh La Mã. Sau mỗi vòng đua, vũ khí mới sẽ được refill, ai tới nhanh hơn thì sẽ đoạt được. Vòng đầu tiên vật phẩm chính là cây búa tạ. Joseph khôn lỏi vứt sỏi chèn bánh xe Hùng để xuất phát trước và dễ dàng lấy được chiếc búa tạ khổng lồ. Song điều mà cậu không hề ngờ tới, Hùng đã bế nguyên cả cây cột từ phía sau. Hắn quật nát cỗ xe khiến Joseph phải nhảy ra ngoài. Thay vì né tránh, cậu lao thẳng về phía Hùng, móc búa vào bộ nối yên cương, nhảy lên lưng ngựa. Nhưng tên kia đã chui vào lưng ngựa từ khi nào. Bỗng cánh tay hắn trồi lên, nắm trúng chân Joseph, khiến cậu phải chân đất nhảy qua con ngựa bên cạnh. Sau đó bổ một cú thật mạnh vào bàn tay hắn. Không kém phần, Gia Hùng khai thác sơ hở của Joseph bằng cách trồi người lên, sử dụng tập tầm vông 10 thành công lực. Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay, nhưng giờ đến tay Hùng còn không giữ được. Điều gì đã xảy ra? Tua ngược lại một chút thì trong lúc tự tin nhất, Hùng đã để Joseph cuốn dây cương vào hai cánh tay, truyền một lượng gợn sóng lớn để cắt đứt chúng. Trở lại hiện tại, khi mặt tên người cột bơ phờ như vừa làm ba hiệp thì vũ khí vòng hai được mang ra. Đây là một cặp nỏ bắn đạn sắt, một công gô và một hàn sẻng. Lúc này thì Hùng đi một nước cờ khó lường, là chọc mù hai mắt để tập trung cảm nhận không khí xung quanh, khiến cho Joseph nghiễm nhiên tới trước chọn cây công gô. Nhưng vấn đề là nó quá nặng để lên đây. Hùng chạy sau với lấy cây hàn sẻng. Hắn sử dụng luồng nhiệt từ đống lửa giữa vòng đua để xác định vị trí Joseph, sau đó bắn một cú ảo tung quanh lòng chảo. Viên bi đi thẳng vào eo Joseph khiến cậu ngã khỏi yên ngựa, nhưng Joseph đã biến khó khăn thành cơ hội, lợi dụng cú ngã để lên dây cho chiếc nỏ khủng bố, sau đó bắn một cú ma quỷ không kém mang tên sao băng bay ngược, khiến Hùng hiểu được thế nào là đau thấu tâm can. Khi cả hai đang ngã ngựa, trò chơi chuyển sang mốt cận chiến. Hùng úp nguyên bộ ấm chén lên mặt đối thủ, Joseph đỡ hai cái bắp đùi bằng củ trỏ, giúp Hùng nghỉ ngơi trong những ngày tập chân. Chưa bỏ cuộc, Hùng bắn hai bàn tay từ khoảng trống trong tim để tóm lấy cổ Joseph. Khi đối thủ đã bị khống chế, giờ thì Hùng mới sử dụng đến vũ khí tối thượng, nó mang tên là đầu vòi rửa xe. Vòi phun hút gió với áp suất đủ để cắt ngọt xi măng cốt thép. Khi mà lưỡi gió liếm ngang tai, Joseph nảy ra một kế. Cậu ném chai dầu gió Trường Sơn về phía Hùng, cảm thấy được vật thể lao đến, hắn dễ dàng cắt nó làm đôi. Chưa hết, cậu tiếp tục ném đoạn dây của Caesar. Sau khi đã bén lửa, Hùng tiếp tục cắt vụn nó ra thành nhiều mảnh, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra chính năng lực Fruit Ninja đã bóp chim chính mình. Chiếc vòi gió của Hùng đã hút cả dầu lẫn lửa, biến hắn thành một quả bom xăng tan vỡ. Cơ thể Hùng chỉ còn lại đúng cái đầu. Song với sự hảo hán của mình, Joseph tưới máu để đối thủ bớt đau đớn, bởi đây là tình bằng hữu không cần sự công nhận giữa hai người đàn ông đích thực. Đến với trận chiến thứ hai giữa Titi và Lisa, thi đấu ở thần điện Peace Berlina. Titi lẩn mình sau những bức tường toàn đánh lén, nhưng Lisa đã cảm nhận được luồng sinh khí. Cô Santo đá một cú chẻ đầu tên ngỗ ngược. Ở ngay đòn đầu tiên, Lisa đã khiến Titi phải mất mặt, nhưng đó chỉ là một tên tép diêu được cải trang. Titi gốc đã đứng sau lưng, hắn đâm một nhát dao thấu tim Lisa. Giờ thì người gục chỉ sau một chiêu chính là cô. Chiến thắng giúp Titi lấy được viên ngọc thạch. Thấy sư phụ ngã xuống, Joseph liều mình lao tới, nhưng sức cùng lực kiệt, lượng sóng gợn ít ỏi trong cậu không thể vượt qua được đám lính quèn. Tưởng chừng mặt trời đã xuống núi thì một thứ ánh sáng lấp lánh chiếu tới, chính là thiếu tá phát xít cùng đạo diễn ánh sáng Speed. Quân đội nhanh chóng xử đám lâu bâu cản đường để Joseph tiến tới đối mặt với Titi. Ở trên đó, hắn đã buộc được Lisa vào sợi dây thừng và đá cô rơi xuống, để cho Joseph phải giữ một đầu. Cậu vẫn chưa biết người mình giữ mạng sống trong tay chính là mẹ ruột, do tập luyện sóng gợn để dung mạo trẻ trung. Liệu Joseph sẽ làm gì khi Titi cắt đứt sợi dây?
Câu trả lời là cậu vòng nó qua chân đối thủ và buộc đầu còn lại vào chân mình trong một cảnh quay mà không ai biết. Joseph lấy đà đu lên, đánh một cú tràn trề sóng gợn, chém vỡ tan lưỡi đao cùng cánh tay đỡ đòn của Titi. Đòn đánh mạnh tới nỗi khiến hắn văng xuống rừng trông bên dưới. Pha lê đã đâm xuyên lục phủ ngũ tạng. Lúc này Speed mới bắt đầu kể chuyện cho Smokey. Ngày xưa Lisa cùng Josh, tức bố của Joseph, đã kết hôn. Ông ta là phi công thuộc quân đội Anh, bị một tên zombie giả làm sĩ quan giết hại. Khi Lisa tới báo thù, quân đội vẫn không hề biết xác sống là gì, cho rằng cô mới chính là người gây án. Thế là Lisa bị truy nã toàn thế giới. Cô bỏ đi một mình và mọi người giấu chuyện đó với Joseph. Bà Irina cũng không muốn cháu mình dính dáng tới cuộc chiến sóng gợn. Quay trở lại với Titi, hắn đã âm thầm gắn viên ngọc lên mặt nạ. Chỉ chờ khi quân đội chiếu tia tử ngoại vào, hắn như tái sinh. Mà không, hắn trở nên khác biệt hoàn toàn. Một con sóc chui ra từ tay Titi cũng đủ sức tiêu diệt một tiểu đội tinh nhuệ của Đức. Đúng lúc này bình minh ló dạng, mang ánh sáng thiêu đốt lũ quỷ con. Nhưng còn Titi, hắn thậm chí còn rực rỡ hơn. Hắn giờ là một sinh vật tối thượng, kẻ thống trị ITV. Không gì có thể đánh bại được hắn. Nhận ra đối thủ trước mặt đầu thai nhầm server, Joseph lấy máy bay thực hiện kế hoạch B, chuyển qua không chiến. Sau khi đã tìm hiểu quỹ đạo bay của Titi, Joseph quay xe xả đạn ngược lại. Nhưng hỏa lực không thể nào xuyên qua được lớp lông vũ hóa sừng của hắn. Thậm chí khi lông bay ngược lại còn đâm thủng cả vỏ máy bay, rồi còn hóa cả thành đàn cá ăn thịt. Chúng cắn tan hoang chiếc chiến cơ, phần còn lại biến thành xúc tu khổng lồ, giữ chặt cánh quạt, khiến máy bay lao thẳng xuống miệng núi lửa. Joseph bắn rủ ra. Titi thấy vậy đắc thắng bay tới, nhưng người trong rủ chỉ là hình nhân. Còn Joseph thì vẫn đang cầm lái chiếc máy bay cà tàng. Cậu húc hắn xuống miệng núi lửa. Cùng với sự cover của thiếu tá, ông đã hy sinh cơ thể máy móc để đỡ lấy Joseph trong lúc cậu nhảy ra khỏi máy bay. Còn Titi trở thành đống bầy nhầy trong bể dung nham. Tưởng rằng đã hết phim, Joseph tỏ ra chủ quan thì một tia sáng lóe lên, rẽ đôi mặt đất, cắt lìa một bàn tay cậu. Nhưng làm sao mà Titi có thể sống sót? Bí quyết là lớp bọt khí cách nhiệt. Chung quy lại, mọi thứ trên trái đất đều không thể giết được hắn. Làm tí backstory của nam ca sĩ Titi, tộc người của hắn sống trong hang dù thời của họ chưa có bóng đá. Titi đã tạo ra chiếc mặt nạ để có thể tiến ra ngoài ánh sáng, nhưng cần máu. Dĩ nhiên là mọi người phản đối, nên hắn chu di cửu tộc. Giờ đây sau khi đã trải qua 10.000 năm, hắn đã đạt được thứ mình muốn, là trở thành một vị thần sống. Titi đánh Joseph bằng đòn gợn sóng mạnh gấp trăm lần. Thêm một lần nữa, cậu lấy miếng ngọc ra đỡ đòn thì toàn bộ năng lượng bị chuyển xuống núi lửa, tạo ra áp lực bắn cả hai lên không trung với tốc độ không tưởng. Titi mọc cánh bay đi, nhưng đã bị bàn tay đứt lìa của Joseph tóm lấy. Xin đừng thắc mắc. Tiếp đó những viên đá vụn dồn dập bắn tới lui, đẩy thẳng Titi qua tầng khí quyển, một mạch vào không gian. Trong môi trường không gian, cơ thể hắn bị đóng băng. Dù cho có biến đổi cỡ nào thì hắn vẫn cứ thế trôi nổi trong không gian. Sự bất tử của hắn giờ lại trở thành nhà tù của chính hắn. Ở dưới thì Joseph đang lơ lửng trên cục bất động sản một lúc trước khi nó rớt giá. Cậu chấp nhận cái chết đến với mình. Và thế là mọi người tổ chức đám ma cho Joseph Joestar. Nhưng mà plot armor cộng với Cassie vẫn còn, nên Joseph quay trở lại với tư cách nhân vật chính. Thậm chí còn đính hôn với Suzy như đã hẹn. Cậu đoàn tụ với mẹ Lisa, tên thật của bà là Elizabeth Joestar. Sau đó cả ba đến Mỹ định cư. Bà Irina thì qua đời ở tuổi 81 trong vòng tay của gia đình. Speedwagon cũng mở thêm tập đoàn lớn ở Mỹ và qua đời ở tuổi 89. Smokey trở thành thị trưởng da màu đầu tiên ở quê hương Georgia. Thiếu tá Stroheim không gặp lại Jojo nữa. Sau này ông hy sinh trong trận Stalingrad. Kết thúc phần 2. After credit, Joseph này đã lớn tuổi, bay sang Nhật tìm con gái mình làm dâu xứ phù tang. Chưa dừng lại ở đó, các anh ngư dân lại tiếp tục lôi lên một chiếc dương bí ẩn. Không rõ bên trong có gì, nhưng trong một nhà tù cách xa xa xuất hiện nhân vật chính của phần sau, Jotaro. Nếu bạn muốn theo dõi chuyến phiêu lưu của Jotaro, hãy nhớ subscribe cho The Reviewer. Mỗi quốc gia lại có cách lý giải riêng về các hiện tượng tâm linh. Ở Việt Nam các cụ gọi là vong theo, còn trong Jojo họ gọi là Stan. Và Stan có thể làm nhiều hơn là chỉ đi theo người tà dâm. Joseph Joestar sau khi đã chiến thắng 3 vị người cột, đã có một cuộc sống đuề huề cùng vợ, rồi sinh một đứa con gái là Holly Kujo. Holly lớn lên cũng cưới chồng ở Nhật Bản và sinh con. Đứa con đó chính là nhân vật chính của mùa này, Jotaro Kujo. Chồng Holly sau đó bỏ nhà đi lang bạt đâu không rõ. Một ngày nọ, Joseph sang Nhật để thăm con gái, thì biết được thằng cháu Jotaro đã khiến nhiều người bị thương bằng một sức mạnh tâm linh. Cậu cho rằng mình đang có vong theo sau, vì e ngại sức mạnh kỳ bí này sẽ làm hại mọi người xung quanh. Cậu ta đến đồn cảnh sát, vào phòng tạm giam ngồi, và sẽ chỉ ra khi biết được ngọn ngành. Lần này đến gặp cháu trai, Joseph còn dẫn theo một người bạn từ Ai Cập tên là Abdon. Ông ta cũng có một vong theo sau, mang hình con gà quay đấm ra lửa, thứ có thể chiến đấu theo sự điều khiển của ông ta. Abdon dùng gà lửa tấn công Jojo, và thế là cuối cùng cái vong của Jojo cũng hiện ra. Nó đấm thẳng vào yết hầu của gà lửa, khiến chủ thể nhận đam tương ứng. Ở góc nhìn của hai viên cảnh sát, cảnh tượng đó không khác gì một cuộc battle rap ngoài hồ giảng võ. Sau một hồi trao đổi chiêu thức, Abdon dụ được Jojo ra tù và cùng Joseph giải thích cho cậu về thứ mà cậu gọi là vong. Nó gọi là Stan. Sức mạnh của Jotaro cùng Joseph có mối liên kết với Dio, kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Joestar. Ngày xưa Dio đã có thể cướp lấy thân dưới của Jonathan Joestar để tiếp tục tồn tại. Không lâu trước thời điểm hiện tại, hắn được khai quật xác ở bờ biển Thái Bình Dương. Trước khi Joseph cùng huynh đệ lên kế hoạch để tiêu diệt hắn, thì Dio đã đi trước một bước. Hắn cử chân rết của hắn,
Kakyoin, một kẻ cũng có Stand sang để làm điều ngược lại. Trước tiên là với Jotaro, Kakyoin đã dùng Stand của mình, Lục Bảo. Nó có thể thay đổi hình dạng như một chất lỏng và chui vào người đối tượng để điều khiển như con rối. Ngoài ra còn có thể cô đọng dung dịch đó và bắn ra như những viên đạn. Dĩ nhiên là chỉ có mỗi khả năng bắn tùm lum thì chả thể nào hạ nhân vật chính được. Jojo để Stand đấm tôi cũng lật kèo. Sau khi hành cho Kakyoin thừa sống thiếu chết, Jotaro mang hắn về cho ông xem. Thì ra Kakyoin bị Dio sai khiến bằng một loại ký sinh trùng kỳ dị đã cắm rễ vào sâu trong vỏ não. Jotaro với kiến thức y khoa học được qua TikTok đã để con ký sinh chui qua người mình rồi tiêu diệt nó và cứu sống Kakyoin. Tưởng rằng cơn bão đã đi qua, thì cách mấy bức tường, mẹ của Jotaro là Holy đã lên cơn sốt cao. Lý do là cô cũng có Stand, nhưng phận chân yếu tay mềm như cô thì không kiểm soát được nó. Nếu không có phương pháp điều trị, e là nguy kịch. Dĩ nhiên là các bác sĩ không thể giúp gì được trong tình huống này, nên là cả squad lên đường tìm kiếm Dio, kẻ gây ra vấn đề. Sau khi đã điều tra ra tung tích của hắn, để đáp lại ơn cứu mạng, Kakyoin cũng nhập đoàn. Vậy là lineup của Zou Gang đã tạm thời được định hình với 4 thành viên: Jotaro với Bạch Kim Tinh, năng lực đấm; Joseph Joestar với dây leo, năng lực giống cái đài truyền hình; Mohamed Afdol, Stand gà thét ra lửa; và cuối cùng là Kakyoin với Lục Bảo, có thể điều khiển từ xa và bắn ra đạn đá. Trên chuyến bay tới Ai Cập, cả bọn gặp phải một tên dùng Stand bọ cánh cứng có tên là Tỏa Tháp Đôi, chuyên gây tai nạn trên các chuyến bay. Với thân pháp linh hoạt, nó liên tiếp né được toàn bộ các đòn đánh từ mọi người. Phải tới khi Kakyoin ra tay, Lục Bảo của cậu tạo ra một mạng lưới dày đặc, khiến con bọ rơi vào vòng vây và bị xé toạc. Lúc này kẻ điều khiển Stand ngồi trong góc bắt đầu hấp hối. Nhưng trước khi bị đánh bại, hắn đã kịp thủ tiêu hết phi công, khiến máy bay rơi vào tình trạng rơi theo quán tính. Với kinh nghiệm hay gặp tai nạn, Joseph đã đáp máy bay xuống một bờ biển gần Hồng Kông. Và cả nhóm quyết định để di chuyển từ đây qua Ai Cập. Họ sẽ không dùng máy bay nữa để tránh liên lụy tới người vô tội. Họ giờ di chuyển bằng đường biển, vòng qua các quần đảo xinh đẹp của Việt Nam để đến nơi. Trước đó, mấy ông cháu dừng chân tại một quán ăn địa phương, nơi họ chạm trán với một luyện sư khác có tên là Polnareff. Hắn ta có Stand kiếm bạc, sử dụng kiếm thuật và hơi thở để lấn lướt kẻ thù. Afdol bèn đứng ra thách thức tên kiếm sĩ gà lửa đấu kiếm bạc, tưởng rằng hắn sẽ cắt con gà trống gọn gàng để bày lên ba mâm cỗ. Nhưng cuối cùng gà rán lại mổ cả áo giáp sắt. Giống như Kakyoin thì Polnareff cũng bị ký sinh của Dio kiểm soát. Sau khi được gỡ cục thịt ở trên đầu, hắn lấy lại tâm trí và cảm ơn mấy ông cháu đã tha mạng. Polnareff cũng xin được vào tổ đội cho đủ một team linh hoạt, với lý do hắn muốn đi tìm kẻ đã sát hại em gái mình, một tên thủ hạ của Dio có hai bàn tay phải. Nếu bạn đang nghĩ hắn có thể sóc linh hoạt hơn thì đúng vậy. Và đó là cách mà những người đàn ông làm bạn với nhau chỉ sau một trận chiến. Năm anh em trên một chiếc tàu thủy cùng nhau vi vu trên những ngọn sóng, đang yên đang lành thì lòi ra một thằng nhóc trốn vé đi ké. Khi bị thuyền viên phát hiện, nó nhảy xuống biển để không bị nộp cho cớm. Nhưng dưới biển thì lại có cá mập. Cá mập này không đòi ăn phần trăm cổ phần mà đòi ăn thịt người, nên Jotaro phải nhảy xuống ứng cứu. Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ là thằng cu thực ra là con gái. Không dừng lại ở đó, trên thuyền, thuyền trưởng đã bị thả cho cá rỉa từ lâu. Người cầm lái là một tên luyện sư có Stand hoạt động dưới nước. Hắn ta sau khi bị Jotaro phát hiện đã sử dụng cô bé làm con tin. Vì cứu cô bé, Jotaro đã bị kéo xuống biển, nơi Stand của cậu lép vế trước đối thủ. Đến lúc này thì hào quang nhân vật chính bắt đầu phát huy. Trong khi bị cơn lốc xoáy nước của Stand đối phương cuốn đi lẫn với những chiếc vây sắc nhọn, Jotaro dồn toàn lực, bắn hai ngón tay ra như lưỡi tắc kè, đục một lỗ trên đầu đối thủ và đem lại chiến thắng một cách không thể búp bẩn hơn. Dù đạt được thắng lợi hoàn toàn, nhưng con tàu của họ cũng đã nổ tung vì tên thuyền trưởng dởm đã đặt bom trên tàu. Đối phó với hiểm nghèo, năm anh em cùng các thuyền viên còn lại mang theo bé gái lênh đênh trên con thuyền thoát hiểm bé tí đang lạc giữa muôn trùng khơi, thì chẳng biết là may hay dở, cả nhóm gặp được một con tàu chở hàng đang đi tới. Trên tàu tuyệt nhiên không một bóng người, chỉ có một con đười ươi biết hút thuốc và biết dình bé gái kia khi cô bé đi tắm. Nhưng con tàu vẫn hoạt động như có người điều khiển. Không dừng lại ở đó, dây dợ máy móc bắt đầu lao vào các thuyền viên và đoạt mạng của họ. Thì ra cả con tàu này chính là một Stand, và chủ nhân của nó chính là con đười ươi biến thái. Con tàu biến đổi để trói lấy Jotaro cũng như toàn bộ đồng đội của anh. Tới lúc này, Jotaro tiếp tục sử dụng chiêu thức ngón tay 20 xăng, đục một lỗ khác trên đầu đối thủ và giành chiến thắng trong chớp nhoáng. Con tàu Stand biến mất theo chủ nhân, dần dần đổ nát và chìm xuống đáy biển, chịu chung số phận với tàu Titanic. Cả bọn lại lênh đênh trên biển với con tàu nhỏ. Cho đến vài ngày sau, họ cập bến Singapore, con rồng của châu Á, nơi một kẻ thù khác được Dio phái tới đang bày mưu tính kế. Tên này là Hiến Linh. Ngay khi Polnareff vào phòng đã phát hiện ra hắn đang trốn trong tủ lạnh, vì thằng ngu này lôi hết nước suối của khách sạn ra và để bên ngoài, lại còn chẳng thèm giấu đi. Tưởng rằng đối thủ của mình dễ sơi sau khi chọc được vài phát, nhưng Polnareff vẫn chưa biết rằng Stand của hắn lại là một con rối cực kỳ nhanh nhẹn và đang trốn ở trong phòng mình. Không những thế, sức mạnh của nó sẽ tăng lên bởi sự thù hận với kẻ thù. Khi đã đánh rơi được đối thủ, Polnareff tỏ ra chủ quan và trở về phòng. Trong khi đang loay hoay tìm chìa khóa, anh đã bị con rối trói chặt vào gầm giường. Sau đó nó chặt bốn chân giường
để nhốt kín Polnareff như một cỗ quan tài. Để nó có thể dùng điện thoại của anh mà đặt mua tai nghe One Audio Pro C, headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng, với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bass sống động cùng với thiết kế trẻ trung, One Audio Pro C đến với hai màu đen và bạc champagne cực sang, thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng chính hãng bảo hành đầy đủ 12 tháng, dành riêng cho người xem hệ thống kênh The Reviewer. Khi mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá lên đến 299k. Bấm vào đường link bên dưới đi vì bạn biết là bạn muốn nó mà. Trong khi đó, các anh em chiến hữu thì vẫn đang tìm cách đăng nhập Netflix ở TV. Vì thế nên Polnareff phải xoay sở với tình huống hiểm nghèo này một mình. Nếu bạn chưa biết thì tầm nhìn của Stan phụ thuộc vào chủ nhân. Có nghĩa là nếu Polnareff không thể thấy đối thủ, kiếm sĩ bạc của anh không thể nào chém trúng hắn. Cứ thế cả người và Stan bị con rối liên hoan xác thịt. Trong cái khó ló cái khôn, Polnareff nhớ ra trước giường có một chiếc gương. Anh điều khiển Stan đánh vỡ nó và dùng các hình ảnh phản chiếu để xác định đối tượng. Khi tên hiển linh nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, kiếm sĩ bạc xiên thẳng một nhát qua đầu con rối, rồi chém nó đến mức dị dạng. Hy vọng là hắn có mang giấy tờ tùy thân để gia đình còn biết đường mà mang hắn về chôn cất. Dĩ nhiên là vụ việc này khiến Polnareff đã bị cán bộ hỏi thăm. Nhưng tay chân của Speedwagon, waifu số 1 của dòng họ Joestar, đã cứu anh chỉ bằng một cuộc gọi. Ở một góc khác, sau khi sử dụng sức mạnh dây leo tiên tri của mình, Joseph đã nhận được một lời cảnh báo rằng trong đội có kẻ phản bội, và đó chính là Kakioin. Ngay lúc này thì cậu ta đang đi dạo cùng với Jotaro và đứa bé gái. Trong cái cách cậu ta vẩy quả Sherry khiến cho đũng quần của Jotaro cảm thấy bất an. Và lúc đó nhân vật chính của chúng ta biết phải trừ tà cho cậu bạn một lần nữa. Cậu liền trừ tà bằng một đấm và khiến đối phương hiện nguyên hình. Stan biến hắn thành Golden Venom, có thể điều khiển thứ chất lỏng màu vàng để thay đổi hình dạng, cũng như đỡ đòn hay thậm chí là bám vào kẻ thù và dần ăn mòn chúng. Thứ đó bám chặt và ăn lấy tay Jotaro, đốt nó thì nó nổ tung rồi lan rộng ra. Dùng nhiệt lạnh cũng không xi nhê, đánh không được thủ không xong. Jotaro bèn nghĩ ra kế đấm thủng cáp treo, đưa cả hai xuống dưới nước để khiến tên luyện sư phải mở lớp bảo vệ ra để thở. Thừa thế xông lên, Jotaro đấm gãy mũi kẻ thù, ép hắn khai ra những tên luyện sư khác. Vì mấy anh em xã hội làm việc uy tín nên tên này chỉ khai ra một đứa, lại đúng là cái tên đã hãm hại em gái của Polnareff, kẻ có hai bàn tay phải. Trong khi Jotaro đang nghe chuyện mà mất tập trung, tên này đã thừa cơ đánh lén bằng cách đưa chất lỏng qua nắp cống để trói lấy tay Jotaro. Nhưng hắn quên trói tay còn lại, nên bệnh án của hắn từ khoa nội xương khớp chuyển qua khoa phẫu thuật chỉnh hình. Xong việc, cả nhóm rời Singapore để đến với Ấn Độ. Chẳng biết tác giả có thù gì với đất nước đông dân nhất thế giới, nhưng thứ đón chào nhóm Jotaro là một đoàn người ăn xin và cái bồn cầu với hệ thống tiêu hóa chất thải của khách bằng gia súc tươi sống. Trong khi còn đang sốc văn hóa bản địa, Polnareff bị Stan của gã qua hai bàn tay phải phục kích. Thấy kẻ thù trong tầm mắt, Polnareff mặc kệ anh em khuyên ngăn, cố tình tách đoàn để một mình thanh toán món nợ máu. Biết được điều đó, hai tay phải cùng với đồng đội của mình, một tên cao bồi dùng Stan súng lên đường bắt lẻ Polnareff. Kẻ đầu tiên ra mặt là tên cao bồi. Polnareff vì khinh địch, nghĩ rằng chỉ cần cởi bỏ lớp giáp của kiếm bạc là có thể đủ nhanh nhẹn để chém đôi viên đạn. Nhưng anh không biết rằng Stan của đối thủ chính là viên đạn. Hắn có thể điều khiển quỹ đạo bay khiến nó lách qua lưỡi kiếm. May mắn cho anh là Afdol đã tới kịp thời để đẩy Polnareff qua một bên, thoát chết trong gang tấc. Đến khi viên đạn quay lại, Afdol định dùng gà lửa để nung chảy, thì bất ngờ Stan của tên còn lại lộ diện trên mặt phản chiếu của vũng nước và đâm Afdol khiến anh không thể xử lý được viên đạn. Một táp dành cho team của Dio. Kakioin xuất hiện kịp thời để kéo Polnareff đi trước khi anh cũng bỏ mạng vì quá say máu, cũng như kéo dài thời gian để nghĩ ra cách đối phó với con Stan xuất hiện trong ảnh phản chiếu. Nhưng đối thủ lần này không để cho phe chính diện có thời gian ngơi nghỉ, sát thủ gương đã bám theo và đánh úp họ. Polnareff lúc này nhận ra cách hoạt động của Stan đối thủ chính là phản chiếu ánh sáng. Hay nói cách khác, nó di chuyển bằng cách đi từ bề mặt phản chiếu này qua bề mặt khác. Vì thế nên cậu kéo Kakioin ra khỏi xe hơi để tránh các bộ phận kim loại sáng bóng. Nhưng cả hai đâu ngờ có một đứa trẻ chạy đến vì hiếu kỳ. Có lẽ nó nghĩ rằng có thể xin tiền được từ hai ông chú ngoại quốc này. Chỉ cần có thế, sát thủ gương nhảy qua nhãn cầu thằng nhóc để tấn công Polnareff. Hiểu được cơ chế của kẻ địch, Polnareff hất cát vào mắt thằng cu, khiến Stan kẻ thù phải nhảy qua mắt anh. Khi này không còn nơi để nhảy nhót nữa, Polnareff dễ dàng xác định con mồi và tấn công, khiến kẻ địch phải thu hồi Stan. Nghe thấy tiếng hét của kẻ thù, cả hai chạy đến ngôi đền bỏ hoang phía xa. Nhưng không ngờ ở đó có quá nhiều dân tị nạn. Qua những đôi mắt thất thần, tên sát thủ biến ảo như ninja, chém qua chém lại. Kakioin nhanh trí ném một đồng xu lên trời, thu hút mọi ánh nhìn. Ở bên cạnh, Polnareff tung cát khiến dân chúng nhắm mắt để ép sát thủ phải nhảy qua đồng xu đang bay. Kiếm sĩ bạc tung kiếm chém Stan của kẻ thù khi đang chuyển bề mặt và kết liễu hắn một lần và mãi mãi, trả mối thù cho em gái. Tên cao bồi còn lại như vịt mất cánh, chạy thục mạng để giữ lại mạng sống. Team Jotaro tiếp tục lên đường sau khi đã mất Afdol. Tên sát thủ gương chính là con trai của mụ phù thủy đi theo Dio. Biết con trai bỏ mạng, chắc chắn bà ta sẽ không để yên. Còn những người đàn ông dũng cảm, họ tiến về Varanasi, băng qua con sông Hằng thiêng liêng, nơi cả con người lẫn động vật tự do làm điều mình thích, ví dụ như tắm rửa, giặt đồ và đi vệ sinh. Cho dù chưa xuống sông Hằng tắm,
nhưng Joseph vẫn bị nhiễm ký sinh trùng. Thực chất đây là một con Sten. Khi ăn bám trên người kẻ thù, nó hút sinh lực để phát triển, rồi dần hình thành mắt, mũi, tay, chân. Ban đầu từ hơi ngứa ngáy, dần dần khi nó lớn lên, con Sten trở nên nguy hiểm và có thể tấn công chủ thể. Nhưng năng lực đó quá dễ đối phó với một người đầy kinh nghiệm chiến đấu như Joseph. Ông sử dụng dây leo tiên tri để vẽ bản đồ dân cư, sau đó nhờ nó dẫn đến khu vực có nhựa than và nhúng tay xuống. Khi Sten đã bị đông cứng, ông dễ dàng cắt ngọt nó bằng dây leo của mình. Thì ra chủ Sten chính là một bà thím nằm trong thân xác em gái Ấn Độ mà nhóm cho quá giang. Chỉ tội cho boy si tình Ponarev đã lỡ lọt hố tình yêu với cô nàng. Cả đội tiếp tục lên đường bằng xe hơi và gặp lại cô bé trên thuyền. Họ đã tiến đến địa phận của Pakistan. Suốt quá trình đó có một chiếc xe màu đỏ luôn đi gần, nên mọi người quyết định tiến đến gần. Và quả nhiên nó đã rồ ga phóng đi khi bị phát hiện, không để đối tượng chạy thoát. Mấy anh em chạy qua cả Syria. Sau khi có một cuộc va chạm nhẹ, chiếc xe bị đẩy xuống vực và bốc cháy. Nhưng chẳng có một tài xế nào bên trong cả, bởi vì chính chiếc xe là một Sten, có thể gọi là Transformer. Hay nói cách khác là một chiếc ô tô biến hình có vũ trang và có thể giao tiếp với kẻ thù. Trong các chiêu thức thì cũng hoa lá cành, xong cuối cùng vẫn trở thành một đống sắt vụn dưới tay Bạch Kim Tinh. Ở trong hang, mụ phù thủy của Dio tức tối vì cả 7 tên sát thủ cử đi đều đã thất bại. Đến nước này, ả ta sẽ trực tiếp ra tay. Biết rằng chặng đường phía trước sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn, nên Joseph yêu cầu cô bé về nhà. Hay nó là dấu hiệu báo trước cho chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hôm nay, trong tiết trời mù sương, bốn ông cháu rẽ vào một thị trấn vắng vẻ ở Pakistan. Nó vắng bởi vì hầu hết dân đã bị chướng khí của Sten của bà phù thủy lấy mạng. Mụ ta không hề ngần ngại xuất hiện trước bốn vị khách, đóng giả là một bà lão tốt bụng, đang trèo kéo khách về khách sạn của mình. Lúc này, tên luyện sư cao bồi cũng đã theo sau. Hắn ba hoa với bà già về sự tiếc thương của mình dành cho tên sát thủ con trai của bà. Nhưng bà biết hết. Ngay sau đó, bà ta dùng kéo đục một lỗ trên tay hắn, sau đó dùng Sten của mình luồn khí qua đó. Và thế là bà ta có thể điều khiển tên cao bồi như một con rối của mình, cũng như cách mà bà ta thao túng cả thị trấn. Ngay khi tên luyện sư định phản kháng, bà già bấm nhẹ đốt tay, khiến hắn tự giác đục một lỗ trên đầu mình. Đó là cách Sten của bà ta hoạt động. Chỉ cần đối thủ có một vết thương nhỏ thì coi như hắn đã nằm trong lòng bàn tay của Sten công lý, không cần phải mưu mẹo. Ponarev đã tự dẫn thân tới chỗ bà ta. Lúc này mụ già bắt đầu gọi đám xác sống trong thị trấn tới bao vây anh. Ponarev dù cẩn thận nhưng vẫn bị mụ già đục một lỗ trên lưỡi. Sau đó bắt anh liếm sạch cái bệ xí ngồi sổ. Tiếp đó là Jotaro. Dù có danh khôn nhưng số lượng kẻ địch đông đảo vẫn khiến anh bị xây sát. Kết quả là bị Sten công lý điều khiển. Nhưng kết quả là gì? Jotaro dùng Bạch Kim Tinh hút công lý vào bụng, nhẹ như một gói xôi gấc 100k. Tính ra thì Sten của anh ngoài đấm ra thì cũng lắm trò phết. Sau khi đánh bại mụ phù thủy, thị trấn mọi người đang ở hiện tại chính là một nghĩa địa sơ xác. Và tên luyện sư cao bồi bỗng bật dậy, lấy chiếc xe của mọi người để về báo tin cho Dio. Có lẽ hắn còn sống vì đã thu kịp Sten lại khi súng bị bóp cò. Mấy anh em mang theo bà già để dò la tin tức về Dio khi mụ tỉnh lại. Nhưng vừa đến thị trấn tiếp theo, một tên luyện sư khác đã trông thấy và kích hoạt tế bào của Dio trong mụ. Bà phù thủy cho đến hơi thở cuối cùng vẫn không hé một lời về Sten của Dio, thì đủ hiểu đám đàn em còn lại trung thành đến mức nào. Tên luyện sư trước mặt có Sten ký sinh vào đối thủ, đối tượng hắn chọn là ông Joseph. Khả năng của con Sten này là mô phỏng sát thương hắn nhận, rồi nhân lên nhiều lần với nạn nhân. Tức một cái vuốt má yêu của Jotaro thôi cũng đủ khiến Joseph đi phẫu thuật chỉnh hình. Thế là hắn tha hồ tác quái, sai khiến Jotaro làm đủ trò con mèo cho mình, không thì hắn sẽ tự làm mình đau. Ở phần còn lại, Joseph cùng hai thanh niên trẻ chạy đi xa để làm giảm sức mạnh của Sten. Sau đó ông dùng dây leo cắm vào TV trên phố để nội soi não mình, biết phải làm gì. Kakiyoin và Ponarev thu nhỏ Sten và chui vào não Joseph để tìm ra con Sten kia. Kết quả là tên luyện sư phải thu hồi Sten lại. Trước khi hắn điều khiển nó chui vào tai Jotaro, thì anh đã sử dụng Bạch Kim Tinh bóp nát nó như con giận. Sau đó Ora cho hắn đến tàn phế. Bốn anh em tiếp tục lên đường qua đến tận các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tiếc một cái là không gặp được dê phó, nên cả đội quyết định cưỡi lạc đà đi cho thanh cảnh, để vừa băng qua sa mạc vừa chill. Nhưng đi được vài cây số thì nhiệt độ đã kéo lên đến 60 độ, đủ để đốt cháy các tam giác đều trong quần của các huynh đệ. Đây chỉ có thể là một con Sten oái oăm khác, một chiếc mặt trời không bao giờ lặn, có khả năng bắn các viên thiên thạch nhỏ, tưởng như đã rơi vào thiên la địa võng. Nhưng chỉ với một chút quan sát, Jotaro đã nhìn ra điểm bất thường của cảnh vật, chính là một số chi tiết được nhân đôi lên và có bóng đổ đối lập lại với bên còn lại. Đó chính là do cái gương mà kẻ điều khiển Sten đã đặt lên để ngụy trang. Áp dụng kiến thức vật lý 12 về phản xạ toàn phần, Jotaro đã tìm ra tên luyện sư và hạ gục hắn. Không ngờ đó chỉ là một tên nhãi không hơn không kém. Sau khi Sten bị hóa giải, bầu trời trở lại về đêm và mát mẻ như thời tiết Hà Nội. Hôm đó mấy ông cháu qua đêm tại một nhà nghỉ, mọi người đều ngon giấc ngoại trừ Kakiyoin. Cậu mơ mình đang ở trong một khu vui chơi cùng với một chú chó. Cả hai ngồi trên chiếc đu quay đang ngắm thời gian trôi thì có một quả bóng bay tiến tới vị trí của cậu, đem theo một lá bài tarot. Đó chính là tử thần 13. Nhân vật trong lá bài chui ra ngoài, vung lưỡi hái. Tuy cậu đã né kịp nhưng chú chó bên cạnh thì không có haki quan sát,
Kaki Yoin tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nhưng bàn tay cậu vẫn có vết cắt do hái chém sượt qua. Không những thế, chú chó trong giấc mơ chính là con chó ở bên dưới khách sạn và nó đã tử vong với vết cắt y hệt. Kaki Yoin chỉ nhớ mang máng. Sau đó cậu cùng cả đội lên đường bằng máy bay. Đến đây thì một chuyện kỳ lạ khác lại ập tới. Người dân muốn cả nhóm mang theo một đứa bé đang sốt cao vì nơi mọi người tới có bệnh viện. Dĩ nhiên những người đàn ông lịch thiệp không từ chối, nhưng họ đâu ngờ rằng chính đứa bé lại là chủ của stand tử thần 13. Đi được một đoạn thì Kaki Yoin và Ponarev ngủ thiếp đi, rồi cả hai đều bị đưa vào giấc mơ đêm qua cùng nhau. Hay chính xác hơn là tiếp diễn giấc mơ đêm qua của Kaki Yoin. Lần này thì Stan tử thần đã trực tiếp lộ diện. Điểm mạnh của nó là gì? Giấc mơ này là vương quốc của nó. Nó tùy ý thao túng mọi thứ. Và người bị kéo vào đây không thể sử dụng Stan của mình, tức là một cuộc đấu giữa người và Stan. Ngay trước khi bị lưỡi hái găm vào sọ, Ponarev được Joseph gọi dậy, được cứu mạng trong gang tấc. Nhưng anh sẽ chẳng nhớ được gì trong giấc mơ. Và quan trọng nhất chính là người bạn Kaki Yoin vẫn còn chìm trong giấc mộng. Ở trong này, Kaki Yoin tự lấy lao cứa tay mình để tỉnh dậy nhưng không ăn thua. May là bên ngoài Joseph bất cẩn để máy bay lao vào cây khiến Kaki Yoin tỉnh dậy và cứu một bàn thua trông thấy. Nhưng như Ponarev, cậu không nhớ gì về đứa bé lẫn Stan. Thế là cả bọn dừng chân cắm trại. Mọi người sẽ qua đêm ở ngoài trời. Trong khi đứa bé đang đắc thắng đợi đến giờ chợp mắt thì Kaki Yoin vì nhói nhói nên vén ống tay áo lên để lộ vết thương. Nhưng không phải đường cắt chẳng chịt, mà chính là thông điệp cậu đã để lại trong giấc mơ về Stan của đứa bé. Không chần chừ, Kaki Yoin lôi Stan ra tấn công đứa bé. Nhưng trong mắt bạn bè và cả hội bảo vệ quyền trẻ em thì cậu giống như một tên bệnh hoạn, nên Ponarev đã thụ cho cậu một cú khiến Kaki Yoin ngất đi. Và thế là mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Ba anh em lại gặp nhau trong giấc mơ. Ponarev giải thích cho mọi người về Stan của đứa bé và hối hận việc mình đã không tin Kaki Yoin, tưởng rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cả bọn khi tử thần 13 xuất hiện. Thì bất ngờ Stan của Kaki Yoin xuất hiện tấn công tử thần. Hóa ra do cậu đã gọi nó ra và ẩn đi trước khi ngất. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Kaki Yoin dễ dàng trên cơ tử thần. Sau đó cậu ra lệnh cho nó thu hồi Stan, đồng thời xóa luôn vết sẹo trên tay cậu. Vì là trẻ con nên lần này sẽ được châm trước, nhưng cái giá phải trả là trong đĩa bột sáng nay thằng bé ăn có trộn thêm ít kến mà nó vừa mị ra. Sau khi trả lại đứa bé, mọi người lại lên đường đến Ai Cập. Joseph dẫn mọi người đến một hòn đảo, nơi bố của Afdol sống, để báo tin trông về cái chết của đứa con trai. Sự ra đi của Afdol khiến cho Ponarev tự trách mình, nên anh ra biển ngồi cho khuây khỏa. Mà thế nào lại lụm trúng một chiếc đèn dầu, tưởng là đèn thần nên cậu cọ vài cái. Mà nó cũng hiện ra một con Stan thật. Nó cho cậu 3 điều ước. Ban đầu Ponarev không tin, nhưng sau khi thử ước cho mình thật giàu có thì bỗng nhiên vàng bạc châu báu hiện ra bên cạnh cậu. Lúc này anh người Pháp mới nhớ về người thân và bạn hữu. Cậu ước cho em gái và Afdol sống lại. Quả nhiên con Stan giữ chữ tín. Thi thể của cô em gái xuất hiện trong một khu bụi rậm không xa. Khi Ponarev đến nơi thì cơ thể đó ra sức chạy trốn. Đến khi bị dồn vào đường cùng thì nó quay ra tấn công Ponarev. Biết đây không phải em gái mình mà chỉ là xác sống, cậu cầu xin Stan thần đèn búng tay xóa sổ nó. Nhưng ba điều ước đã hết và nó cũng chẳng muốn làm vậy. Nên là Ponarev giờ đây phải chiến đấu với hai con xác sống mang hình hài của bạn và em gái mình. Ngay khi lôi Stan ra để đối phó thì kiếm sĩ bạc của cậu bị con Stan thần đèn giữ lại, bởi nó muốn cậu bị xé xác bởi những điều ước của mình. Chống cự không được, đánh lại không xong, Ponarev đành nằm yên hưởng thụ việc bị đánh chén như một bữa ăn 26.000. Đang nghĩ tới chuyện đoàn tụ với em gái thì thằng bạn thân Afdol từ đâu xông ra bẻ cổ hai con xác sống. Hóa ra trong trận chiến lần trước, viên đạn đã bắn trượt qua sọ Afdol. Tuy không thiệt mạng nhưng Afdol bị thương nặng và anh đã âm thầm theo dấu của cả nhóm tới đây. Với sức trẻ đầy mình, Afdol đấm vỡ mồm Stan thần đèn, khiến tên chủ nhân phải rút nó lại. Dựa vào tốc độ của Stan, Afdol phán đoán tên chủ phải ở gần đây. Sau một hồi tìm kiếm, cả hai bắt được tên chủ mưu đang chui dưới đất và cắm ống lên trên để thở. Không vội tần hắn một trận, Afdol còn rủ bạn mình đái vào ống để tiếp nước cho kẻ thù. Ngay sau đó, cả hai gặp lại ba người còn lại. Bất ngờ rằng ai cũng đều biết về sự trở lại của Afdol. Bọn họ thông đồng với nhau để giấu Ponarev vì cho rằng anh là người tọc mạch thẳng tính, quyết định giữ Afdol làm con bài ẩn. Và người đàn ông Joseph nói rằng bố của Afdol cũng là do anh ta hóa trang ra. Sau khi chọc cho Ponarev một trận, mọi người tiến thẳng tới Ấn Độ bằng chiếc tàu ngầm, tưởng rằng chui dưới nước thì sẽ yên ổn. Nhưng khi còn cách đất liền 100m thì xuất hiện một con Stan có thể tự do biến đổi cơ thể thành các loại vật chất, từ rắn cho đến lỏng. Hậu quả là nó đã đánh ngất ông Joseph, đồng thời làm nước bên ngoài tràn vào trong con tàu. Sau khi đã thử va chạm với Stan mà không ăn thua, cả bọn chọn cách mặc đồ lặn bơi lên bờ. Vì áp lực dưới đáy biển rất lớn nên Joseph đã phải xả nước vào buồng cho cơ thể mọi người quen dần. Không ngờ con Stan lợi dụng chất lỏng mà đi vào ống thở của Ponarev, từ đó mà chui vào mồm. May mà Joseph cùng Kaki Yoin đã kịp thời dùng Stan lôi nó ra. Nhưng với tính chất lắt léo, con Stan kia lại thoát ra bằng cách biến hình, đợi cho nhóm Jotaro bơi qua một dạng đá ngầm. Nó mới hòa mình vào đáy biển và biến thành một khuôn mặt bằng đá khổng lồ, từ đó nuốt hết mọi người vào trong khoang miệng. Có lẽ nó đã đánh giá thấp sức mạnh bạch kim tinh của Jotaro. Kết quả là bị Jotaro đấm gãy nguyên một hàm răng. Trên bờ,
Chủ nhân của Stan là một phụ nữ da bánh mật. Tầm này có sinh đến mấy mà bộ nhá tan tành thì muốn ăn, e rằng cũng chỉ có nước ăn cháo. Cuối cùng thì mọi người cũng đặt chân lên Ấn Độ, vùng đất mà Dio đang đóng quân. Nếu bạn muốn theo dõi chuyến phiêu lưu của Jotaro, hãy nhớ subscribe cho The Reviewer và để lại một bình luận ở phía bên dưới nếu bạn thích video này. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại. Trước khi bước vào những trận chiến với độ khó cao, cả đội được nhận thêm một thành viên mới, kẻ mà được giới thiệu rằng có Stan vượt trội hơn cả họ. Không ngờ, đó lại chỉ là một con chó. Nó không hề biết nói tiếng người cũng chẳng hiểu. Nhưng Stan tạo ra từ cát lại mạnh đến bất ngờ. Để xem tận mắt sức mạnh của chú chó Iggy này, hãy cùng đến với kẻ ngáng đường tiếp theo. Một tên luyện sư bị mù. Tên này đã hạ sát hai phi công vừa mang Iggy tới. Đến khi nhóm tới nơi, còn tận mắt trông thấy Stan của hắn chui ra từ bình nước. Thấy vậy thì Jotaro liền dùng ống nhòm để tìm kẻ địch giữa sa mạc. Nhưng trong tầm nhìn vài cây số không thấy bóng ai. Con Stan của hắn thì vẫn vô tư hoạt động. Đó là bởi vì con Stan định vị con mồi theo âm thanh được truyền trên mặt, mà chủ nhân của nó cảm nhận được bằng giác quan nhạy bén của mình. Trong khi đang ngồi trên ô tô tính kế, thì tên mù này đã dùng Stan để khiến cát lún, kéo chiếc xe xuống. Việc đó khiến mọi người phải nhảy ra ngoài. Lúc này không ai dám cử động một chút nào. Song Afdol đã nghĩ ra một kế sách. Anh dùng những chiếc vòng tay ném ra phía trước, khiến tên mù tưởng đó là bước đi. Ngay khi hắn gọi Stan lên thì Afdol lập tức gọi ra gà lửa. Nhưng cũng chính với giác quan nhạy bén của mình, hắn né được đòn tấn công trong gang tấc và phản công lại. Jotaro thấy bạn mình lâm nguy, liền rảo bước chạy thật nhanh đến thu hút kẻ địch. Nhưng Jotaro không phải thằng liều, anh chạy tới chỗ con chó Iggy, vì anh biết khiếu giác của nó cũng rất tốt. Rõ ràng là nó đánh hơi được kẻ thù, vậy nên anh lợi dụng nó cùng con Stan biến hóa khôn lường của nó để tìm đường. Tên mù cũng chẳng vừa, hắn dựa vào khoảng cách mà Jotaro đạp đất lấy đà bay để xác định Stan của Iggy, sau đó dùng Stan tung cát lên không trung để dò vị trí. Lúc này thì không những vị trí, kể cả hình dạng cũng được tái tạo một cách hoàn chỉnh. Thế nên tên mù dễ dàng bắn rơi Jotaro lẫn Iggy. Cả hai chỉ còn cách nhau hơn 100 mét, nhưng vậy vẫn còn quá xa với tầm tấn công của Jotaro. Không để kẻ địch đắc thắng, anh liền ném con chó thẳng về phía tên mù, bị Stan của Iggy đâm thẳng vào mặt. Tên mù đánh rơi chiếc gậy và để mất dấu Jotaro. Đến khi hắn lấy lại gậy thì Jotaro đã đứng ở ngay sau lưng. Chỉ chờ có thế, Jotaro dùng bạch kim tinh knock out đối thủ. Tên mù biết mình thua cuộc nên đã tự dùng Stan kết liễu bản thân để không khai ra thông tin. Nhưng hắn vẫn tiết lộ cho Jotaro về 8 vị hầu cận còn lại ở phía trước, những kẻ vô cùng quyền năng và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Dio giống như hắn. Sở dĩ tên mù trung thành đến như vậy vì Dio là người đã cho hắn Stan cũng như lẽ sống. Sau đó mọi người cũng lái xe tới bắt kịp cậu. Đối thủ tiếp theo đang trực chờ cả đội là hai anh em Oingo và Boingo. Đứa anh thì có khả năng thay đổi diện mạo thành người khác, còn đứa em thì sở hữu một cuốn truyện tranh có thể tiên đoán tương lai gần. Cái gì nó đã viết trong đó thì không thể thay đổi được. Trong trang tiếp theo, cuốn truyện viết rằng hai anh em sẽ gặp nhóm Jotaro. Họ sẽ nghỉ chân tại một quán nước và dùng trà. Lợi dụng điều đó, ông anh cải trang thành nhân viên rồi tẩm độc trong trà. Nhưng ngay trước khi trà được đổ vào miệng thì Iggy đã chạy đến phá rối, khiến kế hoạch của hai anh em đổ bể. Vậy nên ông em tiếp tục vẽ chuyện. Lần này tai nạn đến với nhóm Jotaro rõ ràng hơn. Nó viết rằng ông anh sẽ chế bom rồi ném vào trong xe của nhóm. Sau đó bom phát nổ khiến Jotaro tan xác. Làm theo chỉ dẫn, tên anh trai chế bom hình quả cam và đặt nó trong xe của cả nhóm. Nhưng chưa kịp thoát ra thì Joseph đã quay về. Để không bị phát hiện, hắn đã biến đổi bộ dạng thành Jotaro. Chính lúc này, hắn biết rằng người có trong cuốn truyện với cái chết bi thảm không phải là Jotaro mà là chính mình. Sau đó hắn tìm mọi cách để rời khỏi chiếc ô tô, bởi nếu biến hình ngay tại đây thì sẽ ăn no đòn. Tiếc rằng người tính thì không bằng chuyện tính. Bằng một cách thần kỳ nào đó, quả bom lăn tới chân hắn trong khi tên anh trai đang chạy trốn. Và bùm, cuối cùng cả hai anh em nhận lấy thất bại ngay cả khi nhóm Jotaro còn chưa biết họ là kẻ thù. Người tiếp theo mà cả nhóm phải đối đầu, mà không, chính xác hơn là thứ, Stan tiếp theo mang tên Anubis. Nó ẩn mình trong một cây kiếm hắc ám. Hôm nay đã có một kẻ xứng đáng cầm nó lên và được chọn. Hắn sẽ bị thanh kiếm thao túng và hạ sát nhóm Jotaro. Hãy để kiếm sĩ giao đấu với nhau. Chaka đấu với Polnareff, một cuộc đấu công khai khi hắn đã tìm đến Polnareff. Tuy thanh bảo kiếm cực kỳ ảo ma, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu lão luyện hơn, Polnareff đã giành chiến thắng. Với tư cách là một kiếm sĩ, Polnareff chôm luôn cây kiếm làm của riêng. Anh bị nó hớp hồn, đi đâu cũng mang theo, và suýt chút nữa mất mạng khi nó đã mượn tay của tên ba bờ để ám sát anh. Tên cắt tóc này có thể lực mạnh hơn đối thủ trước nhiều, vì thế nên Polnareff khó lòng địch lại. May ở bên cạnh có Jotaro. Nói về đấu thể lực thì không ai bằng bạch kim tinh của cậu. Jotaro hạ gục tên cắt tóc và bẻ gãy thanh kiếm, tưởng rằng nó đã hết tác dụng. Polnareff cầm lên thì bị Anubis chiếm lấy tâm trí. Nó điều khiển Polnareff lôi Stan kiếm sĩ bạc hai tay hai kiếm đối đầu với Jotaro. Kết quả Jotaro bị thanh kiếm gãy đâm xuyên vào bụng. Khi lưỡi kiếm cách quả thận chừng một đốt tay thì anh dùng Stan đấm gãy vụn phần lưỡi kiếm cùng chuôi kiếm còn lại và giành chiến thắng trong giờ phút sinh tử. Nhưng Anubis vẫn còn nửa lưỡi kiếm ban đầu. Hắn thu hút đứa trẻ qua đường tới nhặt mình lên, rồi điều khiển nó phi thẳng về phía Jotaro, người đang cạn kiệt sức lực sau cú đánh cuối cùng. Không biết từ đâu, Iggy chạy ra làm thằng bé sẩy chân, ném lưỡi kiếm thẳng xuống sông Nin.
Giờ thì chỉ cầu cho vị thám tử nào đó sẽ ghé lại sông Nin và tiến hành nạo vét đáy hồ một lần nữa. Mọi người tiếp tục lên đường, trong khi Kaki Yoin vì vết thương khi đối đầu với thằng mù mà phải ở lại viện chăm sóc đôi mắt. Còn ở ngoài kia, trên đường đi thám thính, Joseph vì tò mò đã chạm tay vào một ổ điện kỳ lạ trên một tảng đá và khiến bản thân bị giật điện. Ông đâu biết đó là thứ mà kẻ thù đã đặt lên. Một nữ luyện sư mang trong mình stand đại diện cho thần mèo Bastet. Nó khiến cho cơ thể Joseph trở thành một cục nam châm di động. Sau đó, liên tiếp những tình huống giờ khóc giờ cười đến với ông. Lúc này cô gái xinh đẹp kia cũng không ngại mà lộ diện và dùng dây xích kéo ông vào chiếc thang cuốn. Nếu không có Afdol kịp thời nhấn stop thì có lẽ ông đã bị nó xé thịt. Joseph sau khi được cứu, liền cùng Afdol đuổi theo cô gái kia. Nhưng Afdol không ngờ trong lúc bấm vào nút dừng thang, anh đã chạm vào ổ điện của cô gái. Giờ thì cả anh và Joseph đều đầy tư tính và hút chặt lấy nhau, không thể chạy thêm nữa. Tình huống ngày càng trở nên gay go khi hai người đàn ông trưởng thành tay chạm tay, mặt kề mặt, càng cố gắng tách nhau ra. Tư thế của cả hai trông càng trở nên kỳ cục, đến khi mỗi người một nơi. Joseph và Afdol lại vì sự nôn nóng mà khiến bản thân bị hút vào đường ray. Ngay lúc này có một con tàu chạy phăng phăng tới. Khi không thể thoát ra, Afdol chọn cách dùng gà lửa đốt cháy đường ray để cả hai lọt hố. Vì thế mà toàn mạng khi tàu hỏa đi qua. Nếu tiếp tục đuổi theo, cả hai sẽ khó lòng mà bắt được ả. Nên Joseph nghĩ ra một cách, hai người sẽ chạy từ hai phía đối diện tạo thế gọng kìm. Đến khi đối thủ tăng tứ tính, sẽ hình thành thế bánh mì kẹp thịt. Cuối cùng, luyện sư nữ xinh đẹp bị đánh bại bởi chính Stan của mình, kẻ ngáng đường tiếp theo. Người danh ma hơn cả những kẻ trước đó rất nhiều. Hắn tên là Seth, tóc hai chỏm và sở hữu Stan đại diện cho thần bão tố. Cũng bởi cái sự danh ma này nên ngay lần đầu chạm mặt, Polnareff đã ngửi thấy mùi luyện sư, không hề chần chừ. Anh rút ra kiếm sĩ bạc để thử lòng. Quả nhiên tên hai chỏm này phải lôi Stan của mình ra. Stan đó cho phép hắn kéo dài bóng của bản thân chạm đến chân Polnareff. Nhưng đó không phải khả năng duy nhất. Khi Polnareff đuổi theo hắn, cơ thể anh dần dần thấp đi. Cho đến khi anh nhận ra thì bản thân đã trở thành một đứa trẻ. Đây không khác gì thứ thuốc mà Conan đã uống vào, ngoại trừ việc nó làm trẻ hóa bộ não của Polnareff, khiến anh dần quên đi các đồng đội. Vậy còn Stan? Việc Polnareff hóa bé cũng khiến Stan của anh trở thành bé con, sức mạnh giảm đi bội phần. Dù vậy thì anh vẫn tìm ra chiến lược để đối phó kẻ thù. Biết mình không trụ được lâu, Polnareff lợi dụng lúc có người đi ngang qua, anh theo bám váy để tránh khỏi giao tranh. May sao lại được gái xinh mang về nhà tắm rửa xử lý vết thương. Đang đắm chìm trong giấc mơ có thật, Polnareff mất đề phòng và không nhận ra rằng tên hai chỏm đã lẻn vào phòng tắm từ lúc nào. Vậy câu hỏi là chị gái ngọt nước kia đã đi đâu rồi? Rốt cục hắn đã làm gì? Thì kết quả có ngay khi Polnareff lật chiếc áo hai dây bà chị mặc lên. Bên trong còn đang thoi thóp chính là bào thai đỏ hòn. Vì không thể chạy thoát khỏi căn nhà, nên anh trốn tạm vào một cái bể cá, rồi dùng một tấm gương để tạo ảo giác, đánh lừa tên hai chỏm. Đến khi hắn mất cảnh giác, Polnareff tận dụng thời cơ, dùng kiếm sĩ mini xiên một nhát qua mũi hắn. Tên hai chỏm vì quá đau đớn nên nhảy ra khỏi cửa sổ. Không may đúng lúc Jotaro đi qua. Dù cho có biến Jotaro thành một đứa trẻ, nhưng hắn không ngờ rằng cậu đã trở thành đầu gấu từ năm mẫu giáo. Kết quả vẫn bị ăn đấm vỡ mặt. Sau khi đánh bại tên luyện sư và trở lại hình dạng trưởng thành, Polnareff gặp lại em gái tốt bụng, nhưng cậu tỏ ra chưa từng gặp nhau. Dù trái tim cậu đã rung động, vì cậu biết đời bôn tẩu giang hồ nay đây mai đó, và trên vai mình cậu vẫn còn trách nhiệm phải gánh vác. Thế nên Polnareff cùng Jotaro quay về đoàn tụ với đồng đội. Lúc này ông Joseph đã sử dụng năng lực tiên đoán của mình để tìm ra hang ổ của Dio, nhưng đó chỉ là bức ảnh chụp kiến trúc của một tòa lâu đài, nên cả đội phải ghé đây đó để thăm dò. Khi dừng lại ở một quán nước ven đường, khi nghe thấy chuyện hỏi đường thì có một tên bảnh dai nói rằng hắn biết chính xác nơi đó, và điều kiện để hắn tiết lộ là cả bọn phải chơi với hắn mấy trò cá cược. Dĩ nhiên tên này là luyện sư. Hắn vứt ra hai miếng thịt rồi hỏi Polnareff rằng con mèo ngoài kia sẽ đớp miếng nào. Nếu anh trả lời đúng, hắn sẽ chỉ đường, còn không, linh hồn Polnareff sẽ bị lấy đi. Cứ tưởng hắn đùa nên Polnareff cho xong, ai ngờ con mèo đớp miếng còn lại. Thế là Stan của vua cờ bạc kéo hồn Polnareff ra khỏi cơ thể. Mọi người đều hốt hoảng nhưng không dám ra tay, vì nếu tên kia chết thì linh hồn Polnareff sẽ đi theo. Cách duy nhất để cứu cậu ta là cả nhóm phải chơi cờ bạc với hắn. Nói về lịch sử của tên này, hắn có nguyên cả một cuốn album những con bạc đã thua hắn. Dĩ nhiên trong đó sưu tập những linh hồn. Nếu hắn muốn chơi, Joseph sẵn sàng tiếp đón. Lần này ông cũng mang linh hồn của mình ra, nhưng trò chơi do ông lựa chọn. Cả hai sẽ lần lượt thả đồng xu vào một cốc nước, và người nào làm nước tràn ra ngoài trước, kẻ đó thua cuộc. Tưởng rằng chọn game tủ thì sẽ khiến mình có lợi thế, nhưng Joseph không ngờ rằng thằng này quá liều. Hắn thả một lúc 5 đồng vào cốc, không chịu thua dễ dàng. Joseph thả thêm một đồng xu, đi kèm với đó là trò tiểu xảo. Ông đẩy thêm nước từ cục bông trong tay để khiến mực nước lên tới giới hạn, và ông không ngờ rằng đối thủ của mình, hắn vẫn có thể thả thêm một đồng xu nữa. Lý do là trước khi chơi, tên ma mãnh này đã bôi một ít sô-cô-la vào đáy cốc, làm nó nghiêng qua một bên. Đến lượt quyết định, hắn để ánh mặt trời chiếu vào khiến sô-cô-la tan ra và đưa cốc về trạng thái cân bằng. Tiếc là khi Jotaro phát hiện ra, Joseph đã thua và mất đi linh hồn. Đã đến nước này, Jotaro đích thân xuất trận để cứu ông cùng bạn hữu. Game cậu lựa chọn là xì tố hay poker. Trong lần chia bài đầu tiên,
Jotaro đã phát hiện ra tên này định bạc bịp nên đã bẻ gãy một ngón tay hắn. Cuộc chơi tiếp tục khi cậu gọi một thằng nhóc ất ơ và chia bài. Để tăng tính hấp dẫn cũng như công bằng, hắn chia linh hồn Afdol và Joseph ra thành 12 chip để làm đơn vị cá cược. Về luật chơi trò này, đơn giản là mỗi người sẽ được chia 5 lá, cả hai được quyền đổi bài tùy ý một lần. Sau cùng, bài ai to hơn người đó thắng, với lợi thế gấp đôi chip vì có hai linh hồn, mà cờ bạc tố thêm một chip để gây áp lực. Jotaro sau khi đổi 3 lá thì nghĩ bài mình to nên cũng theo. Kết quả là hai đôi của hắn lớn hơn hai đôi của cậu. Ván đầu tiên, ma cờ bạc thắng và Jotaro còn lại 3 chip. Với người không biết thì cờ bạc là trò đỏ đen, còn với tên ma cờ bạc này, mọi thứ đều nằm trong tính toán. Tất cả mọi người trong quán, kể cả thằng cu này, đều là người của hắn, nên đã chơi là nắm chắc phần thua. Dù vậy thì Jotaro không hề chùn bước. Ván sau, cậu không thèm lật bài mà cược nốt chip, cũng không đổi lá nào hết. Tên ma bạc sau khi làm phép có được 4 lá ca, hắn tự tin cược hết số chip của mình. Vậy nên nếu Jotaro muốn theo, anh phải cược cả linh hồn của Afdol lẫn Kakyoin đang nằm viện. Ma bạc thấy vậy thì toát mồ hôi, vì bài hắn vẫn chưa phải lớn nhất, nhưng tỷ lệ cũng rất thấp. Chưa dừng lại ở đó, trong ván bài sinh tử, Jotaro quyết định nâng cược khi kéo cả linh hồn mẹ mình vào ván bài. Láo, quá láo, và cũng rất táo bạo. Điều kiện cậu đặt ra cho đối thủ là hắn phải tiết lộ sức mạnh stand của Dio nếu thua cược. Nghe đến câu này thì ma bạc vã mồ hôi lạnh, vì điều đó thì không khác gì án tử đối với hắn. Nghĩ đến đây thì hắn hồn siêu phách lạc, cái giá này hắn không dám đánh đổi. Vậy nên Jotaro giành được chiến thắng, trong khi bài anh thực chất chả có mẹ gì. Sau khi tên ma bạc điên loạn, linh hồn mọi người được trả lại, cùng cả những linh hồn hắn nắm giữ cũng được trả về chỗ cũ. Tên cao bồi hèn nhát về báo cáo tình hình cho Dio, sau đó hắn được ra lệnh phải đích thân ra trận, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng có mà về. Tên cao bồi này vì đã chạm trán không ít lần với nhóm Jotaro nên biết rất rõ thực lực của bản thân, vì thế nên hắn đã rủ thêm thằng cu chuyện tranh đi cùng mình. Thằng nhóc thuyết phục tên cao bồi hãy làm theo chuyện tranh nếu không muốn phải trả giá đắt. Thế là cao bồi làm một việc cực kỳ ngớ ngẩn, đó chính là thọc tay vào mũi Polnareff. Như trong chuyện nói rằng sau đó cả nhóm Jotaro sẽ xuất huyết tứ tung. Ai ngờ từ đâu ra một chiếc xe trượt bánh mà đâm thẳng vào nhóm Jotaro. Vậy là cuốn sách chưa bao giờ sai. Tiếp đó, thay vì lợi dụng thời cơ, tên cao bồi tiếp tục nghe theo chỉ dẫn trong cuốn sách là đợi tới đúng 12 giờ rồi bắn đạn vào một ống nước. Bằng một cách thần kỳ, nó nảy qua nảy lại rồi chui qua đường ống nước bên kia, nơi Jotaro đang đứng. Nhưng đạn vừa mới bay ra thì ở phía này Polnareff hắt hơi khiến Jotaro bị đẩy ra, vì thế mà né được đường đạn. Thấy vậy, cao bồi bực dọc trách móc thằng bé chuyện. Nhưng sau đó hắn nhận ra hắn bắn sớm tận 1 phút do đồng hồ trên tay hắn bị nhanh. Khi đang mải tự trách bản thân, những viên đạn của hắn quay trở về phản chủ. Đó là hậu quả của việc làm trái cuốn sách, hay do Jotaro có plot armor quá mạnh. Tạm bỏ qua chuyện đó, bởi ngay sau đây sẽ đến phần mà chú chó Iggy được trổ tài. Chuyện là chú đang lang thang đái bậy trên phố thì đụng mặt phải một con chim ưng, hay chính xác hơn là một con đại bàng có stand. Nó đang canh cửa cho cung điện của Dio, và bất cứ ai có ý định xăm soi nơi đây đều bị nó xử đẹp bằng những khối băng bắn ra từ móng vuốt. Iggy trông thấy những nạn nhân xấu số thì liền giả ngu và rút lui, cho tới khi có một thằng bé vì tìm chó của mình mà chui vào trong cung điện. Dòng máu anh hùng nối lên, Iggy quay lại để bảo vệ cậu bé, và thế là cuộc chiến giữa chim và chó, giữa băng và cát bắt đầu. Đón nhận những ngọn giáo băng liên tiếp từ kẻ thù, Iggy chỉ biết chạy và tạo khiên cát chống đỡ. Đến khi bị dồn phải chạy xuống cống, Iggy vẫn không nghĩ ra cách để đối phó với con chim. Thậm chí khi bị kẻ thù đóng băng một chân, cậu đã phải hy sinh nó để toàn mạng, sau đó dùng stand để ẩn mình dưới nước và lấy oxy ở bên trên. Con chim mưng cũng không kém cạnh, với cơ thể của một thú săn mồi, nó lao thẳng xuống nước tìm nốt phần thịt chó còn lại. Tới nước này thì đã không còn đường lui, Iggy phản công lại kẻ săn mồi khi hắn không còn cơ động như ở trên mặt đất. Dù có giành được chiến thắng chung cuộc, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể bơi vào bờ. Những dòng ký ức về anh em bạn bè chó má ùa về trong mắt cậu. May cho Iggy là thằng bé cậu vừa cứu mạng đã đuổi theo và vớt được cậu lên. Sau khi được băng bó, Iggy quay trở lại tìm mọi người. Lúc này Kakyoin cũng đã hồi phục thị lực và nhập đoàn, cùng anh em tiến tới cung điện của Dio. Cái kết của cuộc phiêu lưu đã nằm ngay trước mắt họ. Vừa mới bước vào khuôn viên, một tên hậu cận đã bay tới để chào hỏi lịch sự. Hắn là một trong hai hộ vệ còn lại, đồng thời là em trai của ma cờ bạc. Dù biết những người trước mặt đã đả thương anh mình, nhưng tên này lại không một chút để bụng. Hắn cho rằng đó là kết cục của kẻ thua cuộc. Hắn cũng chủ động lôi stand của mình ra và thể hiện sức mạnh của nó, chính là kéo người khác vào lãnh địa của mình. Giống với anh trai, Dabi có sở thích siêu tầm linh hồn của kẻ khác, cùng niềm đam mê mãnh liệt với những trò chơi. Có thể gọi hắn là một tên nghiện game có tài. Hắn đưa ra điều kiện để đưa mọi người trở lại thế giới thực là phải chiến thắng hắn trong trò chơi đua xe. Và người được chỉ định để solo là Kakyoin. Sau khi kiểm tra thiết bị xem có cài phần mềm bên thứ ba hay không, thì cả hai lao vào cuộc đua. Với việc biết trick lỏ, Dabi vượt lên trước và liên tục vỉa đầu để Kakyoin không thể bứt lên. Anh chàng vừa mới sáng mắt cũng không vừa,
cậu spam 4 nút di chuyển, khiến xe quay như trong chóng và đẩy văng xe Darby ra lề. Thế cân bằng được thiết lập. Dù vậy nhưng với quả lốc xoáy, xe của Kaki Yoin đã đốt nhiều năng lượng hơn đối thủ. Việc đó dẫn đến việc xe của cậu yếu hơn trong những pha tranh chấp và đã tụt lại ở phía sau. Kết quả là Kaki Yoin thất bại và phải chịu cảnh bị tước đi linh hồn. Lúc này Jotaro lại tiếp tục mạnh miệng nhận lời thách đấu. Giống với trò poker, Jotaro bước vào trận đấu mà chỉ mang theo sự tự tin. Cả hai sẽ thi đấu bóng chày, luân phiên giữa việc ném và đánh bóng. Sau một hồi thay đổi vị trí ném liên tục nhưng vẫn bị đối thủ bắt bài, Jotaro nghĩ rằng stand của Darby có thể đọc vị mình, cho nên cậu nói trước cho đối thủ về nước đi tiếp theo của mình. Sau khi phân tích linh hồn, Darby biết được Jotaro đang nói thật. Nhưng hắn không ngờ đến khi ném, quả bóng lại đi quỹ đạo vòng và ăn điểm. Thì ra Jotaro đã phát hiện stand của Darby. Chỉ có thể biết được đối thủ đang nghĩ gì nếu hắn đưa ra câu hỏi có hoặc không. Nhưng làm cách nào mà cậu liên tục lừa được nó lẫn Darby thì không ai biết. Quá hoảng loạn, Darby để mất điểm liên tục và mất tinh thần chiến đấu. Cuối cùng thì hắn đã tự nhận lấy thất bại và phải trả lại linh hồn Kaki Yoin. Đến lúc này hắn mới nhận ra từ nãy người điều khiển tay cầm là Joseph. Khi ông liên kết stand dây leo với tay cầm, còn Darby thì cứ mải đọc suy nghĩ của Jotaro. Giành được chiến thắng, ba người bước ra ngoài để đoàn tụ với những người còn lại. Trong thời gian đó, Afdol, Polnareff và Iggy đã tiến lên tầng trên, nơi vị hộ pháp cuối cùng và cũng là mạnh nhất của Dio đang trấn yểm. Hắn là đá, một chiếc đầu lạnh và một trái tim không thuộc về Ice. Đá không khoan nhượng và cũng chẳng hề có khiếu hài hước. Ngay khi hắn xuất hiện, đá kích hoạt Stan và kết liễu Afdol trong một nốt nhạc. Chính xác là cơ thể Afdol đã bị Stan của hắn nuốt vào một chiều không gian riêng, vĩnh viễn tan biến. Ngay sau đó, hắn lại chui vào vùng không gian hư không, khiến Iggy không thể đánh hơi ra được. Đó chính xác là một Stan bất khả chiến bại. Về mặt tấn công, Stan của đá cho phép nó cuộn tròn thành một quả bóng hư không. Nó lăn đến đâu, vật chất tan biến tới đó. Không những thế, chính đá cũng có thể tự chui vào stand và lẩn trốn. Vì thế nên việc đáp trả là không hề khả thi. Vậy nên Polnareff và Iggy phải ba chân hai cẳng đi chạy vị trí để nghĩ cách. Và rồi chú chó Iggy nghĩ ra một cách. Nó biến đổi stand của mình thành hình dáng Dio để qua mặt đá. Nhưng hắn biết Dio sẽ chẳng bao giờ bước xuống căn phòng đầy nắng vàng này, vì cơ thể Dio vẫn là ma cà rồng, sợ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ngay sau đó hắn trút cơn giận lên Iggy, đá nó như một con chó. Polnareff dù hết sức phẫn nộ nhưng anh vẫn bình tĩnh nghĩ ra chiến thuật. Anh sử dụng kiếm đánh tung cát, bụi mù căn phòng. Vì stand của tên đá nuốt mọi thứ trên đường hắn đi, vì thế nên Polnareff đã đoán được quỹ đạo bay của hắn và xiên qua cuống họng của hắn một nhát. Không hề tỏ ra nao núng, đá kéo tay còn lại của kiếm sĩ bạc vào hố đen. Nếu Polnareff không rút kịp, có lẽ anh đã mất cả bàn tay. Tình thế ngày càng trở nên hiểm nghèo khi Polnareff bị đá khép góc ở giữa phòng, càng ngày càng hẹp. Với cơ thể trọng thương, anh bất lực nhìn quả bóng hư không tiến về phía mình. Có lẽ sắp tới giờ Polnareff đoàn tụ cùng bạn hiền Afdol. Trong giờ phút nhắm mắt xuôi tay, Polnareff bất ngờ được hai cánh tay đứt lìa của Afdol cùng Stan Iggy cứu mạng. Cho dù lục phủ ngũ tạng đã dập nát, nhưng chú chó vẫn dành chút sức lực cuối cùng để cứu anh. Và cũng chính lúc này, Polnareff đã nhận ra đối thủ đã nhận máu của Dio, nên anh bắt đầu đục tường để đón nắng vào. Đó là cách anh đã đánh bại đối thủ. Ở trên trời, Polnareff nhìn thấy linh hồn người bạn cùng chú chó trung thành. Nhưng giờ đâu phải là lúc để khóc thương. Polnareff tiếp tục tiến lên tầng trên, nơi anh đã chạm mặt chúa tể Dio, tên boss cuối cùng. Chẳng biết có phải do mất quá nhiều máu nên ping đỏ hay không, mà Polnareff cứ đi được vài bước lại thấy mình giật lại phía dưới. Đang chuẩn bị giao chiến với nhau thì nhóm ba người Jotaro phá tưởng bước vào. Khi thấy ánh mặt trời ló dạng, Dio vội vàng rời đi. Còn Polnareff hoảng sợ kể cho mọi người về stand của hắn, thứ khiến cậu ping đỏ như dùng mạng bốn chữ. Đem theo sự tò mò, cả nhóm tiến lên tầng thượng, nơi Dio hay nằm trong chiếc quan tài. Joseph yêu cầu tên thuộc hạ mở nó ra, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, khi chưa ai kịp thấy gì, thì tên kia liền lập tức xuất hiện trong quan tài. Còn Dio đã ra ngoài từ lúc nào không hay, cảm thấy nguồn sức mạnh này quá lớn. Mọi người kéo nhau ra bên ngoài, bởi ít nhất vẫn chưa ai biết được sức mạnh stand của Dio, một thứ mang quyền năng quá khủng khiếp. Và cũng một phần hoàng hôn đang dần buông, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu giao chiến với Dio vào bình minh. Tên ma cà rồng sau khi bị luộc hết thuộc hạ cũng chẳng còn sự kiên nhẫn. Hắn chính thức xuống phố với quyết tâm tận diệt dòng tộc Joestar. Dio lên xe của một tên thượng nghị sĩ và bắt hắn chở mình đuổi theo xe của Joseph. Lúc này nhóm Joseph chia hai, ông đi cùng Kaki Yoin, còn hai người kia tạo thế gọng kìm. Sau một hồi trao đổi chiêu thức và bị đấm vỡ mồm, Kaki Yoin phát hiện ra stand thế giới của Dio có tầm hoạt động ngắn và chơi tay bo. Vì thế cậu cùng ông Joseph rời ô tô để tấn công hắn từ xa. Kế hoạch của cậu là sẽ giăng lục bảo của mình thành một mạng lưới vây quanh Dio, từ đó phát hiện nhất cử nhất động của hắn lẫn stand. Tới khi địch mắc bẫy, cậu làm một đòn phủ đầu bằng hàng trăm viên đạn đá. Nhưng đó cũng là lúc Dio kích hoạt thế giới. Ngay lập tức Kaki Yoin bị đánh bật ra phía sau cùng một khoảng trống trong lòng. Và không ai, dù cậu hay Joseph, nhận thấy điều gì vừa diễn ra. Kaki Yoin rơi vào báo động đỏ. Não của cậu bắt đầu flashback về cuộc đời và gia đình mình. Giữa dòng suy tư, Kaki Yoin lấy lại sự tỉnh táo cuối cùng để suy luận sức mạnh stand của Dio.
Cậu nhìn lên đồng hồ, không có một độ trễ nào từ lúc cậu ra chiêu cho tới lúc cậu nhận lại sát thương. Phải chăng sức mạnh của thế giới chính là đóng băng thời gian? Đó là lý do không ai thấy đòn tấn công từ hắn. Bằng chút hơi thở cuối cùng, Kakyoin bắn đá thẳng vào chiếc đồng hồ, mong rằng Joseph có thể hiểu được ẩn ý của mình. Sau đó Kakyoin chính thức nhắm mắt, không phụ lòng của ông cháu. Joseph với bộ óc già đời, ông không mất nhiều thời gian để phán đoán ra. Và thay vì đứng đối phó với hắn, Joseph dùng dây leo tới báo cho hai người còn lại. Ngay trước khi nói dứt câu với Jotaro về sức mạnh của thế giới, thì Dio đã kích hoạt stem một lần nữa, dừng thời gian trong 5 giây và phi một con dao vào cổ ông. Tiếp tục người thứ hai ra đi trong chớp mắt. Giờ đây Dio tự đắc đứng trước mặt một Jotaro còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù thế nhưng Jotaro đã biết stem của đối thủ là cùng loại với mình. Mỗi tội là có sức mạnh thời gian thì cậu chưa biết. Nên là Jotaro gạ kèo Dio tắt skill đi chơi đấm chai. Tên ma cả rồng cũng hoan hỉ so găng với cậu trai trẻ. Càng đánh, Bạch Kim Tinh càng tỏ ra yếu hơn so với thế giới. Bắt lấy thời cơ, Dio khởi động thời gian ngừng trôi để kết liễu Jotaro. Nhưng ngay khi ra đòn trong không gian đứng yên, hắn thấy ngón tay của Jotaro động đậy. Dio lần đầu thấy việc này xảy ra nên có chút hoảng sợ. Hắn sợ rằng stand của Jotaro có khả năng giống mình. Đi khi hắn thử lại một lần nữa, thì như có giác quan người nhện, Bạch Kim Tinh của Jotaro bỗng tỉnh lại trong chốc lát, đấm thủng bụng hắn trong lúc thời gian đóng băng. Dio ngã nhào xuống đất và mất chút thời gian để hồi phục. Ngay sau đó hắn quay trở lại tiếp tục tấn công Jotaro, vì cho rằng stand của cậu mới chỉ dừng thời gian được giỏi lắm là 1 giây. Vậy nên lần này Dio sẽ ném hàng chục con dao từ xa về phía cậu. Quả nhiên Jotaro không đánh bật lại được hết, phải chịu một lượng đam không hề nhỏ. Biết mình vẫn không phải là đối thủ của Dio, nên Jotaro giả chết. Thấy con mồi nằm yên một chỗ, Dio vặt biển báo bên đường, toàn là một cú cẩu đầu chạm. Thì ngay khi hắn vung đao, Polnareff bất ngờ xuất hiện, xiên thẳng một kiếm vào não. Dù thế nhưng Dio đã kích hoạt thế giới trước khi não bị tổn thương và đánh trả lại kiếm sĩ người Pháp. Ngay sau đó Dio lại biến về phía Jotaro. Lần này hắn cẩn thận lắng nghe nhịp tim để tránh phát ra dấu hiệu của sự sống. Cậu đã dùng Bạch Kim Tinh bóp chặt trái tim mình lại. Chỉ chờ có thế, Dio bất cẩn tiến tới Jotaro mà không sử dụng stand. Jotaro bắt lấy thời cơ, tung một cú trời giáng vào mặt kẻ thù. Lợi dụng Dio đang choáng váng, cậu liên tiếp ra đòn khiến hắn không thể sử dụng stand. Nhưng trong một khoảnh khắc bất cẩn, Jotaro đã đánh bật Dio ra phía xác của ông Joseph. Và điều đó đã giúp hắn uống máu của người nhà Joestar. Giờ đây cơ thể Dio hòa làm một với phần thân dưới của mình. Hay nói cách khác, hắn trở thành phiên bản hoàn hảo. 2 giây là giới hạn hiện tại của Jotaro, còn 9 giây là khoảng thời gian Dio có thể đóng băng. Nếu không dùng stand hợp lý thì Jotaro chẳng thể nào có cửa. Với 7 giây chênh lệch, Dio ném thẳng một chiếc xe lu thẳng vào Jotaro. Nhưng Jotaro đã đợi đến đúng giây thứ 9. Khi bánh xe chạm đất, cậu kích hoạt Bạch Kim Tinh và thoát khỏi xe lu trong 1 giây. 1 giây còn lại, khi Dio đang trong thời gian đóng băng, Jotaro tiếp cận và đá gãy hai chân hắn. Dio bị văng ra xa, mồm thì méo sạch đi vì không ngờ làm ma quỷ cả 100 năm, tự nhiên bị thằng nhóc outplay chỉ trong 1 đêm. Còn Jotaro mang theo phong thái tự tin chậm rãi bước tới phía Dio. Cậu sẵn sàng để hắn hồi phục cơ thể, rồi làm một đòn kết liễu công bằng. Quả nhiên với khuôn mặt lạnh băng, Jotaro tách đôi Dio bằng một cú đấm. Sau khi giành được chiến thắng, Jotaro mang xác ông ngoại lên xe cứu thương. Cậu yêu cầu các bác sĩ truyền máu từ Dio ngược lại. Quả nhiên Joseph đã tỉnh lại. Sáng hôm sau, hai ông cháu mang phần xác còn lại của Dio tiêu hủy ngoài ánh nắng. Sau đó đoàn tụ cùng Polnareff. Joseph rủ ông cháu người Pháp qua ở chung, nhưng Polnareff vẫn chọn đi về quê nhà. Dù giờ đây anh chẳng còn gia đình, và thế là nhóm 5-6 người giờ đây chỉ còn 3. Cuối cùng cũng tiêu diệt được tên ác ma Dio. Ở quê nhà Nhật, cô con gái Holly, mẹ của Jotaro đã tỉnh lại. Đó là kết thúc của phần thứ 3 trong cuộc hành trình kỳ lạ của Jojo. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại. Tóm tắt nhanh 3 phần trước, ba đời nhà Jojo kiên trì chống lại tên ma cà rồng có siêu năng lực mà nhiều khả năng là gai kín. Sang đến phần thứ 4, tác giả Hirohiko Araki đưa đứa con của mình về với đất mẹ Nhật Bản. 11 năm sau chiến thắng lẫy lừng trước Dio, Jotaro có mặt ở Nhật Bản để thăm đứa con rơi của ông mình. Cậu ta tên là Josuke, một học sinh cấp 3 ở thị trấn Morio. Cho đến khi có ai đó chê mái tóc của cậu, dĩ nhiên là Josuke có stand. Nó có khả năng cận chiến mạnh mẽ giống với Bạch Kim Tinh của Jotaro. Nhưng điểm khác biệt là stand của cậu, Kim Cang Điên, có khả năng chữa lành trong từng cú đấm của mình. Hay nói cách khác là một healer chính hiệu. Vậy hãy xem cách mà một healer carry nguyên một phần phim Jojo như thế nào. Trở lại với mạch phim, Jotaro nhanh chóng tìm thấy Josuke, người mà theo vai vế anh phải gọi bằng chú. Sau một màn chào hỏi bằng stand, thì Jotaro tiết lộ lý do tới đây là vì ở thị trấn Morio này đang xuất hiện một tên tội phạm nguy hiểm, kẻ mà ông Joseph cho rằng có thể làm hại đứa con rơi của mình. Tên tội phạm đó giờ đang làm hại một con tin trên phố, và mầm mống đó xúc phạm mái tóc của Josuke khi cậu đi ngang qua. Thế là cậu bước tới, dùng stand của mình đấm thủng bụng cả hai, sau đó chữa lành cho họ như ban đầu, và còn để lại con dao của tên tội phạm trong bụng hắn. Chuyện này với Kim Cang Điên cũng tự nhiên như hít thở. Đúng lúc này một con stand bất ngờ chui ra khỏi miệng của tên hung thủ. Hóa ra nó mới là người thao túng mọi chuyện. Con stand đó gặp lại Josuke trong một ngày không xa, trước khi tẩu thoát vào cống nước. Xa theo như nó nói là xa bằng từ đây về tới nhà cậu.
tên chủ Stan đã mò được nhà Josuke. Hắn đã đưa Stan của hắn, Thủy Hoàn, vào trong người mẹ của cậu theo đường nước máy. Josuke không ngần ngại đấm lòi ruột mẹ để moi con Stan ra, sau đó nhốt nó vào một chiếc bình thủy tinh. Tất cả quá trình phẫu thuật cầu kỳ đó diễn ra chưa đầy một giây và mẹ cậu thì gần như không cảm nhận thấy gì. Khi bắt được con Stan nước, Josuke gọi cho Jotaro đến xử lý, cứ nghĩ tới đó là xong. Ai ngờ ông ngoại của cậu bỗng ghé thăm, nhận thấy thời cơ, Thủy Hoàn biến cơ thể thành rượu, bẫy cho ông ngoại mở nắp ra và tu một hớp, và thế là ông cụ xuất huyết ra đi. Ngay khi thấy ông ngoại trợn lòi mắt, Josuke sử dụng Stan để can thiệp, nhưng vẫn là quá muộn màng. Kim cang điên của cậu không thể hồi sinh người chết, còn tên biến thái thì vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, điều khiển Stan của mình thâm nhập vào hệ thống nước nhà cậu. Cứ tưởng rằng chỉ cần đóng các thiết bị cấp nước thì sẽ thoát, ai ngờ hắn theo cơn mưa mà đưa được Stan vào trong nhà, rồi theo hơi nước mà chui vào mồm Josuke. Hắn không ngờ cậu đã nuốt sẵn một cái găng tay cao su trong cổ họng, và thế là con Stan Thủy Hoàn một lần nữa bị bắt lại để trả thù cho ông ngoại. Josuke khiến tên tội phạm hòa làm một với một tảng đá, biến nó trở thành một địa điểm du lịch đắt khách ở Morio. Cái này thì tôi cũng không biết có được tính là chôn sống hay không. Dù thế, tên tội phạm vẫn tốt bụng kể cho hai chú cháu về cách hắn có được Stan. Sức mạnh này là hắn được ban cho. Vào cái đêm trước khi bị hành hình, có một người mặc đồng phục học sinh tự xưng là tay sai của Dio đã tới và găm vào người hắn một mũi tên cổ đạn, thứ ban cho hắn con Stan này. Tên tội phạm nói rằng nếu Josuke giết hắn thì sẽ có những người khác tới truy lùng cậu. Vậy thì bớt đi một kẻ cũng chẳng sao. Ngày hôm sau, trên đường đi học về, Josuke cùng Koichi, cậu bạn mới của mình, ghé qua một ngôi nhà bỏ hoang. Vì quá tò mò nên Koichi đã thò đầu vào, và kết quả là bị hai anh em nhà Nijimura tóm sống. Bất ngờ hơn, kẻ giữ bộ cung tên cổ đại chính là người anh. Hắn đã bắn Koichi để khiến cậu thành luyện sư nghe theo lệnh mình. Nhưng Koichi ăn tên thì chỉ nằm bất động chứ không biến thành siêu nhân. Tức cảnh sinh thù, Josuke lôi Stan ra nói chuyện, thì người em là Okuyasu cũng mang Stan bàn tay của mình ra tiếp đón. Có lẽ từ bé đến giờ hắn chưa từng có bạn gái, vậy nên bàn tay của hắn mạnh một cách khủng khiếp. Nếu như kim cang điên của Josuke có khả năng can chôn Z thì bàn tay là delete vĩnh viễn. May mắn cho Josuke khi kẻ sở hữu nó lại là một thằng đầu chỉ để mọc tóc. Khi Okuyasu delete khoảng không gian giữa hai người, hắn vô tình kéo mấy cái chậu hoa đập thẳng vào mặt mình, mở đường cho Josuke tiến vào nhà để đòi lại xác cậu bạn. Do quá nóng lòng, Josuke đã mất cảnh giác. May là có lời cảnh báo từ Okuyasu mà Josuke né kịp loạt đạn từ Stan của tên anh trai, nhưng chính người báo tin lại trở thành nạn nhân. Josuke ngay lập tức kéo ông em ra khỏi nhà trước khi nhận loạt đạn thứ hai. Sau đó cậu dùng kim cang điên chữa cho hắn. Rất tiếc là nó không thể chữa cho chính người sở hữu, được đối thủ cứu mạng. Okuyasu tỏ ra tức tối, và cậu đã dùng việc cứu Koichi để trả nợ cho nó sòng phẳng. Với sức mạnh chữa lành từ kim cang điên, cậu bạn thấp bé tỉnh lại. Lúc cả hai định cùng nhau thoát khỏi căn nhà thì tên anh trai xuất hiện. Lúc này Stan của hắn mới hiện nguyên hình. Nó, hay chính xác hơn là chúng, là một đội quân đồ chơi bắn ra đạn dược thật. Không chỉ Josuke mà Koichi cũng nhìn thấy chúng. Điều đó chứng tỏ cậu đã nhận được sức mạnh Stan sau khi ăn phải mũi tên kia. Biết điều đó, tên anh trai trực tiếp tấn công Koichi để cậu phải lôi ra Stan theo phản xạ. Đó là một quả trứng. Có lẽ chúng ta sẽ ngồi xem nó nở nếu như đây là chương trình thế giới động vật, nhưng ở bãi chiến trường này, thứ gì động đậy là thứ đó ăn đạn. Josuke đẩy cậu bạn cùng đứa con tinh thần qua một bên. Sau đó cậu thực hiện kế hoạch đối đầu với cả một trung đội. Khi mà tên anh trai nghĩ rằng với lợi thế về quân số có thể áp đảo Josuke, thì Josuke đã sử dụng năng lực của kim cang điên lên hai quả tên lửa và khiến nó quay trở lại nơi sản xuất, giành lấy chiến thắng. Tuy vậy cơ thể cậu lại dính đầy thương tích, còn Koichi vẫn muốn tiêu hủy chiếc cung tên cổ đại để nó không thể làm hại được người khác nữa. Thế là cậu rủ Josuke lên tầng trên, nơi nó đang được cất giấu. Khi vừa mới mở hé cửa, Koichi đã bị một cánh tay quái vật kéo vào. Josuke thấy vậy thì lôi Stan đấm đứt lìa bàn tay kia. Thì ra con quái vật đó chính là bố của hai anh em. Chuyện là ngày xưa do công việc khó khăn, ông đã tìm đến Dio với một dao kẹo, hòng đổi lấy sự giàu sang tức thời. Sau này khi Dio qua đời, những cục nhọt mà hắn cấy trong đầu ông bắt đầu phát tác và biến bố của hai anh em trở thành một con quái vật bất tử. Người anh trai vì đau lòng nên ngày đêm sử dụng cây cung để tạo ra các luyện sư, không phải để chữa khỏi, mà để tìm kiếm một người với sức mạnh có thể kết liễu được cha mình. Những ngày qua, người anh đã tạo ra vô số luyện sư trong thị trấn Morio, và hắn cũng không ngờ rằng chính vào lúc này, có một kẻ từng được hắn ban phát sức mạnh đã lẻn vào căn nhà qua đường dây điện. Stan hệ điện này đã kết liễu tên anh trai và cướp đi bộ cung tên. Đứng trước thi thể anh trai, Okuyasu quyết tâm trả bằng được món nợ máu này. Sau ngày hôm đó, Okuyasu, Josuke và Koichi trở thành những người bạn kế vai sát cánh ở trường Morio. Sáng nọ, trên đường đạp xe đến trường, Koichi cắn qua một con mèo đang nằm trong bao tải. Việc đó bị một người đàn ông nhìn thấy và hắn định tống tiền Koichi. Dĩ nhiên đây là cảnh mà hắn đã dựng lên. Không những thế, hắn còn là một luyện sư. Stan của hắn tạo ra chiếc chìa khóa giữa ngực của đối thủ, nó sẽ to lên tùy theo cảm giác tội lỗi của con mồi. Lúc này là Koichi. Đúng lúc này thì Josuke và Okuyasu có mặt để giải nguy. Okuyasu bước tới trước với một cú đấm, làm bay một chiếc răng cửa của tên đốn mạt này. Cũng vì thế mà trước ngực cậu cũng xuất hiện một ổ khóa lớn. Lúc này chỉ còn Josuke, người đã đứng quan sát mọi chuyện. Cậu bình tĩnh mở chiếc bao tải ra,
thì ra bên trong chỉ là một con mèo bông. Sau đó thì cậu dùng kim cang điên nối răng cho tên lưu manh, từ đó khiến cảm giác tội lỗi của hai người bạn mình tan biến và hóa giải ổ khóa. Nhưng tên lưu manh thì chưa muốn dừng lại tại đây. Chiều hôm đó, hắn đã theo Koichi đến nhà cậu. Tên này đã bịa ra một câu chuyện về việc Koichi cầm nhầm ví của hắn và tiêu tiền, khiến mẹ Koichi cảm thấy có lỗi và mọc thêm một chiếc khóa. Thấy mẹ mình bị tấn công, Koichi thức tỉnh Stand khiến nó chui ra khỏi vỏ trứng. Bên trong là một con nhộng màu xanh. Tuy đấm không có sát thương, nhưng nó có khả năng viết lên người khác những ký tự và khiến họ tin vào điều đó. Koichi đã dùng nó để khiến mẹ tin vào cậu thay vì lời xảo trá kia. Còn tên lưu manh sau khi ăn đấm thì coi Koichi như vua chúa mà hết lòng cung phụng. Ngoài ra hắn còn cung cấp thông tin hắn biết về một tên học sinh trở thành luyện sư ở trường Morio tên là Hazamada. Nhóc đó từng dùng Stand để móc mắt bạn ở trong bệnh viện. Cầm theo tấm ảnh, Josuke bắt đầu công việc điều tra. Cho đến khi cậu mở tủ đồ cá nhân của đối tượng tình nghi thì động ngay vào một con rối, hay nói chính xác hơn là Stand của Hazamada. Ngay lập tức nó biến thành Josuke, giống từ hình dạng đến giọng nói, và điều khiển Josuke copy mọi hành động của nó. Suýt chút nữa, Josuke đã mất một con mắt nếu như cậu không cố điều khiển ngòi bút chách xuống. Ngay sau đó, Hazamada dẫn theo bản sao của Josuke đi tắc quái. Hắn còn dùng nó để tạo một cuộc hẹn với Jotaro. Nhóm Josuke khi biết được thì tức tốc chạy tới trước để cảnh báo. Nhưng không ngờ tên Hazamada đã đi trước một bước. Hắn đứng sau một tấm kính, ẩn mình điều khiển Josuke qua con rối, khiến Josuke làm hành động ám sát Jotaro. Đúng vào thời khắc quyết định, tự nhiên có hai ông anh xã hội từ đâu chui ra tóm đầu Hazamada. Hóa ra là để đáp ơn chữa trị của Josuke. Quả nhiên mấy thanh niên xóm sống cực kỳ tình cảm. Sau khi tra hỏi, Hazamada chẳng biết gì về tên người điện đã giết anh của Okuyasu. Có lẽ hắn cũng chỉ là một nạn nhân bị ăn mũi tên chứ không có ở trong đường dây. Trên giường bệnh, tên tóc dài nói rằng những người mang trong mình Stand sẽ tự tìm đến nhau, như một lực hút vô hình. Quả đúng như vậy, bởi ngày hôm nay, cậu bạn Koichi đã được một cô gái học chung trường hẹn ra quán cà phê. Cô này thì mê mệt từ ngoại hình đến tính cách của cậu, và đặc biệt cô cũng là một luyện sư. Chỉ mỗi tội là tính của Yukako thì thích sở hữu và hơi thái quá. Biểu hiện là khi thấy cô gái khác thân thiết cùng Koichi, Yukako đã suýt chút nữa thiêu sống cô ta với Stand tóc của mình. May là cặp Josuke đã theo dõi và giải cứu kịp thời. Còn Koichi thì vẫn chưa thể thoát khỏi con đĩ tình yêu. Nói theo ngôn ngữ hợp thời thì đây gọi là mối quan hệ độc hại. Về cơ bản thì Yukako chỉ muốn sở hữu Koichi chứ không nghĩ tới cảm xúc của cậu. Koichi bị bắt cóc đến nhà bạn gái vì thứ tình yêu sai trái. Và hiểm nghèo một cái là xung quanh lại chẳng có ai. Nên Koichi nghĩ ra một cách. Cậu đợi cho Yukako đi ra bốt điện thoại, liền dùng Stand của mình để ra lệnh cho cô bấm vào số của Jotaro. Phía bên kia đầu dây, hai anh em nghe được tiếng sóng biển, cũng tờ mờ đoán ra tình hình. Sau đó thu hẹp lại vị trí và tìm ra lâu đài tình ái. Ở nơi đó, sau khi phát hiện ra Koichi lợi dụng mình, thì Yukako đã tức giận quay trở lại nhà combat. Lúc này thì bất ngờ Stand hồi âm của Koichi lột xác để chuyển hóa sang dạng tiến hóa tiếp theo là hồi âm cấp 2. Giờ đây những chữ cái có thể được đặt lên đồ vật để khiến chúng có những thuộc tính đặc biệt, như là cánh cửa thổi tung hay là tay vịn nóng bỏng. Vì thế nên nó khiến căn nhà trở thành một bức tường thành vững chắc để bảo vệ cậu khỏi cô bạn gái điên tình. Yukako tẩu hỏa nhập ma, tóc tai trắng xóa. Khi lòng thù hận đã lấn át tình yêu, cô toan bóp chết Stand của Koichi. May mắn cho cậu, tảng đá phía dưới chân Yukako nứt vỡ khiến cô chơi với. Nhưng rất may, hồi âm đã biến nó thành thú nhún. Thất bại này khiến Yukako tâm phục khẩu phục, cô sẽ không kiểm soát cậu nữa. Nhưng sự hảo hán từ Koichi càng làm tình cảm của cô thêm sâu đậm. Có lẽ yêu đơn phương mới là thứ tình yêu đẹp nhất. Một hôm nọ, Okuyasu cùng Jotaro tới một nhà hàng Ý để xem nó có ngon chuẩn như trên tin hay không. Nơi này có menu đặc biệt, tùy theo khách hàng mà bếp trưởng sẽ chế biến riêng. Có lẽ anh ta là một nhà thần tướng học, bởi chỉ qua bàn tay của Okuyasu là anh đã biết ngay đêm qua cậu bị tiêu chảy. Anh sẽ làm cho cậu một món để tốt cho cái dạ dày loang lổ của cậu mà lại còn ngon miệng. Trong lúc chờ đợi, cả hai thử một ngụm nước khoáng trên bàn. Dòng nước không những ngọt mát như lời mẹ ru, mà nó còn khiến người mất ngủ thâm niên như Okuyasu uống vào liền tỉnh táo. Một vài phút sau, đầu bếp mang ra món pasta mozzarella. Okuyasu ăn vào thì như được chuyển sinh. Sự kết hợp giữa vị thanh nhẹ của phô mai hòa tấu với miếng cà chua mọng nước, nó khiến cho đầu lưỡi của cậu phải run rẩy một cách mất kiểm soát. Nhưng quan trọng hơn là da chết ở vai liền chóc ra như thằn lằn lột xác, và nó khiến bệnh đau vai của cậu lập tức tan biến. Sau đó anh đầu bếp xin phép được dọn đống da chết để nhanh chóng nấu món mì ống còn lại. Okuyasu thì vui vẻ vì được sử dụng thực phẩm chức năng. Còn Josuke thì nảy sinh một bất an với tên đầu bếp này. Nên ở món tiếp theo, cậu đã dùng Stand để khôi phục món mì ống về nguyên liệu ban đầu, xem tên đầu bếp nấu chúng bằng thứ gì. Thì ra toàn bộ đều là do Stand biến thành. Vậy nên Josuke tức tốc chạy vào nhà bếp để vạch trần tên luyện sư. Cuối cùng lại chẳng có một ý đồ đen tối nào cả. Anh đầu bếp đúng là có sức mạnh Stand, nhưng chỉ dùng nó để giúp khách hàng của mình. Vì sự cố đáng tiếc đó, Josuke phải ở lại nhà hàng để lau dọn đống bừa bộn mà mình đã gây ra. Tối hôm nay, trong khi đang chơi điện tử tại nhà, Josuke bị tên người điện không mời mà ghé thăm. Hắn muốn thử sức mạnh của Kim Cang Điên, bởi vì hắn thấy sự tương đồng giữa nó và Bạch Kim Tinh của Jotaro. Thế là hắn lại không biết ai là nhân vật chính của phần này rồi. Sau khi giao chiến với đối thủ, Josuke báo cho mọi người biết và hẹn nhau ra một bãi cỏ.
nơi cách xa các thiết bị sử dụng điện. Bởi từ đó đến giờ, tên người điện đã nghe lỏm toàn bộ những câu chuyện cả nhóm bàn luận với nhau. Jotaro kể rằng ông Joseph đang trên đường tới đây để giúp đỡ, tiện thể thăm thằng con trai mà ông không chu cấp đủ 5 triệu. Không ngờ rằng chuyện đó đã bị tên người điện nghe trộm. Khi hắn đã chui vào bình ắc quy của chiếc xe máy, người điện cướp lấy con mô tô và tẩu thoát, nhưng đã bị Okuyasu đeo bám bằng bàn tay khi nó liên tục xóa tan khoảng cách giữa cả hai. Đến khi con mồi đã vào thế hiểm nghèo, Okuyasu vẫn bị nó dùng kế khích tướng để cậu đào một hố dưới đất và trúng ngay đường dây điện ngầm, tạo cơ hội cho hắn phục hồi. Ngay sau khi sạc lại mana, người điện chặt đứt cánh tay phải hư hỏng của Okuyasu. Khi con mồi đã bị bẻ răng, hắn đưa cậu vào trong luồng điện, hệt như cách hắn kết liễu người anh của cậu. Nhưng lần này Yosuke đã biết phải làm gì. Cậu sử dụng năng lực của kim cang điên lên bàn tay đứt lìa và hồi phục nó lại, hay nói cách khác là kéo người bạn của mình về với chiếc tay. Cho dù vậy thì Okuyasu vẫn rất tức giận vì sự hấp tấp của mình mà để kẻ thù có cơ hội tẩu thoát. Mối thù này cậu đành phải trả vào một ngày khác. Ngày hôm sau, mấy chú cháu ra bến tàu đón ông Joseph để đề phòng tên người điện có thể chui vào một chiếc flycam hay thiết bị bay nào đó, nên cả bọn chia ra làm hai nhóm. Jotaro cùng Okuyasu sẽ ra ngoài biển đón ông từ sớm, còn Josuke và Koichi sẽ ở lại cảng để tiếp ứng. Đây sẽ là lần đầu tiên Josuke được gặp cha của mình. Không ngờ hai cha con lại phải hàn huyên trong tình cảnh éo le đến như vậy, khi mà còn biết bao điều phải giải thích. Trong dòng suy tư miên man, tên người điện xuất hiện cùng luyện sư điều khiển mình, trái với tạo hình đê hèn của con Stan. Tên này có vẻ nghệ sĩ, trông hắn có vẻ sẽ sẵn sàng remix các ca khúc bolero theo phong cách kim loại ngay ở nơi chất đầy những thùng container. Chính Josuke cũng không ngờ bên dưới lại có một hệ thống dây điện vô cùng phức tạp, khiến cho tên người điện bay nhảy như chim chích bông. Đứng trước sự biến ảo khôn lường, Josuke cố gắng đáp trả nhưng những cú đấm chỉ dính vào nền bê tông. Nhưng đó chính là kế hoạch của cậu. Với những cú đấm từ kim cang điên, Josuke biến nhựa đường trở về trạng thái lỏng, từ đó theo dõi được đường di chuyển của người điện. Tên luyện sư bị chọc điên lên, hắn liền all-in sử dụng toàn bộ điện của thị trấn. Vậy nên dù là tay đôi thì kim cang điên của Josuke vẫn thua. Thế là cậu nghĩ ra một kế. Josuke dụ cho tên guitar đánh vỡ cái lốp xe, sau đó sử dụng năng lực hồi phục vật thể, nhốt con Stan vào một môi trường cách điện. Dù vậy nhưng với sức mạnh đã được nạp sẵn, nó dễ dàng đấm thủng lốp xe. Nhưng hắn đâu ngờ việc chọc thủng sẽ khiến chiếc lốp chẳng khác nào một quả bóng bay xì hơi, cứ thế mà bay ra biển. Giờ điện gặp nước muối, một môi trường dẫn điện siêu tốt, người điện bị tan rã ra khắp nơi. Nghĩ rằng kẻ thù đã về châu trời, cả hai đã quá chủ quan. Để hắn có cơ hội lết xác lên tàu, nơi ông Joseph lẩm cẩm đang bi bô với Okuyasu. Nhận được tin báo kẻ địch đã trốn thoát, Koichi báo cho nhân viên trên tàu để Okuyasu kịp thời ra tay trước khi tên luyện sư động tới ông già. Cả tàu an toàn cập bến. Hai cha con gặp lại nhau kể từ khi cậu còn chưa thành hình. Sau khi tống tên luyện sư vào tù vì tội giết người cùng ăn trộm, Jotaro thu hồi lại bộ cung tên mà anh tìm được ở nhà hắn và chuyển lại cho tổ chức Speedwagon để nghiên cứu về Stan. Còn chuyện hai bố con, Josuke trước mắt không muốn gọi Joseph là cha và cũng không cho phép ông đến gặp mẹ cậu, trừ khi nào chuẩn bị về nước. Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh như cậu đều khó xử trong cách quyết định. Đến khi Josuke vừa mới rời mắt đi, không biết ông cụ nghe cái gì mà leo lên chiếc xe khách, báo hại Josuke phải chạy theo. Lúc này lại có một chuyện kỳ lạ nữa ập tới, đó chính là một đứa bé vô hình bỗng nhiên xuất hiện trên vỉa hè. Thế là cả hai quyết định mang nó về chăm sóc trước khi tìm được mẹ. Ở cái độ tuổi gần đất xa trời, Joseph một lần nữa được trải nghiệm cảm giác chăm trẻ, từ mua bỉm, quần áo cho đến ti giả. Nhưng có một thứ ông quên mua là đồ chơi, nên chẳng được bao lâu, em bé bắt đầu la khóc và kích hoạt Stan. Nó khiến không chỉ quần áo nó đang mặc, mà thậm chí xe đẩy hay những vật xung quanh đều trở nên vô hình. Josuke phải cuống cuồng đi tìm một thứ không có hình dạng. Không may chiếc xe đẩy đã lao xuống hồ. Giờ làm cách nào để mò một chiếc kim vô hình ở đáy bể? Và ngay lúc đó, thiên chức làm cha trỗi dậy trong Joseph. Ông tự cắt tay để dòng máu hòa vào trong dòng nước, từ đó phát hiện ra đứa bé. Việc này khiến Josuke bắt đầu có thiện cảm với ông già. Sáng nay, trên đường đi học về, Koichi gặp lại Hazamada, cậu bạn có Stan con rối. Tất nhiên là sau khi ăn đòn từ Josuke, Hazamada đã trở thành một con ngoan trò giỏi. Qua một vài câu chuyện xã giao, cả hai biết được người kia có chung sở thích về truyện tranh và cùng hâm mộ một anh họa sĩ Rohan Kishibe. Thật may là Hazamada cũng biết nhà anh ta. Thế là hai nấm lùn cùng nhau đi stalk thần tượng. Ban đầu chỉ nghĩ là đến cho biết nhà thôi, ai ngờ được Rohan mời vào tham quan luôn nơi mà mình sáng tác. Mọi chuyện dần trở nên kỳ dị khi Rohan bắt đầu kể cho các cậu về cảm hứng sáng tác của mình, về cách một người có thể vẽ 5 trang truyện một tuần bằng cách nhốt mình trong nhà. Thế mới thấy được, để cho ra những trang truyện kiệt xuất đầy niềm cảm hứng đó, phải có một tâm hồn của thằng dị hợm chống đối xã hội. Một nhà hiền triết đã nói, các luyện sư sẽ luôn tìm đến nhau. Rohan sở hữu một stand tên là Thiên Môn, nó khiến khắp người của Rochi và Hazamada bị bóc tách ra như những trang sách. Thiên Môn không phải là stand chiến đấu, nó giúp chủ nhân đọc vị được người khác, từ tên tuổi, giờ đẻ cho đến địa chỉ nhà bà ngoại. Không những thế, anh còn có thể viết thêm một số điều kiện mà mình muốn vào, chẳng hạn như hồi âm của Koichi không thể tấn công anh, hay nếu như Rohan muốn,
cậu xé đi vài trang và phần ký ức đó vĩnh viễn biến mất khỏi người đối diện. Vậy nên với sức mạnh đó, Rohan vẫn để cho hai người bạn trẻ ra về khi không nhớ chút gì về cuộc đụng độ. Ngoài ra, riêng Koichi còn bị viết thêm quả thói quen sinh hoạt là thường xuyên ghé qua nhà Rohan, không phải do anh là sói cô độc, mà bởi vì Rohan cần trải nghiệm thực tế của Koichi để thêm vào câu chuyện của mình. Còn về phía Yosuke và Okuyasu, hai người sau khi thấy bạn mình hay lui tới nhà người lạ thì cũng đi theo điều tra. Nhưng Rohan đã tính hết, không những dùng ký ức của Koichi để kiểm tra thân phận của cả hai, mà còn viết vào Koichi để cậu xuống nói dối về tình trạng của mình. Nhưng mũi của hai thanh niên kia thì khác gì chó săn, họ đánh hơi ngay ra sự bất thường và lao lên giải cứu bạn mình. Với lợi thế biết tất tần tật về stand của đối phương, Rohan sử dụng tấm giấy vẽ làm lá chắn trước khi bàn tay chạm được vào anh, khiến cả Okuyasu và stand trôi tuột thành một cuộn giấy. Từ đó biết tỏng luôn việc Josuke đang trốn sau cánh cửa. Phía bên kia, biết đối thủ quá khó để đối đầu, Josuke đang tính đến chuyện chạy đi tìm cứu viện thì bị Rohan gọi lại bằng thần chú chê tóc xấu. Việc này chạm tới giới hạn chịu đựng của Josuke, và đó là thời điểm Rohan sử dụng trang giấy vẽ của mình. Nhưng không, tâm trí Josuke không còn chỗ cho chuyện tranh nhảm nhí. Cậu đấm xuyên giấy thẳng vào mặt tên họa sĩ ngàn cú đấm sấm sét. Chuyện là ngày xưa, cái hồi bé xíu, vào một đêm giá rét, Josuke bỗng lên cơn sốt nặng. Đó là cái thời điểm nhóm Jotaro đi đánh Dio thì cậu phát bệnh. Đang trên đường tới viện thì xe của mẹ cậu bị chết máy giữa đường tuyết. Bất ngờ có một thanh niên với quả đầu tổ chim xuất hiện và giúp hai mẹ con đẩy xe nổ máy. Thế là kiểu tóc đó trở thành style của cậu bây giờ, nên hễ có ai chê bai nó, cậu sẽ coi như hắn không tôn trọng vị cứu tinh của cậu. Quay trở lại câu chuyện, Rohan sau khi bị ăn đấm thì nằm viện một tháng. Sáng nay Josuke được Jotaro rủ đi ăn. Săn ở đây là những kẻ đã nhận được sức mạnh của thần tiễn. Trong số đó có một con chuột cống, lần theo các dấu vết, cuối cùng thì họ tìm được nó ở nhà một cặp vợ chồng già. Họ thì đang cuốn lấy nhau như một cục thịt đông sau khi tiếp xúc với con chuột. Josuke nhìn thấy nó trước nhưng lại chần chừ vì sợ bắn trượt, cho đến khi con chuột phát hiện ra người đang ở phía sau. Nó bắn một loạt phi tiêu tẩm độc về hướng Josuke. Cậu vì sợ bẩn nên đã dùng chảo đỡ đạn, chứ không như ông cháu lớn tuổi Jotaro ở phòng kế bên, tò mò cầm thử lên, nên bàn tay chảy lượt thượt như mướp. May cho anh là đi bên cạnh có một healer chính hiệu, không thì tạm biệt bàn tay. Mà việc đó có nghĩa là có hai con chuột trở thành stand chứ không phải một. Hai thám tử tiếp tục lần theo dấu chân, cho đến khi nó dừng lại ở một con đường đất. Theo suy đoán của Jotaro, có thể nó đã đi ngược lại dấu chân để outplay hai người. Và trong một phút tĩnh lặng, giác quan nhạy bén đã mách bảo Jotaro sử dụng bạch kim tinh để dừng thời gian và rút kịp phi tiêu ra trước khi độc ngấm vào máu. Biết được kẻ thù đang ẩn nấp bắn tỉa, Jotaro bày kế cùng với Josuke. Giờ anh sẽ đứng ra bếp, Josuke ngồi nấp quan sát. Nếu thấy đường đạn thì tiêu diệt kẻ thù, bởi chỉ có Duelist mới dám vào sai. Healer phải đi sau để cover, chứ để Josuke ăn đạn thì trời cứu. Lối chơi đầy ma cô đó đã giúp hai người bắt được con chuột còn lại, trả lại sự bình yên cho cánh đồng. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại. Gác qua chuyện của hai người đàn ông thẳng tính, sáng nay Rohan bước xuống phố chạm cỏ để tìm Koichi. Anh muốn cậu cùng mình tìm hiểu điều kỳ lạ ở Morio mà anh đã phát hiện ra. Đó chính là một con hẻm không hề có trên bản đồ. Con hẻm này không hề có người đi lại, nhà cửa thì hoang vắng, nhưng lại có cục cức chó giữa đường. Cả hai đi được một vòng thì nhận ra đã bị lạc vào ma trận. Thế là Koichi dùng stand bay lên cao để tìm được ra. Nhưng hồi âm của cậu đã va phải một bức tường vô hình ngay phía trên. Đúng lúc đó, trong ngõ xuất hiện một cô gái. Với sự nhạy cảm của một tác giả manga, Rohan lập tức lôi ra stand để điều tra về đối tượng này. Cứ nghĩ rằng anh sẽ tra tìm những thông tin về con phố, ai dè cha nội này soi số đo 3 vòng, lại còn lần rụng râu đầu tiên. Cuối cùng để cho cô ta tự kể, chuyện là 15 năm trước nơi đây từng xảy ra án mạng. Một tên lập dị đã tiến vào căn nhà và giết hết 3 mạng người và 1 mạng chó. Và cô gái đứng trước mặt hai người là một trong số các nạn nhân. Hay nói cách khác, cô ta là hồn ma. Cái nơi cả hai bước vào là một cánh cửa ẩn trong thị trấn, nơi giao thoa giữa trần gian và địa ngục. Lý do cô còn vương vấn hồng trần bởi vì tên sát nhân kia vẫn còn nhởn nhơ trong thị trấn, và hắn đang tiếp tục sát hại nhiều người khác. Raimi vẫn nghe thấy tiếng của các linh hồn bay trên bầu trời kêu than về cái chết bi thảm của mình. Nhân dịp gặp nhau thế này, cô muốn hai người tìm ra tên thủ phạm và bắt hắn chịu trách nhiệm với pháp luật. Koichi thì đồng ý ngay. Còn Rohan ngoài mặt thì không quan tâm, nhưng bên trong cũng muốn nhúng tay vào. Sau đó Raimi hướng dẫn cả hai cách để ra ngoài, là ở con ngõ lúc đi vào tuyệt đối không được ngoái đầu lại, nếu không sẽ bị ma quỷ bắt linh hồn đi. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng khi bước tới cuối đường thì Koichi bị giọng nói của Raimi đánh lừa, khiến cậu ngoái đầu lại tạm biệt. Ngay lập tức có hàng chục cánh tay vươn tới kéo cậu đi. Tình hình nguy cấp, Rohan lôi stand thiên môn của mình ra, khiến Koichi quên đi những gì vừa thấy. Sau đó kéo Koichi ra khỏi con hẻm. Chiều hôm đó, Rohan lên hỏi sư thầy về vụ án 15 năm trước, và trùng hợp thay, cậu cũng có mặt tại nhà Raimi vào thời điểm đó, nhưng đã may mắn sống sót vì được cô bảo vệ. Thế mà vừa gặp nhau một cái, cậu đã đè ân nhân của mình ra để check số đo 3 vòng. Thiện tai, thiện tai. Koichi thì đem chuyện này kể cho Josuke cùng Okuyasu. Mọi người quyết định trước mắt sẽ không kể cho Jotaro để anh tập trung vào vụ cung tên. Đáng nhiên đang lành, giờ năm con người tự nhiên thấy bất an về cái thị trấn mình sinh ra. Tên sát nhân tại sao gây ra hàng chục vụ án mà chưa bị bắt lại, thậm chí tin tức còn bị nhẹm đi. Mang những suy nghĩ đó đến cửa hàng tiện lợi, Jotaro nhanh chóng bị một thứ khác làm mất tập trung.
đó chính là một con Stan bé xíu biết ăn trộm su. Khi thấy nó bỏ trốn, Josuke đã đuổi theo. Trên đường, cậu gặp cả Okuyasu cũng đang truy đuổi một con khác. Và rồi hàng chục, hàng trăm con khác nữa xuất hiện từ khắp các nẻo đường. Chúng nó có vẻ vừa trộm được một số lượng lớn tiền và đang chạy lên trên đồi. Người điều khiển chúng là một thằng đầu nhọt. Giới thiệu qua thì thằng này là Yang Wu. Nó gọi Stan của mình là Lượng. Khi biết Josuke cùng Okuyasu thấy được Stan thì nó vui lắm. Nhóc còn tỏ ý muốn kết bạn với hai người. Còn Josuke thì nghĩ ngay đến một phi vụ làm ăn. Cậu chỉ cho Yang Gu cách để lượm đống tem phiếu giảm giá ở quanh thị trấn. Cái nào rách thì kim căng điên sẽ hồi phục lại. Cứ thế tích tiểu thành đại. Cứ phải gọi là economic efficiency. Nhưng đồng tiền bạc bẽo lắm. Lúc có vài xu thì cậu một đồng tớ một xu. Giờ trong tay có chục triệu thì khác. Yang Gu sau khi nhận tiền về thì chỉ đưa cho hai anh bạn bầy mưu hai củ, thay vì một nửa như đã kỳ kèo. Bởi vì thằng nhóc cho rằng việc đi thu lượm đều là công của nó. Còn ý tưởng kia chỉ xứng đáng được như vậy thôi. Thấy vậy thì Okuyasu tức ra mặt. Nhưng Josuke khuyên cậu nên ra dáng đàn anh. Dù gì hôm nay cũng kiếm được bữa lẩu. Thế là mấy anh em lại nghĩ ra một phi vụ khác. Lần này là do vé số vứt đi. Có thể trong số vé bỏ có những người quá bận để check kết quả. Chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích thế mà lại xuất hiện trong anime. Trên tay Okuyasu đang là chiếc vé trúng giải độc đắc 800 triệu. Đứng trước một số tiền lớn thế này, Yang Gu bắt đầu nổi lòng tham. Cậu quyết định sử dụng binh đoàn tí hon của mình để giành lại quyền sở hữu tấm séc. Yang Gu điều một đám tới cắn Okuyasu. Đám còn lại bỏ trốn cùng mình. Sau khi thấy thằng nhỏ dùng Stan để di chuyển, hai anh bạn cũng họp theo và dùng vía để bắt cua. Thằng Yang Gu tưởng đần đần mà cũng tinh quái ra phết. Trên đường lên nhà, nó điều khiển một đám quân nhỏ đi trộm rượu. Sau đó lợi dụng Josuke và Okuyasu không để ý thì tiêm thẳng cồn vào tĩnh mạch. Tầm này thì tiên tiểu cũng sập. Tới nước này thì Okuyasu đành hạ cái tôi xuống để xin lỗi. Nếu không thì cái mạng của cả hai có lẽ cũng khó giữ. Khi thấy các anh lớn quỳ rạp dưới chân mình, Yang Gu bắt đầu vênh váo. Cậu trực tiếp chửi Stan của Josuke là vô dụng. Và đó là lúc Okuyasu có thể sử dụng bàn tay để cướp lấy tấm vé số, cầm tiền tỷ trong tay. Josuke không ngại xé vụn nó ngay trước mặt Yang Gu, bởi chỉ có kim căng điên của cậu mới có thể hồi phục lại nó. Ngay khi Yang Gu hiểu ra vấn đề thì ngay lập tức Josuke cho đống giấy vụn bay đi trong gió. Điều đó khiến thằng nhóc phải điều toàn bộ đám lượm của mình đi nhặt lại. Và lúc này chẳng còn gì bảo vệ cậu trước hai chàng thanh niên khát máu. Ở nhà bố mẹ không dạy thì để ra xã hội dạy lại cho nên người. Ồ thế mà thằng cu này cũng đơn giản. Nó nghe lời đạo lý thì cũng hiểu ra vấn đề và đồng ý sẽ chia số tiền ra làm ba. Các bạn còn nhớ Yukako, cô gái với Stan điều khiển tóc phát cuồng vì Koichi không? Hôm nay khi ghé qua một tiệm trang điểm, với lời quảng cáo rằng khách hàng sau khi được chăm chút sẽ có được tình yêu của đời mình, cô đã không ngại ngần mà bước vào dùng thử dịch vụ. Qua lời giới thiệu của cô chủ Malisa thì số mệnh của một người có thể thay đổi theo nhân tướng học. Vì thế với một chút chỉnh sửa trên khuôn mặt có thể khiến khách gặp nhiều may mắn. Nếu không có hiệu quả, Malisa sẵn sàng đền bù cho khách hàng. Nhưng cả tôi và bạn đều biết đó chỉ là câu chuyện marketing. Còn đằng sau bàn tay ma thuật đó là một con Stan. Kết quả sau khi bước ra khỏi tiệm, Koichi đã chủ động tìm đến Yukako với thiện ý. Sau đó hai bạn trẻ có một cuộc hẹn hò nhẹ nhàng. Đang đút kem theo kiểu Pháp thì thuốc hết tác dụng khiến Koichi tỉnh mộng. Cậu tỏ ra lạnh nhạt còn hơn cả kem, cảm thấy không thỏa mãn. Yukako đến đòi Malisa khiến bùa yêu có tác dụng 24/24. Và cô sẵn sàng chấp nhận trả một cái giá đắt đỏ để đổi lấy tình yêu. Chỉ chờ có thế, Malisa lôi Stan ra vào việc. Cô yêu cầu Yukako nhắm mắt lại. Nhưng cô gái của chúng ta dù đang bị tình yêu che mờ mắt thì cũng biết có thứ gì đó bất thường. Dù thế nhưng biết Malisa không có ác ý nên cô vẫn để Stan của cổ hoàn thành nốt công việc với ma lực mạnh mẽ. Lần này không những Koichi bị thu hút bởi bạn gái, hai người thậm chí đã có một nụ hôn theo kiểu khỉ đu cánh tre. Dĩ nhiên thần tình yêu này cũng có một hạn chế, tức là người dùng phải dùng cây son môi đặc biệt mỗi 30 phút một lần, nếu không nhan sắc sẽ bị hủy hoại. Vì quá mải mê trong giai điệu tình yêu, Yukako đã không chú ý và đã bị biến đổi đến mức Koichi cũng không nhận ra. Cô khóc lóc mang cái mặt thảm hại đến ăn vạ Malisa, phá banh chảnh cái cửa tiệm. Đúng lúc này Koichi xuất hiện phía sau cánh cửa. Cậu nói rằng Yukako hãy cứ là chính mình, kể cả có cục xúc thì cũng không sao, đừng nên thay đổi vì người khác. Không thì đến một lúc nào đó cô sẽ rất chán ghét chính bản thân mình. Ngay sau đó, Malisa vào vấn đề chính. Cô đưa ra hàng chục khuôn mặt cho Yukako chọn. Một trong số đó là mặt cũ của cô trước khi động vào dao kéo. Nếu chọn sai, Yukako sẽ phải sống với cái nét đó cùng khuôn mặt xấu xí đến cuối đời. Trái với kỳ vọng của bà chủ, Yukako không chọn gì cả, mà cô để Koichi chọn hộ mình. Bởi cô chỉ cần người yêu mình thích thì mặt nào cũng tốt cả. Về phía Koichi, cậu đang dính phải bùa yêu nên bắt đầu nói như nam chính ngôn tình. Cậu yêu cầu Malisa chọc mù mắt mình vì biết Yukako sẽ không chấp nhận bản thân xấu xí. Sau đó cậu lấy bừa một chiếc mặt nạ đưa cho bạn gái. Đứng giữa một tình yêu chân thật đến vậy, Malisa đành rút lại Stan mà không làm khó Yukako nữa. Hạnh phúc vậy là đủ rồi. Giờ là lúc thị trấn nên biết ai là kẻ phản diện chính. Đây là Yoshikage Kira, 33 tuổi, độc thân, đẹp trai và nhiệt huyết trong công việc. Mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc anh lúc nào cũng mang một cái bàn tay của phụ nữ và nói chuyện với nó như thể đó là bạn gái.
Anh sẽ chia tay một bàn tay khi nó bắt đầu phân hủy và bốc mùi hôi thối. Chuyện là Kira để bàn tay vào một túi giấy. Và tình cờ khi đó Yang Gu đi qua, cậu cũng có một túi đồ ăn y hệt. Vì mãi nói chuyện với Yosuke nên cậu đã cầm nhầm túi của Kira. Bàn tay phụ nữ trong đó thậm chí còn đang có dấu vân tay của hắn ta. Thế là Kira đi theo Yang Gu đến tận trường học. Đợi đến khi có người đuổi ba cậu nhóc ra khỏi phòng thể chất thì hắn mới cướp lại chiếc túi. Có lẽ chuyện sẽ êm đẹp nếu như hắn không gặp lại thằng cu ở ngoài cổng trường với túi bánh trên tay. Yang Gu gọi lượm ra giật lại. Và thế là cái túi rách để rơi một bàn tay đã khô máu. Đó là lúc Kira biết phải lôi Stan ra để trừ khử nhân chứng nhỏ tuổi này. Stan của hắn có cái tên sát hậu. Cảm thấy Stan của người trước mặt chỉ đánh tầm gần, Yang Gu gọi ra đám lượm bám víu khắp người Kira. Hắn ta đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu bé mà để cho sát hậu nghịch một đồng xu trong tay, khiến cho Yang Gu nghi ngờ và dùng lượm để cướp lại. Chính lúc này Kira mới tiết lộ về sức mạnh của sát hậu, đó là biến những thứ nó động vào thành một quả bom. Và tạch, Yang Gu bị nổ cho vỡ mặt, đến nỗi mắt mũi bắt đầu lộn xộn, quỷ không ra, người không giống. Kira ép Yang Gu phải khai ra những kẻ cũng có Stan như cậu, không thì người tiếp theo hắn cho nổ chính là bố mẹ cậu. Lúc này Yang Gu nhận ra đây chính là tên hung thủ đã ra tay với chính chị Raimi trong ngõ, nên cậu đã tìm cách chuồn đi để báo cáo với mọi người, đặc biệt là Josuke, người có thể chữa thương cho cậu. Khó khăn lắm cậu mới lết được đến phòng học của hai người kia. Nhưng ngay khi chạm vào tay nắm cửa, Yang Gu thấy hình ảnh phản chiếu của Kira ở đằng sau. Giờ phút này thì cậu biết là mình ôn lắm thật rồi. Và tạch một cái nữa, lần này sát hậu nổ cho Yang Gu không còn một xác thịt. Oh man, Yoshikage Kira không đùa. Trước khi biến mất, Yang Gu vẫn kịp dùng sức mạnh đưa một con lượm duy nhất, cướp lấy chiếc khuy áo của hung thủ để đưa cho hai người anh. Josuke báo tin cho tất cả những người có Stan trong thị trấn về sự ra đi của Yang Gu, về cả câu chuyện về Raimi, còn ngõ lẫn tên sát nhân. Chiếc cúc áo mà lượm lấy được, cậu giao lại cho Jotaro điều tra. Ngay chiều hôm sau, Jotaro đã đến các tiệm may để hỏi thăm. Ông chủ một cửa hàng đã nhận ra chiếc khuy vì vừa có một vị khách mang áo đến sửa. Nhưng không ai ngờ, vị khách đó vẫn còn ở lại trong cửa hàng. Đợi ngay khi chủ quán đi kiểm tra tên khách thì hắn đã thủ tiêu ông cụ trước khi bị lộ danh tính. Đó cũng là một năng lực khác của sát hậu, cho phép hắn tạo ra một quả bom di động. Nếu không có sự cảnh giác từ Jotaro thì Koichi đã nổ banh xác cùng với ông chủ tiệm may. Quả bom này trông giống một chiếc xe bọc thép, nó không biến mất sau khi phát nổ, không những thế còn siêu siêu cứng, tới nỗi bạch kim tinh của Jotaro đấm tẹt ga cũng không xi nhê. Trong lúc hai chú cháu đang vật lộn với chiếc xe tăng thì Kira đã lủi đi cùng chiếc áo khoác tím, để lại chiến trường cho con ô tô điều khiển của mình. Sau một hồi quan sát, Jotaro đã phát hiện ra chiếc xe bom sẽ hướng đến mục tiêu có thân nhiệt cao nhất. Dù thế nhưng anh vẫn bị nó nổ cho tím người. Koichi dựa vào chi tiết đó, dùng Stan chế ra một quả bóng nhiệt treo vào đầu xe bom, khiến chiếc xe lao đi không ngừng. Trong lúc đó thì cậu gọi tiếp viện và đưa Jotaro tới nơi an toàn. Sau khi chiếc xe phát hiện mục tiêu vừa rồi không phải con người, nó tiếp tục hướng mũi lái qua phía Koichi và Jotaro. Sau cú nổ vừa rồi, hồi âm bậc 2 của Koichi đã bị ảnh hưởng. Không những không bị thương, nó còn tiến hóa lên cấp tiếp theo là hồi âm bậc 3. Với tốc độ siêu nhanh và khả năng điều khiển trọng lực ở một vị trí, nó khiến chiếc xe bom lún sâu xuống đất, khiến tên Kira đang ngồi uống cà phê cũng bị ảnh hưởng, không thể chịu nổi sức nặng đè lên bàn tay. Kira đành quay trở lại để giải quyết người đưa ra vấn đề, Koichi. Koichi đối đầu trực tiếp với Kira. Stan của cậu chỉ có thể tạo ra sức nặng lên một trong hai, xe bom hoặc sát hậu, nên dù có chọn gì đi chăng nữa thì cậu cũng ăn đòn. Kira là một tên máu lạnh đúng nghĩa, sẵn sàng hành hạ cậu bé một cách dã man. Còn Koichi, trong khi bị đá chảy mồm, cậu vẫn tranh thủ cướp lấy ví của đối thủ để trách tên Yoshikage Kira. Cái giá phải trả cho điều đó là một vết thương sâu trong lòng. Và cũng ngần đó thời gian là đủ để Jotaro tỉnh dậy và trả thù cho thằng cháu. Riêng về khoản tay bo, bạch kim tinh là số 1. Đó cũng là chút sức lực cuối cùng của Jotaro. Cặp trai trẻ đến kịp thời trước khi đồng đội tắt hơi. Josuke dùng kim căng điên của mình hồi máu cho họ, và đồng thời phát hiện ra tên sát nhân Kira. Thằn lằn cụt đuôi, Kira đã tự chặt tay mình để giải phóng cho con Stan xe bom, khiến nó giữ chân mọi người trong khi hắn trốn thoát. Nhưng Josuke cũng không vừa, cậu sử dụng năng lực để chiếc xe, hay nói cách khác là bàn tay đứt lìa kia, khiến nó quay về với chủ cũ. Còn tên sát nhân, hắn đã vớ lấy một người trên phố với chiều cao tương đương, rồi đem vào thẩm mỹ viện Malisa để thay đổi khuôn mặt lẫn dấu vân tay. Khi nhóm Josuke đến nơi thì cô chủ đã hấp hối. Josuke không thể cứu được cô vì Malisa đã bị sát hậu biến thành một quả bom. Và thế là Kira đã có một danh tính mới, cẩn trọng hơn trước nhiều lần. Ngày hôm sau, nhóm Josuke tới nhà Kira để điều tra. Tên này thông minh từ bé, hơi hướng nội và đặc biệt có sở thích kỳ lạ với tay. Hắn dựa vào tốc độ mọc móng để tính toán mọi việc xung quanh. Nhưng đây không phải điều kỳ lạ duy nhất tại nhà của Kira. Đó là chiếc máy ảnh tự chụp và in ảnh. Người điều khiển chính là bố của Kira, một luyện sư đã chết về mặt sinh học, cũng chưa chịu rời xa trần thế giống như em Raimi trong ngõ. Và hắn cũng có Stan. Stan của hắn cho phép thao túng một vùng không gian mà máy ảnh thu được. Nếu ai có ý định xé bức ảnh sẽ chịu hậu quả khôn lường. Còn cách hắn tấn công, lão già sẽ làm thứ gì đó trong ảnh. Sau khi chiếc máy ảnh bấm máy, nó sẽ áp dụng vào nạn nhân. Điều đó khiến Josuke không thể tấn công hay cản lại những vật hắn ném vào cậu. Nhưng Jotaro đã nghĩ đến kế gậy ông đập lưng ông. Anh dùng tấm ảnh cũ
dí thẳng vào máy ảnh để nó tự chụp lại chính lão. Giờ đây linh hồn bị nhốt trong tấm ảnh, chỉ việc gấp đôi nó lại và cuốn băng kín mít là hắn sẽ không thể tác quái tác quái. Trong những tình huống khó khăn như thế này, làm thế nào để lão già có thể thoát ra? Tất nhiên phải nhờ vào nhân tố Okuyasu. Sau khi bị lão già lừa một đòn tâm lý, cậu đã để hắn có cơ hội trốn thoát. Không những thế còn trộm bộ cung tên thần trong nhà đi. Thì ra không chỉ có một tên thần ở Morio, vậy còn Kira, người đang trong một vai diễn khác, một người đàn ông đã có gia đình. Hôm nay người chồng trở về, chợt thay đổi 180 độ, tự tay vào bếp nấu bữa cơm cho vợ. Tiếp đó là một chuỗi những hành động khác thường, nhưng điều đó lại làm cho cô vợ đổ đứ đừ. Có lẽ người chồng cũ của cô, tên đã bị Kira hành quyết là một tên hèn mọn kém hấp dẫn. Và lúc này, những người khác cũng đang hành động. Anh họa sĩ đang đi khoanh vùng những người đàn ông có cùng chiều cao. Rohan cho rằng gia đình mà Kira đang trà trộn vào cũng đang gặp nguy hiểm. Đang suy tư trên phố thì anh bị một thằng ất ơ chặn lại và đòi chơi oản tù tì. Không phải một hai, mà thằng cu này đã đeo bám Rohan cả ngày chỉ để kéo búa bao. Ban đầu thì ăn thua nên Rohan đã dùng thiên môn. Đến khi Rohan đã quá mệt mỏi nên chơi vui vẻ, anh đã thua và nhận ra đây không chỉ là một trò chơi. Thằng bé kia là một luyện sư. Stand của nó sẽ cướp lấy sức mạnh của địch khi nó thắng 3 ván. Sau khi thắng Rohan một round, nó có một phần sức mạnh của thiên môn, khiến bản thân có thể tự sửa lại những gì Rohan viết lên mặt mình. Vậy nên Rohan phải solo oản tù tì với thằng bé để đoạt lại Stand. Và ván thứ hai anh đã để thua. Giờ đây anh phải chiến thắng liên tiếp cả 3 ván còn lại. Đúng lúc này, Joseph bế theo đứa bé tàng hình qua. Rohan đã lợi dụng nó để ăn gian giúp mình. Nhóc con sau khi thua đã bị tâm lý, sau đó đánh mất chính mình. Stan đã trả cho Rohan, nhưng thể diện thì đã mất. Thằng cu lao thẳng vào đầu ô tô cho đỡ nhục, nhưng Rohan đã liều mình lao ra bảo vệ nó. Bởi anh thấy thằng nhóc rất giống main anime, nhiệt huyết và ngu đần. Sau trận tỉ thí, Rohan nhắc nhở đàn em không được dùng Stan để làm điều xấu xa. Chuyện lạ cứ dần kéo tới Morio. Ngày hôm nay, Josuke và Okuyasu phát hiện ra một người đàn ông có tai nhọn, tự xưng là người ngoài hành tinh. Lúc đầu đôi bạn không tin, nghĩ đây là một trò đùa. Nhưng sau khi thấy cái cách anh này biến đổi cơ thể để trốn khỏi tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi thì cậu đã tin. Sau đó alien này muốn trả ơn. Thế là Josuke nghĩ ra một trò tiêu khiển, là để khứa alien này biến thành cục xúc sắc. Sau đó Josuke mang theo đến nhà họa sĩ Rohan để gạ anh chơi cá cược. Ngay từ ván đầu tiên, cậu đã thắng đậm đến khó tin. Cảm thấy có trò bịt bợm ở đây. Rohan mở kéo lớn, anh tự chọc thủng ngón tay út. Để làm chi thì không biết, nhưng lấy đó làm lý do ép Josuke ở lại chơi thêm một ván nữa. Lần này có cả tiền cược. Vừa hay Tamami, anh bạn có Stan khóa lương tâm cũng ghé qua. Quá phù hợp để làm trọng tài. Nếu Josuke có gian lận thì Stan khóa sẽ phát hiện ra, và kịch bản lại tiếp diễn. Rohan đổ ra một bộ toàn 3, 4, còn Josuke ra 3, 6. Đến cả con mắt tinh tường của Rohan cùng Stan cũng không thể nhìn ra sự tinh vi của alien. Cho đến khi có hai chiếc xe cứu hỏa bỗng dừng phóng tới, vì nhà Rohan đã bốc cháy do chiếc kính lúp anh để trên bàn bắt lửa. Nhân cơ hội này, Josuke cầm theo anh bạn alien đang toát mồ hôi hột và chạy đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Josuke và alien chia tay nhau trên phố sau khi anh ngoài hành tinh đã thao túng một bà cô và nghĩ rằng anh là con trai. Đó là cách anh ta ẩn mình dưới trái đất. Ngày hôm sau, Josuke và Rohan tình cờ đi chung một chuyến xe buýt. Khi đi qua đường hầm, Rohan đã nhìn thấy một căn phòng, trong đó có bóng dáng của một người giống Kira. Dĩ nhiên là Josuke không tin điều này, nên Rohan vác xe tới điều tra một mình. Đi sâu vào bên trong thì đúng là có một căn phòng thật, nhưng đó là cái bẫy. Hay nói cách khác là cái bẫy của một Stan đã tạo ra để giam giữ và hút dinh dưỡng từ Rohan. Khi thấy xe mà không thấy người, Josuke đã quay trở lại đường hầm và đã thấy anh họa sĩ ngồi yên vị ở trong phòng. Rohan cảnh báo cho Josuke về con Stan và từ giờ phải chạy trên 60 km/h nếu không muốn bị nó tóm. Vừa phóng như bay trên phố, Josuke vừa gọi Koichi để tìm sự giúp đỡ, vì cậu nghĩ hẳn là tên luyện sư đang thiếu chất nên mới cần đi hút mỡ từ người khác. Trong lúc Josuke đua xe với con Stan bất bại thì Koichi sẽ đến bệnh viện hỏi thăm tin tức về người đàn ông bị tai nạn xe máy ở đường hầm hôm trước. Vừa kịp lúc Josuke phóng xe vào viện, tại đây Josuke gặp tên luyện sư điều khiển con Stan hút dinh dưỡng. Và cậu đã làm một việc vô cùng nhân văn, là chữa khỏi cho hắn để tên này thả Rohan ra, sau đó tiếp tục đấm cho nằm viện lại. Còn Kira, cuộc sống ở nhà mới có vẻ hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan. Hôm nay, người vợ mới thấy một con mèo có lỗ ở cổ dưới tầng hầm. Kira biết ngay đó là do mũi tên ban phát Stan. Đến khi anh xuống kiểm tra thì con mèo đã tử vong do bị mảnh kính đâm vào. Thực ra là cô vợ đã đâm. Sau đó Kira mang con mèo chôn ở sân vườn nhà. Vài ngày sau, từ dưới đống đất đó mọc lên một bông hoa, có mắt, có miệng và cả suy nghĩ. Ngoài ra nó có thể bắn ra các bọt khí trong suốt siêu bền. Biết được cây hoa này rồi một ngày sẽ giúp mình, nên Kira cho nó vào trong chậu rồi cất lên gác mái. Hắn không ngờ rằng chiều nay, sau khi thằng con đi học về đã lẻn lên trên đó và biết được sự tồn tại của cây hoa và việc có một người khác đang chiếm lấy danh tính của bố mình. Tạm thời gác lại chuyện nhà người ta để xem hôm nay Josuke cùng cạ cứng sẽ tìm thấy luyện sư nào ở Morio. Vị khách ngày hôm nay sống trên một trạm điện cao thế. Anh ta tự tạo cho mình một mô hình vườn ao chuồng với đầy đủ tiện nghi, cá câu dưới sông, rau trồng trên đất, quần phơi ngang dây và tưới cây bằng nước đái.
Vậy khả năng của anh ta là... Theo lời kể, anh ta đã sống như thế này đã 3 năm trời. Hay chính xác hơn là 3 năm chưa đặt chân xuống mặt đất. Thế còn Stan của hắn thì có năng lực gì? Josuke biết được điều này khi cậu cố gắng tiến vào chiếc cột điện. Sau khi thấy tấm ảnh chứa bố của Kira rơi ra, ông ta là người đã ban phát cho anh chàng này năng lực Stan. Stan đó là cả cây cột điện. Tuy không mang vác đi được, nhưng khi đã tiến vào đây thì không thể trở ra ngoài. Vậy nếu tấn công chiếc cột điện thì sao? Nó sẽ trả lại một lượng sát thương tương đương. Vừa nói, hắn vừa leo lên dây điện, ra khỏi cái nơi mà hắn chung sống bao năm trời. Bởi chiếc cột luôn cần một tù binh ở bên trong. Anh bạn ngoài hành tinh đã biến thành dây điện và đẩy ngược lại hắn vào trong để mở lối ra cho Josuke và Okuyasu. Và giờ thì anh chính là người mắc kẹt ở bên trong. Dĩ nhiên Josuke sẽ không đứng im nhìn bạn mình gặp lâm nguy. Cậu lao vào cây cột, dùng năng lực của kim cang điên lên dây điện đứt để đu lên trên. Thi đấu ở một địa hình mà đối thủ đã quá hiểu rõ, Josuke gặp nhiều bất lợi, nhưng với bộ óc nhanh nhạy, cậu nhanh chóng nghĩ ra cách để counter lại. Nếu như cây cột điện phản lại sát thương người khác gây lên nó, thì kim cang điên có thể hồi phục những tổn thương, hay nói cách khác là bắn những viên đạn về lại nòng súng. Sau khi bị outplay đến trắng máu, tên cột điện bắt đầu thú nhận việc mình bị lão giả trong ảnh thao túng. Và lão có nói gì đó về việc nhắm tới Koichi. Biết bạn mình đang gặp nguy hiểm, cả hai tức tốc chạy về nhà để tìm Koichi, nhưng cậu đã biến mất không một tăm hơi. Vì thế nên Josuke tìm đến tay đua giường bệnh, bởi hắn có một khiếu giác cực kỳ nhạy bén. Quả nhiên, sau một hồi đi theo cái mũi của Ngao Thiên Khuyển, cũng đã tìm được tên đã bắt cóc Koichi. Không những vậy, hắn còn bắt cả mẹ của Josuke. Stan của hắn nhốt người khác nếu như nắm được nỗi sợ từ con mồi, sau đó đưa họ vào một tờ giấy. Ngoài người ra thì hắn có thể nén các vật khác vào giấy như một chiếc túi thần kỳ. Sau đó hắn lộ diện, chủ động kể về Stan của mình, rằng nó cũng không mạnh lắm, chẳng thể hại ai dù có xé đôi tờ giấy. Mồm thì giới thiệu là thế, nhưng tay hắn tất thảy vứt đi tờ giấy có chứa Koichi xuống dưới lòng đường. Khi nhìn thấy tính mạng của bạn mình chuẩn bị nằm bẹp dưới lốp xe, Josuke tỏ ra sợ hãi. Và đó thực sự mới là kế hoạch của hắn ta, để cho Josuke rơi vào nỗi sợ. Đó là điều kiện cho hắn kích hoạt Stan và cướp lấy thân xác cậu. Một người khác cũng đang gặp rắc rối, Rohan. Hôm nay cậu gọi một anh kiến trúc sư đến sửa nhà. Anh này không bao giờ cho người khác thấy lưng mình. Thế là Rohan tìm cách để lừa anh kiến trúc ngã xuống hố. Lúc này mới lộ ra có một con Stan trên lưng. Nó sẽ hạ sát chủ thể nếu bị người khác nhìn thấy, sau đó tiếp tục ký sinh lên kẻ đã tò mò. Việc đó với một kẻ hướng nội như Rohan thì tạm thời không có vấn đề. Trở lại với tên gấp giấy đang bị Stan của anh đua xe đuổi theo. Để diệt trừ hậu họa, hắn đã set up hàng loạt những món quà sợ hãi, từ lửa, bọ cạp đến điện giật. Nhưng phải đến khi hắn lấy ra một chiếc máy cắt giấy thì anh mới xón ra quần khi thấy giấy của Josuke và Koichi tụt vào trong. Chỉ chờ có thế, Stan của hắn đẩy anh đua xe vào tờ giấy. Và hắn không ngờ được khi trở thành tờ giấy, cũng là lúc anh đua xe chui vào máy cắt và kéo ngược những người kia ra. Kết cục thì hắn bị đấm cho tái mặt, thậm chí còn bị chính Stan của mình biến thành cuốn sách, mãi mãi ở trên kệ của thư viện Morio. Sau khi hạ gục được kẻ gấp giấy, Josuke cứu mẹ cùng bạn bè, trở lại với Rohan. Khi không chịu được nữa, cậu gọi bạn bè tới giúp đỡ. Trong số đó chỉ có Koichi chịu đến. Và Koichi cũng chỉ nghĩ Stan bám sau lưng là một trò đùa khác, thế nên cậu bỏ về. Người giúp được Rohan giờ chỉ có Jotaro. Vậy nên cậu đã di chuyển từ nhà tới khách sạn của Jotaro bằng cách áp lưng vào tường. Khi qua đường thì mượn lưng của người đi bộ. Dĩ nhiên là sau khi đã dùng thiên môn thao túng họ tới một cung đường có nhiều chó mèo, Rohan không biết xử lý sao thì bất ngờ Koichi xuất hiện giải nguy. Cậu đuổi đám chó mèo đi và dùng Stan gỡ con ký sinh sau lưng Rohan, nhưng vẫn không ăn thua. Có vẻ như mất máu quá nhiều khiến Rohan mất tỉnh táo. Anh đứng ra giữa đường để Koichi thấy lưng mình. Ngay từ đầu, Rohan không có ý định tới nhà Jotaro. Nơi anh đang đứng là con hẻm linh hồn. Bất cứ thứ gì quay đầu lại ở đây đều bị ma quỷ kéo linh hồn đi. Nên khi con Stan quay đầu nhìn về phía Koichi, nó đã bị lôi xuống địa ngục. Giải quyết xong con Stan, Rohan đưa album ảnh mình chụp cho Raimi. Và có vẻ như Raimi đã tìm ra danh tính mới của hắn. Tên Kira thì ngựa quen đường cũ. Tối nay hắn đột nhập vào căn chung cư để xử một đôi tình nhân, sau đó lấy đi bàn tay của cô bạn gái. Không may là toàn bộ việc đó đã bị cậu con trai của hắn quay lại. Khi Kira phát hiện ra thì thằng bé đã chạy một mạch về nhà. Vậy nên khi trở về, hắn tông thẳng vào phòng tắm và tra hỏi thằng con trai. Tầm này thì hai chữ bố con không còn nghĩa lý gì nữa. Khi nghe thấy tiếng động lạ, vợ hắn xông vào. Cô ta vẫn chưa hề biết rằng thằng con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng vừa mới bay màu. Kira tỏ ra hoảng loạn, hắn tìm đến sự trợ giúp của ông bố mình. Ông ta khuyên anh ta nên rời khỏi thị trấn, nhưng Kira cho đó là một hành động thấp hèn. Bỗng lúc này chiếc mũi tên thần bỗng chui vào tay Kira và ban cho hắn thêm một năng lực nữa. Không rõ nó là gì, nhưng sáng hôm sau thức dậy, Hayato, thằng con trai vẫn sống sờ sờ, còn Kira, hắn ta vui vẻ trải chuốt, khoác lên mình một quả đầu kem nhiệt đới mới toanh. Dẫu biết là thằng con nắm giữ bí mật của mình, nhưng hắn không hề tỏ ra lo sợ, thậm chí còn trực tiếp nói về nó với con trai. Hôm nay trên đường tới trường, thằng cu bị Rohan bắt gặp. Anh đã dùng thiên môn của mình để lấy thông tin từ thằng bé và đã xác nhận được bố của nó chính là Kira. Nhưng không may, hắn đã để sát hậu trên người con trai, khiến cho Rohan sau khi chạm vào đã nổ banh xác, không còn mảnh thịt. Vụ nổ xảy ra ngay trước mặt Heitaro, khiến thằng bé tỉnh dậy như một cơn ác mộng. Và rất lạ, đó chẳng phải giấc mơ, vì ngày hôm nay
hay nói cách khác là mọi thứ đang được tua lại từ đầu. Hayato lại thức dậy, chuẩn bị xuống dưới nhà ăn sáng và cùng bố tới trường. Chuyện là đêm qua, Kira đã nhận được sức mạnh mới cho phép hắn tua ngược thời gian một tiếng trước. Hắn đã để nó lên người thằng con trai. Hễ ai có ý định điều tra thân phận của hắn qua thằng bé, hoặc Hayataro tiết lộ bí mật, quả bom sẽ kích hoạt và mọi chuyện lại ngược về từ đầu. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Những thứ đã diễn ra thì bằng mọi cách vẫn sẽ diễn ra. Chẳng hạn như việc ấm nước rơi vỡ, hay mặt Hayataro trở thành cuốn sách dù không có Rohan tác động. Vậy còn khoảnh khắc Rohan bị bom nổ, dĩ nhiên vẫn diễn ra, theo một cách chỉ có hai bố con biết. Hayataro chạy đến xe của Rohan và tỏ ra vô cùng ân hận. Đúng lúc đó, những thanh niên chính nghĩa cũng xuất hiện. Họ thấy Hayataro và nhận ra cậu chính là đối tượng điều tra. Vì không muốn gián tiếp cho bay màu thêm một ai, nên Hayataro tránh né mọi câu hỏi. Khi bị dí tới đường cùng, Hayataro nghĩ đến chuyện tự sát để vô hiệu hóa quả bom. Nhưng sát hậu đã xuất hiện và ngăn điều đó lại. Nhìn thấy Stan địch trước mắt, mọi người không chần chừ mà động thủ. Và đó cũng là lúc sát hậu kích hoạt quả bom điều tra. Bùm, mọi thứ lại tua về đầu sau tiếng hét thất thanh của Hayato. Liệu cậu sẽ làm gì để ngăn lại những cái chết đã được lập trình sẵn? Vậy tấn công vào Kira thì sao? Đó là những thứ mà Hayato nghĩ. Cậu bé đã lén cất bông hoa mèo ở gác mái và ba lô. Đến khi ra khỏi nhà, lợi dụng khi Kira không để ý, Hayato hướng bông hoa về phía Kira để bắn đạn khí. Và rất tiếc, phát đạn đó đã bắn trúng cái đồng hồ mà Kira đã tháo ra sau khi bị đổ trà lên tay sáng nay. Mọi chuyện càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Về phía Kira, hắn ta khi biết cả nhóm Jotaro sẽ đi đời thì dự định sẽ tháo tử linh ra khỏi thằng con để đóng vòng lặp, coi như xóa sổ nhóm Jotaro vĩnh viễn, hết tua lại. Tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng Kira cũng chẳng ngờ thằng con có một pha outplay mình ngoạn mục. Sáng nay lúc ăn sáng, nó ra gọi điện cho Jotaro và không nhắc gì đến Kira để không kích hoạt tử linh. Vì vậy nên nhóm Jotaro có mặt trước khi sự kiện diễn ra. Riêng về mặt tay đôi thì hoàng hậu sát thủ không phải là đối thủ của hai người, nhưng hắn đã cướp lại một vũ khí bí mật, chính là chiếc cây mèo bắn ra bọt không khí. Khi nó kết hợp với bom của sát hậu thì nó là những vụ nổ vô hình. Josuke không thể chạm tay vào chữa thương vì Kira đã đặt lên người Okuyasu một quả bom khác. Ngay lúc này, cậu bé Hayato dũng cảm đã lao mình chạm vào Okuyasu, khiến quả bom kích hoạt nổ banh xác cậu. Josuke chớp lấy thời cơ hồi phục cơ thể cho cậu bé và thành công hồi máu cho Okuyasu. Tranh thủ thời gian khi Kira còn đang tính kế thì ba anh em lôi nhau vào nhà dân. Đến khi vào nhà, thấy cơ thể lạnh băng của người bạn mình, cậu biết rằng Okuyasu đã tắt thở trước khi được Kim Cang Điên hồi máu. Chỉ có những vết thương lành lại, còn linh hồn thì đã theo về với anh trai. Josuke quyết trả bằng được mối thù này. Kim Cang Điên của cậu tuy không chữa lành được cho bản thân, nhưng máu đi ra khỏi cơ thể vẫn có thể tìm tới nhau. Vì thế nên Josuke đã lợi dụng điều đó và bắn một viên đạn thủy tinh, sau đó kích hoạt sức mạnh, khiến nó tự tìm đến chỗ máu bị bắn lên áo của Kira. Hắn biết Stan của mình không mạnh cận chiến, nên đã đứng ngoài thả bong bóng bom vào trong. Nhưng sao hắn biết được chính xác vị trí của Josuke? Đó là bởi bố của hắn, lão già trong ảnh đang chui trong túi áo của Hayato, báo vị trí. Josuke cướp lấy điện thoại, điều hướng Kira lái quả bong bóng thẳng về phía bố hắn và phát nổ. Trong khi hắn còn đang ăn mừng vì pha kết liễu nhầm mục tiêu, thì tiếp tục một viên đạn tẩm máu của Josuke lao về phía hắn. Kira gục ngã, Kira tuyệt vọng. Còn Josuke cùng Hayato bước ra ngoài khi biết đối thủ đã hết bài. Với tất cả chất chứa trong lòng, Josuke tung ra hàng nghìn cú đấm sấm sét. Nhưng ngay lúc đó, cây hoa mèo bên trong bật chế độ phòng thủ, tạo ra các bóng khí giảm đam cho Kira. Vì nó nghĩ mình đang gặp nguy hiểm, chớp lấy thời cơ, Kira đẩy một quả bóng bom về phía Josuke. Từ một góc khác, Okuyasu tỉnh dậy và xóa sổ quả bom với bàn tay. Cậu nói mình vừa có một giấc mơ, gặp lại cả người anh trai. Người anh khuyên cậu lần này nên tự lựa chọn lối đi cho riêng mình. Và Okuyasu đã chọn Morio, đó là cách cậu quay trở lại với cuộc chơi. Cùng lúc đó, cả Jotaro, Koichi và Rohan cũng xuất hiện, bị dồn vào thế đường cùng. Kira suýt chút nữa nằm ngửa chịu trận, cho đến khi có một cô y tá chạy tới chỗ hắn. Thế là hắn gán tử linh lên người cô, và chỉ cần một cái bấm tay là mọi thứ quay ngược về một tiếng trước. Nhưng đây đã là tập cuối của phần 4 rồi. Nhóm Josuke quyết không để kẻ thù lật ngược tình thế. Koichi sử dụng hồi âm bậc 3 để kéo tay Kira xuống đất. Còn Jotaro, anh lao tới với bạch kim tinh làm ngưng động thời gian và đánh vỡ tay phải của sát hậu. Vậy ai sẽ là người kết liễu hắn? Chính là một chiếc xe cứu thương. Do người Kira bị văng đi lúc ngưng động thời gian, nên tài xế đã không thấy và lùi xe chèn lên đầu hắn. Theo pháp y báo cáo thì phần da mặt bị kéo khỏi hộp sọ. Kira chính thức bay màu. Hắn gặp lại Raimi trong con ngõ linh hồn. Tại đây, cô cùng chú chó đã đợi ngày này 15 năm để trả thù, sau đó còn bị ma quỷ của con ngõ bắt đi. Đi đâu thì không ai biết. Ánh sáng đã trở lại với Morio. Tất cả mọi người đến chào Raimi lần cuối trước khi cô cùng chú chó lên thiên đường. Còn Hayato, cậu về nhà, nơi mà mẹ cậu vẫn chưa biết là đêm nay bố sẽ không về. Cuối cùng, Jotaro đón Joseph trở về với vợ. Khi mối quan hệ giữa ông và con trai rơi Josuke đã tốt đẹp, đây là kết thúc của phần Jojo thứ tư, Kim Cang Bất Hoại và Tôi Còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Thịnh Tu, Editor Minh Châu và Tôi Còn Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập.
rời xa xứ phủ tang xinh đẹp để tôi dẫn bạn đến một nơi cũng lãng mạn không kém, cũng là quê nhà của bình luận viên được bầu chọn quả bóng vàng, nước Ý thơ mộng. Đây sẽ là mùa đầu tiên nhân vật chính không thuộc dòng họ Joestar, cậu là Jono Giovanna. Jono là kết quả của cuộc tình một đêm giữa Dio và một cô gái người Nhật. Dĩ nhiên được Dio tha mạng đã là một điều kỳ diệu rồi, chứ chẳng ai dám đòi tiền trợ cấp hàng tháng. Và được cả con mẹ của Jono, à ta sớm quay về nếp sinh hoạt đèn đêm, để cho đứa con của mình run rẩy trong cái đói và sự sợ hãi. Rồi vài năm sau, con mụ đó tái hôn với một thằng cha người Ý, người mà ngoài lấp đầy cái bụng của hai mẹ con ra thì chẳng ra dáng một người cha tí nào. Jono cứ thế bước qua tuổi thơ từng ngày bị cô lập, cho đến một hôm, vì sự vị tha mà cậu ta đã cứu mạng một tên xã hội đen, hắn ta trả ơn bằng cách tác động đến mọi người xung quanh cậu, từ cha, bạn bè cho đến dân cư xung quanh khu phố, để gián tiếp giúp cậu có một cuộc sống dễ dàng hơn. Từ đó Jono thần tượng mafia thay vì ca sĩ hay cầu thủ bóng đá. Lớn lên, Jono khởi nghiệp bằng cái nghề hai ngón sau nhiều thương vụ nhỏ lẻ chót lọt. Thì hôm nay cậu đã đụng phải Koichi. Cậu bạn ở phần 4 nay có việc nên qua Ý. Chuyện là Jono có stand, nhưng Koichi không biết điều đó. Vậy nên cậu đã bị cuỗm mất chiếc vali ngay trước mắt, vì không biết nó đã bị biến thành một con ếch. Trước khi con ếch nhảy về tay, Jono đụng mặt Luca lệ tẩu. Hắn sau khi biết Jono hoạt động trong địa bàn của mình thì lôi cậu ra công viên để hỏi tội. Ngay lúc Luca đang phang cái sẻng vào Jono thì con ếch trở lại và chịu toàn bộ cú đánh. Nó không những không xây sát mà sát thương còn trả ngược về phía của Luca. Đó là khả năng đầu tiên của Kim King, stand của Jono. Với số tiền mình kiếm được, Jono tạ mình tại một quán pizza ven phố. Không may đang đớp dở thì cậu gặp lại chủ cái vali. Với sức mạnh từ hồi âm bậc 3, Koichi ghim tay Jono xuống đất. Nhưng Jono đã dùng stand của mình biến cục gạch bên dưới thành một cái cây và nâng mình lên cao. Khi Koichi tấn công vào cái cây, toàn bộ sát thương bị phản ngược lại, khiến Jono cắt đuôi được người bạn tới từ Nhật. Nhưng rắc rối từ tên Luca thì vẫn còn. Luca lệ tổ là đàn em của một anh lớn, việc hạ thủ với hắn cũng coi như là không tôn trọng ông ta. Trên đường đi tàu điện, Jono bị một tên thuộc hạ hỏi tội. Hắn là Bucciarati, một luyện sư có khả năng nếm mồ hôi người khác để cảm nhận sự dối trá. Và tôi sẽ không nói là Bucciarati mặc áo lót ren liền thân mà bạn có thể mua trên Amazon với giá 42 đô đâu. Stand của Bucciarati là khóa kéo, giống như cái tên. Nó cho phép anh ta tạo phép mơ tuy ở bất kỳ đâu, kể cả là trên người của đối thủ. Điều này khiến Jono buộc phải chống trả, và cậu đã sử dụng kim kinh lên người của Bucciarati. Nó khiến ý thức của Bucciarati vượt qua tốc độ của thể xác, hay nói đơn giản là đi cảnh. Vì thế thể xác chậm chạp của Bucciarati đã ăn trọn cú đấm của Jono. Biết mình rơi vào thế khó, Bucciarati tạo khóa kéo để mở đường thoát, sau đó chui vào người đi đường để lẩn trốn. Jono cũng không vừa, cậu đã biến một chiếc răng của đối thủ thành con ruồi, sau đó đi theo nó về với chủ cũ. Khi tên thanh niên đánh trúng con muỗi, sát thương trả ngược lại vào anh ta, khiến cả Bucciarati bên trong phải văng ra ngoài, không còn đường lui. Bucciarati quyết định chơi khô máu, hắn lấy một chiếc tay của người khác để đỡ đòn từ Kim King, từ đó có cơ hội phản công và tạo ra nhiều khóa kéo trên người cậu. Jono chơi liều, xé cánh tay từ khóa kéo, tạo thành một vũ khí tầm xa, khiến Bucciarati dính đòn phân ly ý thức. Nhưng sau đó cậu lại thu stand về thay vì kết liễu đối thủ, bởi trong phút chốc, Jono đã thấy được sắc mặt của Bucciarati thay đổi. Khi hắn ta thấy cánh tay thằng nhỏ có vết chích xì ke, dù là xã hội đen, nhưng Bucciarati vẫn có những giới hạn riêng. Và Jono cũng phản đối chuyện bán ma tóe cho trẻ em. Sau đó Jono đề cập thẳng tới chuyện cậu sẽ gia nhập vào băng của Bucciarati. Bằng cách đó, Jono sẽ dằn mặt lật đổ ông trùm và điều hành cái Italy này theo cách mà cậu muốn. Bucciarati cảm thấy bị thuyết phục trước ước mơ cao cả của Jono, nên hắn sẽ không tiết lộ thông tin của cậu. Không những thế, Bucciarati còn dẫn Jono tới chỗ đội trưởng để phỏng vấn xin vào băng. Lạ kỳ là không phải một tòa biệt thự hay là biệt phủ nào, mà nơi trú ẩn của tên đội trưởng lại là trong tù. Tại nơi đây, tuy không có tự do, nhưng hắn vẫn có mọi thứ mình muốn, vẫn có thể điều hành công việc ngoài kia. Khi gặp mặt đội trưởng, Jono được giao một bài kiểm tra về lòng tin, đó là giữ cho ngọn lửa trên cây bật lửa được sáng trong 24 giờ. Cửa ải đầu tiên, phòng khám đồ, Jono đã dễ dàng vượt qua bằng cách biến bật lửa thành một bông hoa. May là chị cảnh sát cũng là một bông hoa, nên cô không giữ lại. Kiếp nạn thứ hai, Koichi Kun. Phải khó khăn lắm Jono mới qua mặt được Koichi để giấu được chiếc bật lửa đi. Kiếp nạn thứ ba, ông chú lao công. Vừa xuống cầu thang, Jono bị hất một xô nước thẳng vào tay, khiến ngọn lửa tắt ngúm. Dù sau đó ông chú có bật lại lửa, nhưng hành vi gian lận đã bị con stand của đội trưởng bắt được. Nó trừng phạt ông chú bằng mũi tên cổ đại. Rất tiếc là ông chú già không có căn cơ để trở thành luyện sư, đành về sớm với ông bà. Và Jono trở thành mục tiêu tiếp theo của con stand. Chiều hoàng hôn buông dần phai, ánh nắng kéo dài chiếc bóng của Jono, tạo điều kiện cho stand của tay đội trưởng thể hiện sức mạnh của mình. Nó có thể di chuyển nhanh trong bóng dâm và tấn công vào cái bóng của đối thủ, nhưng nó có một điểm yếu là rất sợ ánh sáng mặt trời. Koichi khi chạy xuống cũng trở thành đối tượng của nó, nên Jono nói cho cậu một kế hoạch. Hai người sẽ dụ nó vào bóng của một đồ vật, sau đó di rời nó đi để cô lập con stand. Đúng như dự tính, Jono bị nó bắt lại khi chạy ngang qua một cái cây. Với sức nặng mà hồi âm bậc 3 của Koichi, con stand không thể nào nhúc nhích. Khi đối thủ đã được cố định, Jono sử dụng kim kinh truyền ồ ạt sức sống cho cái cây, khiến nó phát triển hết một vòng đời và phân hủy trong thời gian ngắn. Với cách đó, cả hai đã đánh bại stand của đội trưởng, nhưng đó là loại stand điều khiển từ xa, hay nói cách khác là lão vẫn còn sống và cũng chẳng biết được stand vừa đánh nhau với ai. Cuối ngày, Jono mang theo chiếc bật lửa đến trả cho đội trưởng.
trưởng. Chẳng biết hắn có đánh hơi được gì không nhưng vẫn nhận cậu vào băng. Dù thế nhưng Jono vẫn không quên chuyện hắn đã làm với ông quét dọn. Nhân lúc tên đội trưởng không để ý, Jono dùng Stan biến một cây súng trong phòng thành quả chuối để hắn được bú đồng theo cả nghĩa đen. Thử thách 7 ngày trở thành mafia. Ngày 1, sát hại đội trưởng của mình. Check. Băng mafia mà Jono tham gia gồm hàng chục nhóm từ 6 đến 10 người. Một đội trưởng sẽ quản lý vài nhóm. Đứng trên đội trưởng là ông trùm cùng một số thuộc hạ thân tín. Để đạt được ước mơ lật đổ ông trùm, Jono cần Buciarati và những người đồng hành. Và trong thế giới của Jojo, mafia thay vì mặc suit đen hay là thường phục thì lại chọn cách ăn diện như người mẫu thời trang. Người ngoài nhìn vào cũng thừa biết họ là luyện sư hoặc là mấy thằng dở. Tôi sẽ gọi nhóm này là Busige, tập hợp những phần tử đầu trắng đầu vàng với những năng lực mà sẽ được tiết lộ dần dần để chào đón thành viên mới. Mọi người mời cậu một chén trà tiểu đường. Tuy đã ngửi thấy mùi khai khai khi đưa lên mũi, nhưng cậu vẫn ngửa cổ húp hết để không làm phật lòng mấy anh em. Đến đây thì cả bọn cũng 3 phần hãi 7 phần nể. Họ không biết rằng cậu đã dùng năng lực để biến răng mình thành con sứa và hấp thụ bằng hết chất lỏng bên trong cốc. Nhiệm vụ đầu tiên của Jono với nhóm đó là cướp lấy số tài sản của tên đội trưởng xấu xấu. Đây có thể là cơ hội để Buciarati lên làm đội trưởng và nâng cao vị thế xã hội cho mấy anh em trong đội đang vi vu trên những cơn sóng. Thì bất ngờ Narancia biến mất sau khi bị kéo vào thuyền. Sau khi chia nhau đi tìm thì lần lượt cả Mista và Fugo cũng biến mất không tăm hơi. Buciarati nhận ra rằng đang có stand địch ở trên thuyền nên anh đã dặn dò hai người còn lại không được tách nhau ra. Còn Jono, cậu đã biến chiếc giày của Narancia thành con ruồi để nó bay đi tìm chủ và xác định được rằng Narancia và hai người còn lại vẫn còn sống. Họ chỉ là đang bị giấu ở đâu đó ở đầu thuyền. Thấy đây là sở trường của Abacino, Buciarati ra lệnh cho anh lôi stand ra. Nhưng bên trong ông anh tóc bạc này vẫn chưa đủ sự tin tưởng đối với Jono nên chưa muốn bộc lộ sức mạnh. Để chứng tỏ sự trung thành của mình, Jono đã biến mình thành con mồi để giúp hai người còn lại thấy được cách mà kẻ địch hoạt động. Sự liều lĩnh đó đã khiến Abacino lôi stand của mình ra. Nói một chút về Abacino, ngày xưa trước khi trở thành mafia, anh là một sĩ quan cảnh sát liêm chính được đôi ba năm. Thì anh bắt đầu lăn tăn với những tờ tiền xanh lá mà nhắm mắt cho qua những chuyện dơ bẩn. Chuyện này là nguồn cơn cho sự hy sinh của một người đồng đội của anh. Ngay khoảnh khắc đó, Abacino sụp đổ hoàn toàn. Anh bắt đầu bỏ bê chuyện tóc tai cho tới khi được Buciarati kéo về với đội và cho anh một con đường mới. Quay trở lại hiện tại, Abacino lôi ra stand của mình mang tên Buồn Dầu. Nó có thể tái tạo hành động của một chủ thể trong quá khứ để xem chính xác điều gì đã xảy ra với Narancia. Kết quả là toàn bộ cơ thể lẫn quần áo của Narancia đã bị biến thành cao su, sau đó bị lôi xuống ống thoát nước. Lạ thay, khi Buciarati mở các đường ống thì lại chẳng thấy Buồn Dầu đâu. Vì cố chấp giữ lại stand, Abacino sau đó cũng bị kéo đi như bóng bay, chứng kiến đàn em lần lượt bị hạ gục. Buciarati không những không mất bình tĩnh mà anh còn sâu chuỗi các thông tin lại. Thay vì tìm khắp các ngóc ngách, Buciarati xé toang con thuyền để nước biển tràn lên, nhấn chìm kẻ thù trong muối mặn. Thì ra kẻ địch dùng stand lồng một con thuyền khác lên du thuyền và đó là nơi hắn giấu xác của những người còn lại. Đây cũng là dấu chấm hết cho câu đố về thuyền. Vì ngoài khả năng tạo bất ngờ ra, stand của gã kia chẳng thể nào tay đôi lại với khóa kéo. Thằng này tên Mario, xã hội đen. Hắn tấn công Busigang để có được vị trí kho báu của đội trưởng trong lúc con thuyền cập bến. Mấy anh em nghĩ ra vài trò vui để hành hạ Mario. Đây là cách cư xử đúng mực của những anh em xã hội, biết chắc rằng Mario đã báo cho người phục kích sẵn ở bến tàu. Jono xung phong bơi vào bờ trước để phục kích, cảm thấy tên lính mới này có sự nhiệt thành nên Mista cũng xin đi cùng vì stand của cậu là hoàn hảo trong việc ám sát. Khi vào tới nơi, Jono lấy bộ đàm báo với người trực cảng, giả dạng thành Mario để dụ tên đồng đội ra nghe máy. Còn Mista đứng ngay bên cạnh phòng điện đàm để úp sọt. Không ngờ tên đồng đội đã đứng sẵn ở trong phòng ngay giây phút Mista đi ngang qua cánh cửa sổ. Jono đã hét to trong bộ đàm để đánh tiếng với Mista, bắt được tín hiệu kịp thời. Mista khởi động stand mang tên Lục Đục của mình. Bên trong khẩu súng xoay đó là 6 stand hình viên đạn, cho phép viên đạn trong nòng có thể di chuyển theo những quỹ đạo phức tạp, khiến tên đồng đảng ăn ngay một viên vào chân và đang phải lê lết để bỏ trốn. Khi thấy kẻ địch trèo lên ô tô, Mista đã bỏ qua cảnh giác mà đu theo hắn. Và đây là lúc chúng ta có thể tìm hiểu về quá khứ của anh chàng xạ thủ này. Mista là một chàng trai đơn giản. Anh nghĩ mỗi người đều có định mệnh của riêng mình, với anh là ăn với ngủ. Cho tới một ngày, đang trên đường dạo phố, Mista thấy một người phụ nữ bị hành hung trong ô tô. Ngay lập tức cơ thể cậu phản ứng, lôi người đàn ông kia ra PK, hậu quả là ăn một loạt đạn từ mấy tên đàn em của hắn. Và lúc này, Mista bắt đầu ý thức được việc mình có sức mạnh, khiến những viên đạn đều bị đi lệch hướng khi bay tới cơ thể mình. Và đó là lúc Mista thức tỉnh được stand Lục Đục. Quay trở lại với diễn biến hiện tại, người mà Mista đang truy đuổi là Sale. Sale đương nhiên cũng có một stand, nó cho phép hắn cố định các vật thể mà hắn chạm vào. Đó là lý do đạn không bắn xuyên qua não hắn, và cũng như cách tên tài xế không tài nào nhấc chân ra khỏi chân ga, khiến chiếc xe lao như bay trên đường. Còn Mista, cánh tay của cậu cũng đang bị dính chặt trên cánh của ô tô. Cảm thấy mình ở thế thượng phong, Sale bắt đầu ba hoa về mọi thứ, chẳng hạn như cách phát triển bản thân bằng việc dậy sớm và đọc sách. Để rồi khi Mista nạp đạn lại, cậu bắn cho hắn rơi khỏi ô tô. Dù vậy thì trong lúc nạp đạn, cậu đã để rơi vài viên. Kết cục số đạn trong ổ chỉ còn lại 4. 4 là tư, mà tư thì đi liền với tử. 6 con lục đục của Mista cũng được đánh số từ 1 cho tới 7 mà bỏ qua số 4. Điều này khiến cho cậu bắt đầu overthinking. Và chính vào cái lúc đó, điềm xui quay trở lại. Bằng cách di chuyển trên những hòn đá trên không, lần này hắn gõ liên tục lên viên đạn để tích tụ động năng, sau đó giải phóng khi nó bắn
bắn đi như súng, khiến một xạ thủ như Mista ăn đạn trong ngỡ ngàng. Mista all-in với một viên cuối cùng, nhưng vẫn không thể đâm xuyên vào nội tạng của hắn. Nhưng đó chỉ là kế dương đông kích tây. Mista đã cử 6 anh em lục đục tiếp cận viên đạn của Sale và đá ngược nó khi hắn ta giải phóng động năng. Khi Sale nghĩ rằng mình có thể cản phá được viên đạn thì đột nhiên nó tách làm hai, một trong hai mảnh bay thẳng vào lỗ đạn trên đầu Sale và đẩy viên đạn cũ đâm xuyên qua hộp sọ hắn. Đó là cách Mista đã chiến thắng trong cuộc đọ súng này. Không lâu sau, cả nhóm đã cập bến và sơ cứu cho Mista và gặp được Pericolo, một trong những đội trưởng. Sau khi trao đổi với ông thì ra Buciarati đã cất giữ số trang sức đó để trao lại cho tổ chức nhằm nhận được sự tín nhiệm và đủ điều kiện để được tăng lên chức đội trưởng. Buciarati sẽ chiếm lấy vị trí của Polpo, tên đội trưởng đã bị Jono hạ sát, và hắn vẫn còn một việc đang dang dở là hộ tống con gái về cho ông trùm. Cô ấy chính là cô gái đi theo ông. Từ khi sinh ra, Trish chưa từng gặp bố mà chỉ biết qua tiền trợ cấp hàng tháng. Gần đây tin tức về con gái ông trùm bắt đầu được lan truyền nên ông mới cần người bảo vệ máu mủ của mình. Trước khi tới chỗ ông trùm, cả gang dừng lại tại một nhà nghỉ để mua đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Người ra ngoài mua đồ là Narancia. Việc mua bán có vẻ thuận lợi cho đến khi cậu trở về phòng. Narancia đã đụng phải Formaggio, thành viên của một băng khác trong tổ chức. Cả hai nhanh chóng bật chế độ va chạm và lôi Stan ra. Stan của Narancia là một chiếc máy bay chiến đấu. Cậu nã đạn điên cuồng vào kẻ đang ngồi trong xe. Đến khi nội thất bên trong tan bành, cậu mới mở cửa ra. Lạ thay lại chẳng có một chút dấu vết nào của hắn. Lý do là Formaggio đã hóa nhỏ cơ thể nhờ Stan của mình. Sau đó hắn chui vào áo của Narancia để lẩn trốn. Nhưng đó không phải khả năng duy nhất của hắn. Cậu nhỏ của Formaggio có khả năng thu nhỏ cả đối thủ. Biết giờ này cần phải hạ cái tôi xuống, Narancia chạy thẳng đến bốt điện thoại công cộng để gọi chi viện. Lúc này Formaggio đành phải lên tiếng để câu thêm thời gian. Việc đó đã khiến hắn bị lộ vị trí. Narancia lôi đối thủ ra khỏi túi áo và gọi máy bay để hành quyết. Vào cái giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, Formaggio đã bấm cây bút bi trong tay rồi thu nhỏ bản thân để lợi dụng lực đẩy từ lò xo giúp bản thân bắn đi được nơi khác. Dù vậy nhưng với tính cơ động của chiếc máy bay, Narancia vẫn tìm ra Formaggio dù hắn có trốn ở xó xỉnh nào đi chăng nữa. Sau khi phải chui xuống cống, hắn mới phát hiện ra Stan của máy bay lần theo hơi thở để xác định con mồi. Quả nhiên vậy, Narancia có một chiếc radar định vị những đối tượng xung quanh máy bay, và trong hàng chục con chuột chạy dưới cống có một con thở mạnh hơn. Đó chắc chắn là con mà hắn đang cưỡi lên. Formaggio bị giã đạn đành phải trở lại kích thước ban đầu để giảm sát thương. Và lại lúc này Narancia đã bị hóa nhỏ tới mức bé xíu, nên phi cơ của cậu chẳng khác nào máy bay lắp ghép của Tony. Narancia nhanh chóng chuyển sang chế độ chạy chui trốn lủi, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt của Formaggio. Hắn đè cậu dưới mũi giày chẳng khác nào một con chuột cống. Thay vì dẫm cho bẹp dí, hắn nhét Narancia vào một chai thủy tinh cho cậu solo với nhẹ nhõm. Vì quá hả hê và màn trụy lạc kiểu Spider-Man mà Formaggio đã không để ý việc mình đang đứng cạnh chiếc xe bị dò dỉ khí CO2 từ bình xăng. Tới khi hắn nhận ra thì lửa hận thù đã bùng cháy. Biết được đối thủ sẽ có thể trốn đi trong làn khói mờ, cậu cẩn thận đốt cháy cả dãy phố, đẩy kẻ thù và trốn không còn đường lui mà chỉ có đường về với ông bà tổ tiên. Lết được xác về nhà, Narancia báo cho cả đội về tình hình. Sau đó Buciarati nhận được tin nhắn trực tiếp từ ông trùm báo nơi cất giữ chìa khóa chiếc trực thăng, thứ mà sẽ dùng để tháp tùng cô con gái hắn thẳng về dinh thự. Và ba người được giao nhiệm vụ truy tìm chiếc chìa khóa là Fugo, Abacino và Jono. Nơi mà cả ba tới chính là một khu nhà bỏ hoang cách đó không xa. Chỉ vừa mới đặt chân tới thì Fugo đã bị tên luyện sư Iluso kéo vào trong thế giới gương, nơi mà anh bị tách biệt với hai người đồng đội. Ở đây mọi thứ đều bị lật ngược, và nếu Fugo gọi Stan của mình là khói tím ra thì nó chỉ xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Vậy làm cách nào để Fugo có thể chiến thắng ở lãnh địa của kẻ địch? Trước khi để cậu nấu, chúng ta được giới thiệu một chút về tiểu sử của Fugo. Ngay từ nhỏ, cậu đã sớm bộc lộ là một đứa trẻ siêu thông minh, nhưng đi kèm với món quà của Chúa là những suy nghĩ ma quỷ hàng ngày mà Fugo phải kìm nén. Có một ngày, cậu bị giáo sư ở trường xâm hại, và hành động đó đã tháo xích cho con quỷ trong người cậu ra. Cho dù sau đó được bố mẹ chạy án thì Fugo cũng bị họ hắt hủi. Trong một lần tài lanh ở quán ăn, cậu đã rơi vào tầm mắt của Buciarati. Đây cũng là thành viên đầu tiên được Mommy chọn vào gang của mình. Quay trở lại với trận chiến, Fugo gọi ra Stan. Nó xuất hiện ở bên ngoài. Sức mạnh của nó là khí độc, được giải phóng khi khói tím đấm vỡ những viên trên bàn tay. Bất kể kẻ địch có là ai, chỉ cần tiếp xúc với làn khí này sẽ phát bệnh và trầu trời trong 30 giây. Đó là lý do Fugo rất ít gọi nó ra, vì khói độc sẽ không phân biệt được bạn và thù. Chứng kiến khói tím đấm liên loạn, Abacino quyết định rời đi tìm chiếc chìa khóa, còn Jono lại một mực ở lại để tìm cách giúp đồng đội. Ở bên trong, Iluso khi nghe thấy tiếng bước chân chạy thì bỏ Fugo để đuổi theo, vì hắn cho rằng đó là người chạy đi lấy chiếc chìa khóa. Quả nhiên hắn đã bắt được Abacino. Lần này hắn kéo theo một nửa người của Abacino và con Stan vào thế giới gương để khiến Abacino và Stan đều bất động, không muốn vì mình mà hỏng việc. Abacino tự chặt đứt bàn tay, sau đó điều khiển nó bay đến chỗ Jono, và thế là một lần nữa Iluso bỏ dở con mồi để chạy theo chiếc chìa khóa. Còn Jono, cậu dễ dàng bị hắn lôi vào trong thế giới gương, nhưng lần này cậu đã mang theo một món quà, chính là virus của khói tím. Để bảo toàn tính mạng, Iluso phải chặt đứt phần tay dính độc của mình và đưa cơ thể ra ngoài thế giới thực, nơi mà không còn ai, chỉ còn lại thứ nguy hiểm nhất, khói tím. Để dẫn đường cho Fugo sử dụng Stan của mình, Jono đã set up sẵn một con rắn biến ra từ viên gạch. Nó sẽ lần theo thân nhiệt của Iluso
Iluso. Khói tím khiến cả cơ thể của hắn bị phân hủy trong tích tắc. Vậy còn cánh tay dính độc của Jono, cái con rắn mà cậu tạo ra từ viên gạch ở vùng độc, nó sinh ra đã có miễn dịch, vậy nên máu của nó có thể được dùng làm huyết thanh. Ba thanh niên an toàn mang chiếc chìa khóa trở về. Abacino được Buciarati nối tay bằng khóa kéo. Trước khi đi tới vị trí đặt máy bay, mọi người sẽ di chuyển bằng xe lửa. Tại sao á? Vì ở đó có một con rùa. Khi đặt chiếc chìa khóa lên lưng nó, năng lực từ con rùa sẽ hút cả bọn vào bên trong. Đó là cách cả bọn di chuyển an toàn tới Rome. Ở trên tàu, đại ca cùng một tên đàn em trong một băng khác đã có mặt, hòng cướp lại cô con gái của lão trùm. Tên đàn em thì có Stan là một chiếc cần câu. Còn đại ca, hắn vì không tìm được nhóm nên đã thả Stan của mình, khiến cả đoàn tàu rơi vào lão hóa. Nhưng có một điểm kỳ lạ là Buciarati, Mista và Trish lão hóa chậm hơn những người còn lại. Lý do là bởi kẻ thù phân loại mục tiêu của mình dựa theo thân nhiệt. Trish là phụ nữ nên thân nhiệt cao hơn đàn ông. Còn Mista và Buciarati do vừa uống nước đá nên đại ca muốn giữ Trish còn sống để ra điều kiện với ông trùm. Vậy nên Mista phải ngậm theo mấy viên đá còn lại trong tủ lạnh để ra ngoài giải quyết với người đặt ra vấn đề trước khi cả bọn đầu bạc răng long chung với nhau. Mista đi tới phòng điều khiển, tay định bật công tắc điều hòa cho nó mát thì dính ngay vào móc câu của tên đàn em. Chiếc cần không chỉ kéo cậu đi mà lưỡi câu còn lắt léo trong nội tạng. Toàn bộ sát thương tác động vào dây cước đều bị phản lại con mồi, nên Mista đành phải nhờ mấy anh em lục đục đi tìm chủ nhân của chiếc cần. Mista không có bắn linh tinh mà nhắm thẳng tới vị trí có nhiệt độ thấp, vì biết ắt hẳn đó là nơi của kẻ thù. Tên đàn em đầu cây dừa bị bắn cho bay một ngón nhưng mồm miệng vẫn kín mít, đủ thời gian câu kéo cho tên đại ca, người từ nãy đóng vai du khách nhăn nheo, chạm trực tiếp lên tay của Mista để khiến cậu già đi ngay lập tức, đến mức không còn cầm nổi sống của mình. Sau khi Mista ngã xuống, hắn nã cho cậu 3 viên thẳng vào tâm trí. Đây mới là phong thái của một mafia. Hai tên quay trở lại buồng lái và phát hiện ra phân của động vật, nên bọn chúng chuyển qua tìm kiếm các hành khách nhí thay vì con người, và đã tìm thấy con rùa. Trước khi đến với diễn biến tiếp theo thì có một phép màu xảy đến với xạ thủ của nhóm. Trong khoảnh khắc gần đất xa trời, con lục đục số 5 đã cứu sống Mista khi chặn đứng một lúc cả 3 viên đạn. Với chút hơi thở cuối cùng, Mista cử Stan đi báo cho mọi người nhận được tin dữ. Buciarati lại một lần nữa phải gánh cả đội trên vai. Vì tình hình nguy cấp, Buciarati xé ngang đầu tàu, đẩy cả mình và tên đại ca văng ra ngoài, từ đó giúp toàn bộ đồng đội cũng như hành khách trở về thanh xuân. Kịch bản ấy đẹp nhưng nó khó xảy ra. Tên đầu dừa tung cần móc tay đàn anh lại, tạm thời giữ lại tính mạng cho cả hai. Tên đàn anh thấy Buciarati bám chân mình thì tự tin tung đòn lão hóa, nhưng hắn không ngờ thứ mà Buciarati nhắm vào không phải là hắn mà chính là sợi dây câu. Thế là bàn tay của hắn bị tách ra bởi sức mạnh của khóa kéo. Với sức sống mãnh liệt, hắn kịp thời bám víu được vào gầm cầu, nhưng vụ va chạm đã khiến một bên tay chân bị dập nát. Dù vậy nhưng hắn vẫn không thu hồi lại con Stan. Còn tên đàn em lần này, hắn quyết tâm hạ gục bằng được Buciarati. Trong khi chiếc móc câu vẫn còn ở trên người anh, Buciarati cũng cho thấy sự quyết tâm của mình. Anh tự dùng khóa kéo lên bản thân, phân nhỏ cơ thể thành nhiều phần để thoát khỏi lưỡi móc, thậm chí còn chia đôi trái tim để nó không đập nữa. Suýt chút nữa mà Buciarati đã tự bóp mình thật, nếu không phải tên đầu dừa vì quá nóng vội mà cho tàu dừng lại. Pha phanh gấp đó đã giúp các phần cơ thể của Buciarati giáp lại với nhau. Buciarati trở lại với cuộc tái đấu và lấy về mạng thứ hai cho riêng mình, hạ gục được hai tên sát thủ. Mạng sống của cả đoàn cùng Trish được đảm bảo. Dù vậy, nhóm sát thủ vẫn còn 3 thành viên, chúng quyết không để tuột mất miếng mồi thơm. Tên đàn em này tên là Meloni, hắn còn kỳ quái hơn những kẻ lần trước gấp bội. Meloni sau khi lấy được mẫu máu của Buciarati đã đem đi phân tích, sau đó tìm tới một em gái trên khoang tàu. Vậy Stan của hắn có khả năng gì? Nó được gọi là máy đẻ, có thể tạo ra em bé chỉ từ máu của hai người. Quan trọng nhất, nếu cá thể được chọn có những đặc điểm xung khắc với người ghép đôi thì con có thể trở nên mạnh mẽ gấp bội. Meloni dạy cho đứa bé này ai là bạn và ai là mục tiêu nó cần tiêu diệt. Nhân lúc nhóm của Busi đang trộm lấy một chiếc xe để khỏi bị theo dõi thì thằng con đã tiếp cận và chui vào con rùa từ lúc nào. Để nói thêm về nó, thằng cu có khả năng biến người khác thành những mảnh nhỏ, sau đó biến họ thành các đồ vật. Thậm chí nó có thể làm vậy với chính cơ thể của mình, khiến cho những đòn tấn công trở nên quá dễ dàng để tránh né. Nhìn thấy sức mạnh của kẻ địch trái ngược với mình, của cậu là biến vật thể thành sinh vật, còn của nó là biến mọi thứ thành vật thể, nên Jono đã học được một chiêu mới. Ngay khi thằng nhỏ phân rời cánh tay của cậu, Jono đã tự biến nó thành cá ăn thịt, quậy tung cái đường tiêu hóa của nó. Jono không phải là người duy nhất trưởng thành trong trận chiến, mà thằng nhỏ Stan cũng vậy. Nó hút lại bàn tay của Jono khi cậu thu nó lại, nhưng thằng cu đâu biết rằng thứ Jono thu về không phải là bàn tay của mình mà là một chiếc xe máy. Thằng cu thấy vậy thì nhanh chóng phân tách cơ thể mình ra thành nhiều mảnh, nhưng nó đâu biết trong xe máy còn có xăng, và chỉ cần một tia lửa điện bé bé cũng đủ biến nó thành Ghost Rider. Sau khi con Stan nhỏ bị triệt hạ, Buciarati và Trish trở lại nguyên trạng. Còn tên Meloni, Jono đã biến một phần của Stan đứa bé trở thành con rắn, khiến nó tự quay về với chủ và kết liễu hắn với bản năng động vật trước khi hắn phá vỡ kế hoạch hóa gia đình. Mệnh lệnh cuối cùng của ông chủ đã được thu lại từ 14 tiếng trước bên trong con rùa. Vì
thế nên chỉ có Stan của Al Pacino mới có thể nghe được thông điệp. Ông ta gửi tới hình ảnh một bức tượng. Cả nhóm cần tới đó để lấy một chiếc đĩa CD, trong đó sẽ cung cấp địa điểm cuối cùng. Ngay sau khi truyền đạt thông điệp, đội trưởng đã tự đốt đi bức ảnh cũng như tự kết liễu mạng mình để đảm bảo sẽ không có một ai ngoài nhóm của Buciarati biết được nơi này. Điểm đến lần này là Venice thờ mộng. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào thành phố là một cây cầu dài 3,5 km. Để tránh rủi ro, Jono và Mista sẽ tới trước để mở đường. Y như rằng cả hai đã đụng mặt tên sát thủ tiếp theo. Hắn có khả năng giảm nhiệt độ xung quanh dưới mức tuyệt đối. Xung quanh hắn cũng được bọc bởi một lớp băng dày có thể chống đạn. Càng ngày nhiệt độ càng giảm sâu, khiến cho không những cơ thể của cả hai mà chân phanh cũng bị đông cứng. Để phá thế bí, Jono đã biến viên đạn mà Mista bắn ra thành một chiếc rễ cây để đẩy công chúa Elsa xuống khỏi chiến xe. Nhưng điều đó không khiến hắn từ bỏ. Elsa trang bị phun giáp và cưỡi một chiếc giày trượt tuyết đuổi theo. Biết mình chẳng thể đục thủng được lớp giáp của đối phương, Mista lệnh cho mấy anh em lục đục cài đạn vào lưỡi giày trượt, khiến Elsa ngã chổng vó. Nhưng chưa kịp vặn ga lên số thì tên sát thủ đã tạo ra một đường băng tạo bởi dòng nước chảy ra từ xe để đu bám theo. Từ khi Mista phát hiện ra thì Elsa đã xuất hiện từ đằng sau và đóng băng cánh tay cầm súng của anh. Còn Jono, khi thấy mình đã gần cập bến Venice, cậu lao xe thẳng xuống kênh đảo với ý định làm tan nước đá. Và đó là một nước đi sai lầm, vì giờ làm sao bơi được vào bờ với một tên có thể đóng băng nước. Jono biến chiếc vô lăng thành cây thường xuân để leo vào bờ, nhưng nhiệt độ xung quanh quá thấp khiến cây không thể nào phát triển được. Còn Mista, anh ghép chúng thành một tấm ván để có thể lướt trên mặt băng. Thấy vậy, Elsa đảo ngược quá trình giảm nhiệt khiến Mista rơi xuống mặt nước, rồi sau đó tạo một đường băng vây trói anh lại. Mista giơ lên cây súng bắn vào đống cỏ mà Jono tạo ra từ linh kiện xe, khiến nó ghim thẳng vào mũ bảo hiểm của Elsa. Sau đó chống sát thương để tạo thể dùi đục. Thay vì việc chạy lên bờ lấy chiếc đĩa, Mista húng chó bơi ngược lại xuống nước để diệt trừ tận gốc. Kết quả bị đối thủ phản lại đạn bằng những bức tường băng giá. Tình thế đảo ngược, Elsa đã tìm ra đĩa CD trước, dù trên người dính đầy thương tích. Nhưng khi nghĩ đến cảnh phụ lòng Buciarati đã tin tưởng, thì Mista lại càng say máu, say đến nỗi bắn cả máu lên kính bảo hiểm của Elsa, khiến hắn mất tầm nhìn tạm thời và bị các loạt đạn đẩy lùi về sau, ngã ngay vào chiếc chống sắt sắc nhọn. May cho Elsa đã đông máu kịp thời, tạo thành một điểm tựa vững chắc. Khi Mista đã trắng máu là lúc Jono bước lên bờ, gọi ra kim kinh đá cho lủng cái cổ họng của công chúa. Sau trận chiến, Jono chữa lành cho bạn mình bằng cách biến những viên đạn thành nội tạng tổn thương luôn. Khi bình minh lên, những người khác đã cập bến an toàn. Bên trong đĩa CD, ông trùm thông báo địa điểm cuối cùng cũng là nơi ông trùm nhận con gái. Nó nằm trên một hòn đảo. Ông ta sẽ đợi ở trên đỉnh của một tháp chuông. Đường lên duy nhất chỉ có một chiếc thang máy và một người duy nhất được hộ tống Trish lên trên. Dĩ nhiên người vệ sĩ đó không được mang súng hay điện thoại theo người. Ngoài ra, những người còn lại phải ở nguyên trên thuyền, không được đi lên bờ. Buciarati sẽ là người giao lại Trish cho ông trùm trước khi lên bờ. Jono đưa cho đội trưởng một chiếc huy hiệu đã được cậu truyền sức sống. Đây là kế hoạch riêng của cả hai để theo dõi ông trùm. Người đội trưởng dẫn cô con gái tiến vào tháp chuông. Bên trong tuyệt nhiên không có một bóng người. Giờ phút tái ngộ với vua cha, Trish bỗng nhiên tỏ ra run sợ vì quá nhiều thứ đột ngột tới với cô, từ việc bị bọn xã hội đen truy lùng tới việc bị giao tới cho một người cha mà cô chưa từng biết. Tới khi cánh cửa thang máy chuẩn bị mở ra thì đột nhiên Trish bốc hơi, chỉ còn lại một bàn tay với vết máu tươi. Buciarati vô cùng sửng sốt, anh nghĩ rằng chính ông trùm đã ra tay với con gái. Lúc này chúng ta được flashback về tuổi thơ của người cuối cùng trong gang, Buciarati. Anh có một tuổi thơ êm đềm bên ngọn sóng cho tới khi mẹ anh muốn khởi nghiệp nên đã ly hôn với chồng để lên phố tìm xác. Còn Buciarati ở lại làng biển với bố, sống một cuộc sống bình yên. Đó là cho tới khi trong một lần đưa khách du lịch đi tour, ông đã bị thủ tiêu do nhìn thấy hành động giao dịch ma túy giữa chúng. Dù may mắn vượt qua cơn nguy kịch, nhưng những kẻ phạm tội vẫn mò đến tận nhà. Và đó là lúc Buciarati lần đầu biết mùi máu tanh, biết được rằng chúng sẽ không ngừng cử người tới trả thù. Buciarati đã gia nhập băng mafia để đổi lại sự an toàn cho gia đình mình. Một ngày, anh phát hiện ra chuyện ông chủ của mình cũng buôn ma túy, thứ mà đã đẩy gia đình anh tới bi kịch, thì quyết tâm lật đổ ông trùm đã bắt đầu nhen nhóm. Nay thấy cảnh ông ta trừ khử con gái mình, Buciarati không giấu nổi sự tức giận. Anh đuổi theo các dấu vết và thấy được ông ta đang bế đứa con gái ở dưới tầng hầm. Tại đây, Buciarati công khai đối đầu với ông trùm để bảo vệ cô gái. Cùng với Jono, anh được báo liên tục vị trí trên con bọ, nhưng đã có sự bất thường trong cách ông trùm di chuyển. Chỉ sau một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở phía sau lưng Buciarati và cho anh một cú donut. Stand của ông ta là Chu Vương, có khả năng bước vào một vùng không gian riêng nơi tất cả chuyển động của kẻ địch được thấy trước, và hắn có thể sử dụng lợi thế đó để né tất cả đòn đánh rồi bất ngờ xuất hiện trở lại ở sau lưng đối thủ. Còn đối với những người xung quanh, họ chỉ cảm thấy thời gian vừa bị cắt đi một đoạn. Hay nói đơn giản hơn, năng lực của Chu Vương chính là time skip. Trước khi hắn kịp xuống tay với đứa con gái thì chiếc huy hiệu bỗng biến trở lại thành con rùa và hút ông ta cùng Stan vào bên trong. Buciarati chỉ biết tận dụng khoảng thời gian quý báu này để đưa Street đi càng xa càng tốt. Ngay khi Jono ập vào, mạch của Buciarati đã tắt, nhưng lạ cái là khóa kéo vẫn còn nên là cứu được. Không lâu sau,
cả đội cũng ấp vào. Vậy nên ông trùm đành phải nhượng bộ để mọi người mang Trish đi. Ra đến bên ngoài, Buciarati thông báo mình sẽ bảo vệ Trish và coi như phản bội lại ông trùm cũng như tổ chức. Giờ ai muốn theo thì lên thuyền, còn không thì tự bắt Grab. Cuối cùng thì cũng chỉ có Fugo là quyết định không theo. Có lẽ đây là cách tác giả giải quyết con Stan quá mạnh như là khói tím. Buciarati cho rằng tai mắt của băng đảng có mặt ở khắp mọi nơi, vậy nên ở lại Venice sẽ tốt hơn là rời đi bằng đường biển. Lúc này cả đội đang bật tối đa chế độ cảnh giác, nên đừng dại mà gửi một ánh mắt gợi đòn, nếu không kết quả sẽ là cái hóa đơn viện phí ngay vào mồm. Hai sát thủ tiếp theo đã có mặt ở Venice, một trong số đó có Stan điều khiển từ xa, giống hình một con cá ăn thịt và có thể dịch chuyển tự do giữa các vật thể có chứa nước. Tên còn lại có thể chui vào miệng người khác và khiến mồm họ nói ngược lại với những gì họ thực sự nghĩ. Dù nhìn thấy Stan kẻ địch nhưng miệng cậu không thể tiết lộ ra. Jono là người đầu tiên nhận ra những điểm bất thường của Narancia, nhưng rốt cục vẫn bị con cá trà bạc đớp một cú vào cổ. Khi Narancia bắn trả con cá thì nó ngay lập tức chui tọt xuống vũng máu, khiến loạt đạn ăn thẳng vào người Jono. Narancia hét lên rằng nó thoát rồi. Câu đó khiến tên điều khiển con cá yên tâm và để con cá cùng Jono ở lại trong đường cống. Nhưng chúng quên một điều rằng Narancia vẫn đang chịu ảnh hưởng Stan nói ngược. Vì thế nên Narancia có những đợt đáp trả thích đáng. Jono trong thời gian ngắn ngủi đã nhắc cho Narancia rằng không nên đuổi theo Stan, mà hãy tìm hai tên luyện sư điều khiển giữa biển người để tìm được hai tên sát thủ. Cậu đã tự tay cắt lưỡi để loại bỏ con Stan nói ngọng, rồi thay vào đó con bọ của Jono, mục đích khiến bọn chúng thở gấp vì hoảng sợ, từ đó giúp cậu phát hiện ra giữa đám đông. Nói về chiến đấu ở tầm gần, đặc biệt là ở nơi không có nước nôi như thế này, thì Stan của hai tên kia gần như không có sát thương. Chúng đành chịu kết cục bi thảm trước máy bay tiêm kích của Narancia. Sau pha vào sinh ra tử này, sự tin tưởng của Narancia dành cho Jono cao lên bội phần. Thời gian gấp rút, cả nhóm sẽ đi tới sân bay để di chuyển trên không. Kế hoạch bây giờ là điều tra về thân thế của ông trùm. Điểm đến sẽ là đảo Sardinia. Trước khi máy bay cất cánh, có một tên ất ơ đi thẳng tới phía máy bay, mặc cho những lời cảnh báo, hắn vẫn không chùn bước. Thế là Narancia cho hắn ăn một túi kẹo đồng, khiến tên béo đó cùng Stan tan biến một cách lãng xẹt. Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng hắn đã về chầu, mọi người mới yên tâm bay đi, nhưng họ không nhận ra cái chết chính là điều kiện để hắn kích hoạt Stan của mình. Nó đã ký sinh lên tay Jono khi anh kiểm tra mạch của hắn. Con Stan này có hình dạng của một đống thịt và luôn bám theo người có chuyển động nhanh nhất. Bom đạn cũng không thể tiêu diệt nó. Để cắt đuôi con Stan, Jono đã hy sinh cả hai cánh tay của mình để tống nó ra ngoài cửa sổ. Nhưng dù với tốc độ của máy bay, nó vẫn đuổi theo và chui được vào bên trong. Khi này chỉ có một mình Trish đang ở trong khoang hành khách. Để bảo vệ cánh tay đang phục hồi của Jono, Trish đã mạo hiểm tính mạng để dụ nó bằng cách tạo ra nhiều chuyển động trên ghế ngả lưng để đánh lạc hướng. Nhưng sau cùng nó vẫn tóm được Trish. Ở giờ phút quan trọng này, Stan của Trish xuất hiện. Nó có khả năng làm mềm mọi thứ, khiến chúng bền bỉ hơn cao su. Hai chị em đã nghĩ ra trò biến chiếc đồng hồ thành đồ chơi cho nó, rồi lợi dụng lúc cục thịt đang say sưa, Trish đâm nó ra thành từng mảnh. Ai ngờ nó không chết, thậm chí còn đòi nuốt cả chiếc máy bay. Thay vì chậm rãi bước đi, Trish chọn cách chạy thật nhanh vào buồng lái, sau đó cắt rời phần đầu máy bay bằng Stan của mình. Phần đằng sau rơi thẳng xuống dưới theo trọng lực, khiến con Stan bám lấy không ngừng. Phần trên thì được hóa dẻo như một chiếc dù. Cục thịt này không thể chết, nó cứ mãi đuổi theo những bọt sóng. Từ đó về sau, dân đi biển hay đồn nhau về một con thủy quái đánh chìm thuyền. Tản mạn một chút về quá khứ của Trish, mẹ cô là một tội phạm dính án 10 năm vì tội hành hung lẫn cướp ngân hàng trong một đêm mưa gió. Bụng bà ta bỗng to ảnh lên và lên cơn đau sắp sinh. Mặc dù đây là khu biệt giam và toàn bộ tù nhân lẫn cai ngục đều là phụ nữ, Trish là đứa bé được tòi ra vào cái đêm hôm đó. Ngay khi lọt lòng, cô đã chẳng khóc câu nào. Thay vào đó, cô kêu gọi người xem bấm đăng ký cho kênh để The Reviewer nhanh chóng đạt 1 triệu sub. Tạm thời dừng lại ở đó. Bộ phim dẫn ta tới một cậu nhóc cũng có tóc màu hồng thanh long. Cậu trai này trông cũng ngoan hiền, nhưng ai biết cậu ta từng là một tay kết liễu ân nhân cứu mang và thiêu rụi cả ngôi làng của mình. Cậu ta là Doppio, một nhân cách khác của ông trùm. Doppio đang tới hòn đảo này để trừ khử người cuối cùng trong nhóm sát thủ, Risotto. Tên này là người cuối cùng của nhóm sát thủ. Ngay khi gặp Doppio, hắn đã để ý từng chi tiết nhỏ nhất. Cho dù cậu có một vẻ ngoài sợ sệt yếu đuối, thì Risotto vẫn phát hiện ra được Doppio có Stan. Như thế là đủ để tên sát thủ phát động một cuộc chiến. Stan của hắn có khả năng thao túng sắt, thậm chí là cả trong máu. Từ mồm của Doppio liên tục nôn ra hàng chục lưỡi dao lam sắc lẹm. Không những vậy, khi thấy Doppio lao về phía mình, Risotto đoán ngay ra Stan của Doppio thuộc lại đánh gần, nên hắn đã chủ động lui ra xa tìm thời cơ tấn công. Bất lực pha lẫn hoảng sợ, Doppio gọi cho ông trùm bằng một con ếch. Ông ta cho cậu sử dụng chút năng lực Stan Chu Vương, cho phép Doppio nhìn thấy trước tương lai trong 10 giây. Bởi thế nên cậu đã đoán được năng lực tàng hình và đã dùng điều đó để cắt cụt một bàn chân của hắn. Với việc lấy sắt trong máu, Risotto đã nối lại chân. Lúc này, hắn có thể chắc chắn người đứng trước mặt mình, một kẻ 10 phút trước còn sợ sệt nhút nhát, nay đã thay đổi 180 độ trở thành một đối thủ đáng gờm. Không ai khác, Doppio chính là ông trùm. Khi đã chơi bài ngửa, Risotto bùng hết sức mạnh. Năng lực của hắn chưa dừng lại ở đó. Số sắt bị lấy ra
ra trong máu của Doppio mang theo oxy, nên giờ Doppio mật xanh mật vàng là nôn ra hết. Lạ thay, càng mất sắt nhiều, Doppio càng tỉnh táo. Cậu nghĩ ra một cách để đoán hướng đối thủ, là khi hắn rút sắt trong người cậu, Doppio sẽ dùng một con dao để làm la bàn. Nhưng lần này Risotto là người đi trước một bước, nơi Doppio phi dao tới chỉ là cái chân rời ra của hắn. Phim suýt chút nữa thì hết sớm nếu không có chiếc máy bay tiêm kích của Narancia bay tới, nó liên tục nã đạn vào Risotto. Còn Doppio do mất sắt nhiều quá, cơ thể cậu gần như không thể thở nên không bị radar phát hiện. Ở bên dưới, sau khi phát hiện một kẻ địch bị tiêu diệt, Buciarati cùng Narancia sẽ cùng nhau lên đỉnh núi kiểm tra. Còn Abacino sẽ dùng buồn dầu tua lại 15 năm trước xem đã có gì xảy ra ở bờ biển này. Đến đúng thời điểm, nó sẽ biến thành hình dạng của ông trùm. Còn nhân cách thứ hai của ông trùm, Doppio, sau khi thừa sống thiếu chết với Risotto, đã phải ăn vã ếch để bổ sung sắt cho cơ thể. Vì trước mắt có một kẻ còn đáng ngại hơn, chính là Abacino, người đang ngồi tua lại ký ức. Trong một phút lơ là, bóng dáng của Doppio đã lướt qua anh trong một bộ quần áo đá bóng mà hắn lấy được từ một đứa trẻ, và cơn gió thoáng qua đã để lại trong tim Abacino một lỗ hổng to tướng. Cuối cùng, anh cũng được đoàn tụ với người đồng đội năm xưa ở nơi chín suối. Dù vậy thì trước khi ra đi, anh đã kịp khắc khuôn mặt của ông trùm lên một phiến đá. Nhóm Buciarati, sau khi có được hình ảnh khuôn mặt, đã tra tìm trên khắp hệ thống, tìm cả người còn sống lẫn chết trên giấy tờ, nhưng vẫn không tìm ra được danh tính ông trùm. Đột nhiên lúc này, trên máy tính xuất hiện một giọng nói. Người bên kia nói rằng mình cũng muốn hạ gục ông trùm. Người đó còn biết ông trùm tên là Diavolo, cũng như sức mạnh của Stan Chu Vương. Để lấy thêm lòng tin, người này đưa ra hình ảnh chiếc mũi tên cổ đại, nói rằng nó chính là chìa khóa để hạ gục Diavolo. Nếu mọi người tin tưởng hắn, hãy tới Rome để gặp mặt trực tiếp. Bởi vì không có nhiều người ngoài nhóm của Buciarati biết về năng lực của Chu Vương, nên cả đội quyết định đặt lòng tin vào người lạ. Trên đường đi, người lạ tiếp tục nói về mũi tên cổ đại. Đây là một vật được người xưa chế tạo ra từ tảng thiên thạch. Trên nó có chứa một loại virus chọn lọc tự nhiên, chỉ có số ít sống sót và được ban sức mạnh. Đó là nguồn gốc của Stan. Người này cho biết có một cách sử dụng mũi tên để tiến hóa Stan, giúp nó có sức mạnh vượt trội, đủ sức đánh bại Chu Vương của Diavolo. Khi trở về đêm, cũng là lúc thuyền cập bến, và chẳng thể chờ lâu, ông trùm đã bố trí một cặp luyện sư để tiếp đón họ. Tên áo trắng từng là bác sĩ, hắn cố tình chẩn đoán nhiều người bị bệnh để có cớ mà phẫu thuật, sau đó mổ xẻ và hành hạ họ cốt để lấy được khuôn mặt nạn nhân khi tuyệt vọng. Sau khi bị bệnh viện sa thải, hắn được băng mafia chiêu mộ. Thằng bên cạnh là trợ lý, từng là bệnh nhân cũ của hắn. Người đời hay gọi bộ đôi này là song quỷ vì độ man dợ của chúng. Trở lại với hiện tại, Mista và Narancia là hai người đầu tiên dính chưởng. Tay chân của họ bị nấm mốc bao quanh khi di chuyển xuống một vị trí thấp hơn, dù đưa tay xuống quần cũng bị ảnh hưởng. Đây chính là sức mạnh của lục trà. Sau khi khám phá ra điều đó, dù không có động đất thì bọn anh vẫn phải đi lên. Buciarati muốn tránh xa rắc rối sau khi thấy người xung quanh chết như ngả dạ. Thay vì chậm chán với tên luyện sư, anh muốn tiến thẳng tới Rome, nên Buciarati đi cùng Mista lên kiếm một chiếc xe. Khi đang đi lên trên, các bậc cầu thang đột nhiên sạt lở, vô hình chung khiến độ cao của cả hai giảm dần. Bên cạnh đó, còn có một Stan khác di chuyển bên trong bê tông, uyển chuyển như đang chơi trong một bể nước. May mắn là cả hai vẫn bám được vào một tấm biển. Tiếp đến để cắt đuôi được con Stan thợ lặn, Buciarati đã tách ra riêng và anh nhảy xuống phía dưới, khiến thợ lặn thò mặt ra và chịu nguyên combo từ khóa kéo. Việc này giúp Mista khởi động được ô tô và đón Buciarati sau đó. Nhưng có một điều cả Jono và Mista đều không hiểu được là tại sao cơ thể Buciarati lại không bị nấm mốc. Jono cảm thấy có điều bất thường trên người đội trưởng, nên cậu đã kiểm tra mạch. Quả nhiên cơ thể Buciarati như một cái xác không hồn, không có mạch đập và lạnh toát từ đầu đến chân. Lúc đó cậu mới nhớ ra hồi ở Venice, Buciarati sau cuộc chạm trán với ông trùm đã tắt thở. Theo Buciarati giải thích, về mặt sinh học thì anh coi như là đã lên bảng đếm số, nhưng có một cái bug khiến anh vẫn chưa bị đẩy về bệ đá cổ. Còn sống được tới hôm nào thì tùy duyên vá lỗi. Buciarati yêu cầu Jono giữ kín chuyện này với những người còn lại. Khi xe vào gần trung tâm thành phố thì hai tên sát thủ đã đuổi theo bằng một chiếc trực thăng. Tên bác sĩ đã giải virus lên khắp Rome. Dường như mục đích của hắn không chỉ dừng lại ở nhóm Buciarati, mà còn là ham muốn bệnh hoạn, muốn thổi bay cả thành phố. Thợ lặn được thả xuống để cầm chân. Jono thỏa thuận với Buciarati, lần này cậu và Mista sẽ chặn đứng trực thăng trước khi nó tiến tới đấu trường và làm hại người đưa tin. Còn Buciarati sẽ giải quyết thợ lặn. Jono cùng Mista đã có mặt trên tầng lầu khi trực thăng bị dây leo giữ lại. Với lợi thế tầm xa, Mista bắn một loạt đạn về phía hắn. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng 5 trên 6 viên đạn đã bị tấn công ngược lại. Có viên bị chẻ đôi, có viên thì còn mất đầu. Viên cuối cùng may mắn trốn thoát được, nếu không tính mạng chủ nhân của chúng cũng khó mà giữ. Tới nước này, Jono bắt buộc phải trèo lên để cứu mấy thằng em lục đục và trả lời cho câu hỏi về cách mà tên bác sĩ có thể trốn khỏi tầm nhìn của những viên đạn. Hóa ra là hắn đã tách rời các bộ phận ra. Nhờ các thử nghiệm hồi còn làm nghề y của mình, phần nấm mốc sẽ giữ cho chúng không bị chảy máu. Vì sự bất ngờ nên Jono đã bị đá ra ngoài. Trong khi cậu đang rơi từ trên không, lục đục số 5 đã bay tới và đá một viên đạn xuyên qua lòng bàn tay cậu. Jono truyền sức mạnh và biến nó thành một nhánh cây giúp mình leo tới
tới trực thăng. Vì cành cây cũng là một vật thể sống nên tên bác sĩ chỉ việc nghiêng máy bay đi một chút là nó sẽ bị nấm mốc làm cho mục giữa, khiến cho Jono thêm một lần nữa rớt xuống hố sâu tử thần. Ngắm nhìn con mồi từ từ rơi vào cái chết, tên bác sĩ không nhận ra rằng chính cái cây hắn vừa làm chết sau khi mất đi sự sống sẽ trở lại thành viên đạn. Dù nấm mốc đã được giải trừ nhưng Jono vẫn cẩn thận với đối thủ để cho chắc cú. Cậu biến viên đạn đang nằm trong đầu kẻ thù phát triển thành một con bọ, phá hủy bộ não biến thái của hắn. Khi con mồi tỏa ra mùi sợ hãi, Jono chính thức chấm dứt bằng 30 cú Muda. Còn lại tên trợ tá tưởng rằng sau khi biết được chủ nhân mình đã chết, hắn sẽ mất hết tinh thần chiến đấu. Ai ngờ việc đó lại khiến cho con chó được thả xích. Hắn trở nên tháo vát và nhanh nhạy một cách bất ngờ, không còn cách nào khác. Bucciarati chỉ còn biết liên tục mở khóa kéo dưới mặt đất và chạy thi với thợ lặn. Sau khi sử dụng nhiều mánh khóe, Bucciarati lết được đến cổng đấu trường. Liệu đó có phải mồ chôn chính thức cho anh khi đã quyết định ẩn náu dưới địa bàn của kẻ thù? Lần này anh đã có một pha outplay để đời. Đợi khi nào thợ lặn bơi đến, anh đấm nổ lốp làm cho màng nhĩ của hắn rách toang. Còn Bucciarati chẳng có thứ sát thương nào làm một cái xác có thể tổn thương thêm. Quá túng quẫn, thợ lặn kéo một thanh niên bên đường làm con tin. Ai ngờ lại vớ ngay Doppio, nhân cách thứ hai của ông trùm Diavolo. Bucciarati bình tĩnh bước tới và mở khóa bụng của con tin, đánh tan chút lòng tự trọng cuối cùng của thợ lặn. Không biết giấu mặt vào đâu, hắn đành chui lên xe rác. Còn Bucciarati, anh không ngờ rằng bản thân anh vừa cứu mạng kẻ muốn truy sát mình. Doppio không muốn kết liễu ngay con mồi vì hắn muốn tìm tới tên bí ẩn sở hữu mũi tên, nên Doppio thảo mai ngỏ ý muốn giúp đỡ Bucciarati tới đấu trường. Về phía Bucciarati, tầm này thì anh không khác gì chiếc Galaxy Y, cam thì mờ, màn hình thì xước, bật được 2 phút thì chắc là hết pin. Hiện tại Bucciarati chỉ cảm giác được linh hồn, vậy nên anh đã nhầm Doppio với Cheech vì cả hai có linh hồn tương đồng cha con. Sau đó anh để Doppio dẫn vào đấu trường, nơi anh đã gặp được người sở hữu mũi tên. Ông ta là Polnareff, người từng tham gia hạ gục Dio cùng với Jotaro ở phần thứ 3. Polnareff đã từng chạm mặt với Diavolo nhiều năm về trước và kết quả trở thành một người tàn phế không hơn và kém rất nhiều. Doppio khi nhìn thấy mũi tên cổ đại, hắn chuyển ngay mục tiêu ưu tiên sang ông què. Polnareff đối mặt với kẻ thù năm xưa Diavolo, anh đang nghĩ ra cách sử dụng các giọt máu của mình để tính xem liệu Diavolo đã skip bao nhiêu giây, từ đó đoán được khoảng cách và vị trí hắn nhảy ra khỏi không gian của Chu Vương. Nhưng từng đó cố gắng chỉ lấy được một chút tiết của Diavolo. Sau khi biết được trick timing của con mồi, Diavolo tiếp tục kích hoạt Chu Vương. Lần này hắn vẩy máu lên mắt của Polnareff. Giờ phút đó, Polnareff chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ mũi tên, nên ông đã tự đâm nó vào con stand kiếm bạc của mình. Việc này khiến stand của ông tiến hóa, nó đi lướt qua Diavolo, đoạt lại chiếc mũi tên từ khi hắn còn chẳng biết. Không những thế, nó làm cho mọi người xung quanh, từ Diavolo tới nhóm của Bucciarati, ai nấy đều gục thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, một điều chưa từng có tiền lệ đã xảy ra là linh hồn của các thành viên bị tráo đổi với nhau. Mista ở trong cơ thể của Cheech và ngược lại. Cặp thứ hai bị hoán đổi là Jono và Narancia. Còn ở ngoài đường phố, mọi thứ còn trở nên hỗn loạn hơn gấp bội. Nào là cảnh sát hoán đổi với tội phạm, rồi thì người đổi chỗ cho chim chóc, chó mèo. Polnareff cũng là nạn nhân của việc đổi xác với động vật. Linh hồn anh bị bay tới con rùa của cả nhóm. Polnareff nói cho mọi người về kế hoạch sử dụng mũi tên để cường hóa sức mạnh Sten, nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của Diavolo, anh đành cắm nó vào Sten của mình. Và bây giờ Sten đó có ý thức riêng, không chịu sự điều khiển của ông nữa. Nếu mọi người muốn quay trở lại với cơ thể mình, cần tìm và ngăn kiếm bạc lại. Mặc dù cơ thể có thể thay đổi nhưng Sten của từng người vẫn được giữ nguyên. Còn một chuyện khác quan trọng hơn, đó là Bucciarati và Diavolo đã hoán đổi cơ thể với nhau. Bucciarati nhanh chóng nắm bắt được tình hình, anh lao vào kiếm bạc cầu hồn hòng đoạt lại mũi tên. Nhưng bằng một cách ảo ma Canada nào đó, chính Sten của anh là khóa kéo lại phản chủ. Những người còn lại cũng vậy. Chỉ cần tấn công kiếm bạc là Sten sẽ tự phản kháng lại chủ nhân. Cứ thế con Sten không chủ bước đi. Nó giữ lại ý chí mạnh mẽ của Polnareff, không để bất kỳ một ai động vào mũi tên. Mọi người dừng việc truy đuổi nó khi thấy Diavolo tỉnh lại trong thân xác của Bucciarati. Ngay khi hắn đứng dậy, một loạt đạn được Mista khai hỏa. Vấn đề cơ thể bị tổn thương thì Jono có thể sửa chữa, quan trọng là tiêu diệt được linh hồn bên trong. Narancia bắt đầu nghĩ tới bức tranh chiến thắng. Anh sẽ được về gặp ông bạn Fugo, sẽ chẳng còn đêm ngày trốn chui lủi. Giữa dòng suy tư, bằng một cách nào đó, anh bị di chuyển người lên chiếc hàng rào sắc nhọn, đâm xuyên qua người như một con lợn quay. Thêm một lần nữa, ông trùm cho thấy sự nhanh gọn của mình khi hạ gục con mồi chỉ trong vài khung hình. Jono trở về với cơ thể của mình, để lại cơ thể của Narancia lại ở đấu trường. Hẹn một ngày chiến thắng trở về sẽ chôn cất cậu tử tế. Còn Diavolo, hắn có hai nhân cách. Cái thằng Doppio thì đang ở trong thân xác của Bucciarati, còn Diavolo thì đang ở trong một cơ thể khác. Mọi người nghĩ rằng hắn bây giờ đang đuổi theo mũi tên, nên cũng chạy theo hướng đi của kiếm bạc cầu hồn. Con Sten này giờ tồn tại như một thực thể sống, nó không có ý định tấn công ai, nên tiếp cận là dễ. Việc khó bây giờ là làm sao để lấy lại được mũi tên. Đó là điều ai cũng nghĩ tới. Riêng chỉ có Jono, cậu đã đặt tầm mắt xa hơn. Jono cho rằng Diavolo đã theo sát nhóm từ lúc Mista thiệt mạng. Không những thế, linh hồn hắn còn đang ẩn náu trong cơ thể của một người trong nhóm. Có hai lý do cho chuyện này. Một là khi
Narancia bị tấn công, không có ai ở xung quanh. Hai là Trish cũng không phát hiện ra linh hồn của bố mình khi ở gần, vì nó đang trốn trong cơ thể của một người khác. Bây giờ Jono muốn mọi người giữ khoảng cách với nhau để nằm ngoài tầm đánh của Chu Vương, còn cậu sẽ đi kiểm tra từng người để xem ai là người đang chứa hai linh hồn. Jono muốn bắt đầu với Mista, nhưng anh bạn này cũng nghi ngờ Jono, nhỡ đâu chính cậu là người đang giữ linh hồn ông trùm. Vậy nên Musiarati tình nguyện đưa thân mình cho test trước. Quả nhiên khi Jono tiến đến gần, thời gian bị đứt quãng, Diavolo gọi ra Chu Vương chặt đứt cánh tay chữa trị của Jono. Cứ tưởng Diavolo ẩn nấp trong thân xác của chính mình, ai dè hắn lại ở chung chỗ với con gái, người trong thân xác của Mista. Sau khi chiếm quyền điều khiển xác, Diavolo đuổi theo mũi tên. Khi quan sát kiếm bạc cầu hồn, hắn để ý bóng của nó luôn đối diện với người nhìn, chứ không theo ánh sáng mặt trời. Hay nói cách khác, cầu hồn là bóng của linh hồn chúng ta. Để loại bỏ bóng thì cần triệt tiêu nguồn sáng. Nó nằm sau đầu của mỗi người. Khi mặt trời đó bị phá hủy thì cầu hồn cũng sẽ biến mất. Và mũi tên đã nằm trong tay Diavolo theo cách đó. Nhưng cuộc chơi chưa dừng lại ở đó. Jono biến máu từ cơ thể mình văng lên Diavolo thành một đàn kiến, cắn gãy thân cây tên, nhân cơ hội ngàn vàng. Mọi người phối hợp Sten để đẩy nó trở lại. Diavolo không dễ dàng từ bỏ, hắn đẩy thân xác Mista đi để kéo theo Sten của mình. Ngay thời khắc Diavolo nắm lấy mũi tên, hắn nhận ra bàn tay mình trong suốt và không thể giữ được nó. Thì ra Busiarati cũng đã phát hiện ra mặt trời sau gáy, anh phá hủy nó hoàn toàn để giải trừ sức mạnh của cầu hồn, khiến tất cả những linh hồn lạc lối quay trở về với thân xác cũ. Nhưng việc này cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho Busiarati. Anh giao lại mọi chuyện cho Jono gió vàng. Đổi lại, Diavolo bị kéo về thân xác của mình đang ở một vị trí xa hơn. Jono tận tay cầm mũi tên và đâm vào kim kinh của mình. Mũi tên khiến nó tiến hóa lên thành hình thái cao hơn. Kim kinh cầu hồn, sức mạnh của nó là gì? Ngay khi Diavolo kích hoạt Chu Vương để tấn công Jono, mọi hành động của hắn trở về không, mọi nỗ lực tấn công đều bị hoàn nguyên. Hay nói cách khác, mọi biến số, mọi công thức đều không tác động được vào. Không dừng ở đó, nó còn có thêm một sức mạnh khác là giam giữ nạn nhân vào vòng lặp của những cái chết, khiến tâm trí Diavolo trải qua hết từ cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác, phải chịu hàng ngàn, hàng triệu cái chết, từ việc bị một thằng ất ơ đâm dưới ống cống cho đến việc bị cưa sống trên bản mổ. Mọi thứ đều đau đớn và chân thực, nhưng mà chẳng bao giờ chịu dừng lại. Cuối cùng, nhiệm vụ tiêu diệt ông trùm cũng đã hoàn thành. Dù mất mát đằng sau là không hề nhỏ, nhưng quãng đường mọi người đã cùng đi qua với nhau sẽ không bao giờ bị lãng quên. Trước khi kết thúc, bộ phim tiết lộ một nhiệm vụ mà cả nhóm đã nhận trước khi gặp Jono. Chuyện là có một ông già lắm tiền thuê nhóm của Busiarati để đòi lại công bằng cho cô con gái vì nghe theo thằng bạn dai mà mất mạng. Phía cảnh sát sau khi điều tra thì cho rằng đó là một vụ tự sát, nhưng lão vẫn tin rằng thằng khốn đó là lý do con bé tử vong. Vụ này đơn thuần chỉ là điều tra, nên Busiarati giao cho Mista xử lý. Và đây là lúc Mista liên tục gặp phải một hòn đá kỳ lạ. Sau khi lần theo các thông tin được lão già cung cấp, Mista tìm đến nhà tên bạn trai và phát hiện ra thằng này chính là người sở hữu viên đá đó. Được biết rằng hắn là một thợ điêu khắc và hòn đá này từ lúc xuất hiện đã có thể tiên tri nhiều việc. Một trong số đó là căn bệnh nội khoa của hai cha con nhà lão già. Đứa con gái vì báo hiếu nên đã chấp nhận hy sinh để sau này khi ông phát bệnh có thể lấy tạng của con gái để thay thế. Hiện tại viên đá đã tự chạm khắc hình Busiarati. Có lẽ cái chết của anh đã là định mệnh. Chỉ là bằng một ý chí mạnh mẽ, chặng đường của Busiarati mới có thể đi đến tận đây để hoàn thành sứ mệnh của một người đội trưởng. Nay người hoàn thành ước mơ của Busiarati biến môi trường mafia trở nên trong sạch hơn, đó chính là Jono. Cậu là ông trùm mới của Italy. Đó là cuộc hành trình từ một tên vô danh trở thành người đứng đầu của một tổ chức xã hội đen của Jono Giovanna. Và nó chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 8 ngày. Và tôi còn quạ. Đây sẽ là mùa phim kết thúc vũ trụ của Jojo sau cú búng tay của nhân vật phản diện. Và trước khi bước sang một trang mới, hãy để những người phụ nữ thể hiện tiếng nói của mình. Jojo phần 6 với tựa đề Thạch Dương sẽ được dẫn dắt bởi Jolene Kujo, con gái ruột của Jotaro, người sở hữu bạch kim tinh và trực tiếp đánh bại Dio, giống với bố của mình. Jolene có một màn debut ở trong tù, nhưng lần này không phải cô tự ý, mà là bị đổ tội oan. Vậy sự tình ra làm sao? Jolene có một thằng bạn trai tóc vàng hoe tên Romeo. Trong một lần cả hai phóng con xe đi thật nhanh trong cơn mưa, Romeo đã đâm phải người đi đường. Thay vì gọi cấp cứu và báo với cảnh sát, anh ta đã rủ Jolene cùng mình giấu cái xác. Dĩ nhiên việc đó không thể qua mắt được phía bên cảnh sát. Kết quả Jolene bị bắt vì tội ăn cắp xe và gây tai nạn. Còn tên bạn trai, hắn nhanh trí bày bố luật sư để bịt miệng bạn gái, nói với cô rằng hãy thú nhận rằng mình say rượu thì giỏi lắm chỉ ngồi sau song sắt tầm một năm thôi, còn hơn là khai ra để cả hai đều phải ăn cơm nhà nước. Em gái tóc xanh thì trẻ người non dạ, vẫn tin vào tình yêu của đời mình. Kết cục ở trong phiên tòa quyết định, ngay sau khi Jolene nhận tội thì ập đến một chi tiết cô không hề ngờ tới, là nạn nhân chưa hề chết lúc bị xe đâm mà đã tử vong khi họ mang đi phi tang cái xác. Thế là cô ăn thêm cái án cố ý giết người, tổng cộng là ngồi 15 năm. Đó là lý do cô có mặt trong nhà tù thủy cung. Nếu bạn đang tự hỏi vậy thì giờ này Jotaro đang ở đâu khi con gái lĩnh án? Ông ta hiện đang là một nhà hải dương học. Jotaro có hứng thú với cá heo hơn là phụ nữ, giống với The Deep. Sau khi nghe tin con gái vướng vào vòng lao lý, Jotaro đã nhờ tên luật sư truyền tay cho cô một mặt dây chuyền. Ở bên trong có một mảnh của mũi tên cổ đại. Jolene đã mở ra và vô tình để nó cứa vào tay. Và cô đã thức tỉnh Sten của mình khi người bạn tù Hermes bị hại. Đầu tiên nó xuất hiện dưới dạng một sợi dây màu xanh đi ra từ ngón tay cô. Jolene có thể dựa vào độ rung ở đầu bên kia để nghe trộm. Không những thế, nó còn sắc lẹm như một cọng dây cước. Sau khi phát hiện ra sức mạnh, việc đầu tiên cô làm là thắt cổ tên luật sư bố láo, đã thông đồng với tên bạn trai để đẩy cho cô bản án 15 năm.
năm. Cuộc sống ở trong tù nó sẽ như này: các phạm nhân trong giờ sinh hoạt có thể tự do đi lại quanh nhà tù. Ở đây có đầy đủ thư viện, sân bóng, phòng gym. Đặc biệt nếu phạm nhân nào còn đang nợ môn, có thể được hỗ trợ để hoàn thành chương trình và lấy bằng đại học ngay tại thủy cung. Jolene dù là thân với Hermes nhưng theo sắp xếp của quản giáo, cô sẽ ở ghép với Wes. Chuyện là hôm trước Jolene có vứt cái mặt dây chuyền đi, thì Wes là người đã nhặt được khi bị Jolene đòi lại. Cô ta đã đòi 200 đô tiền chuộc. Câu chuyện không hề chỉ dừng lại ở tiền năm khi mà Wes sau khi chạm vào mũi tên, cô ta cũng đã sắm cho mình một stand. Sức mạnh đó cho phép cô ta có thể thu nhỏ người và vật khác. Trong ti tỉ thứ hay ho mà mình có thể làm với khả năng đó, cô ta chọn cách biến người khác thành pet cho mình. Ở đây có một tên quản ngục bị sa thải. Sau khi nhét hắn vào xác của một con vẹt, Wes sai khiến thú cưng của mình đi nhặt nhạnh tiền lẻ và nghe ngóng tình hình. Nói chung là một con chim bỏ túi. Cái thứ kỳ dị đó đã sớm bị Jolene phát hiện. Đáng tiếc là khi cô đoạt lấy nó từ tay của Wes thì người bên trong đã đăng xuất rồi. Nói về mối quan hệ giữa những người đàn bà thì các cụ xưa đã có câu: nhường ăn nhường mặc chứ không nhường cho nhau. Việc động vật chim của nhau là một điều cấm kỵ không thể bỏ qua. Jolene sau đó đã bị hóa nhỏ và trở thành vật thay thế. Lần này cô được đưa vào xác của một con chuột cống. Ngoài miệng, Wes muốn Jolene tắt chiếc công tắc báo động để cả hai có thể vượt ngục, nhưng thực chất cô ta chỉ muốn đẩy Jolene vào phòng của cai ngục, sau đó thu hồi sức mạnh Stan để khiến cô trở về kích thước cũ. Khi nhận ra cái ý định này, Jolene nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Con Stan của Wes thấy vậy thì ra sức truy lùng. Lúc đó Jolene đã vô tình triệu hồi Stan của mình ở hình thái đầy đủ là thạch tự. Khi bị thạch tự bóp nghẹt, Wes đã phải vội vàng vác xác tới. Kết quả là ăn no một trận đòn, chắc là phải nhớ đến khi nào mãn hạn. Dù vậy thì đây là một khởi đầu cho một tình bạn đẹp trong nhà giam thủy cung. Nói chút về thạch tự, Stan này có hai dạng: khi duỗi ra có thể dài tới vài trăm mét với sức sát thương yếu, còn khi co lại trở thành hình thái đầy đủ, sức mạnh có thể bẻ cong song sắt, nhưng tầm đánh thì loanh quanh 2 mét. Với sức mạnh mới mẻ này, Jolene tái thiết lập lại trật tự trong thủy cung. Cô trừng trị những kẻ hống hách hay đi bắt nạt ma mới và đùm bọc cho những em gái yếu thế hơn. Trong một lần vi vu trong thư viện, Jolene đã gặp được một thằng bé. Chẳng biết làm cách nào mà nó có thể xuất hiện trong một nơi như thế này, nhưng nó đã báo trước cho cô về một chuyện mà y như rằng là sáng mai cô gặp phải, là sẽ có người đến thăm tù cô và Jolene. Nếu không muốn mất mạng thì đừng có mà đi. Vị khách đó chính là Jotaro, bố ruột của cô. Khi hai cha con hàn huyên, ông đã tiết lộ người đẩy cô vào tù không phải là tên bạn trai Romeo, mà là một tù nhân ở bên nhà giam nam tên là John Galia. Hắn từng là một quân nhân với tài bắn súng thiện nghệ. Toàn bộ nhân chứng, luật sư lẫn tên thẩm phán đều đã bị hắn mua chuộc. Theo lời Jotaro, hắn nhắm vào Jolene bởi cô mang theo dòng máu Joestar. Có lẽ đây là phúc đức từ đời trước để lại cho cô con gái. Trong khi hai cha con đang ngồi đàm đạo với Stan, thì một viên đạn từ đâu đã chui qua ô cửa nhà giam, đâm thẳng vào tim Jolene. May là Jotaro đã kịp thời kích hoạt thời gian ngừng trôi. Sau khi phát hiện ra nguy hiểm, Jotaro bắt đầu dạy con gái những bài thực chiến vỡ lòng. Đầu tiên là phải nghe ngóng lấy thông tin Stan địch. Nó có hình dạng của một chiếc chuông gió bé xíu, có thể bay qua lại và cảm nhận được khí động học. Từ đó xác định vị trí của con mồi, giúp John Gali ngắm bắn chính xác. Trong khi đang án binh bất động, tên cai ngục bỗng tỉnh dậy và lao về phía hai người. Vì đỡ đòn cho con gái mà Jotaro đã bị chiếc chuông gió phát hiện và ăn một cú đạn xuyên bả vai. Jotaro khuyên Jolene không nên chủ động, nên cô con gái đã nghĩ ra một phương án. Jolene kích hoạt chế độ chống cháy trong phòng bằng một cái bật lửa, khiến cho chiếc chuông gió bị làm nhiễu thông tin. Nhưng điều đó cũng đánh động những tên quản ngục khác. Ngay lúc đánh không được, chạy cũng không xong, thằng bé mặc áo bóng chày hôm trước đã quay lại, báo cho hai cha con một lối thoát bí mật trong phòng. Thay vì bỏ trốn cùng cha, Jolene quyết định quay lại nhà giam, bởi cô muốn chính tay mình hạ gục John Gali. Jolene đi theo thằng bé xuống dưới tầng hầm. Kẻ thù lúc này biết được sự xuất hiện của thằng cu liền chuyển mục tiêu, khiến thằng bé phải chui vào ống nước để khỏi bị con Stan phát hiện. Đoán được điều này, John Gali bắn gãy ống nước. Nếu bạn hỏi tôi sao hắn bắn được thì tôi cũng chịu, phim nó thế. Nhưng mà điều quan trọng hơn, để cứu được ân nhân nhỏ tuổi, Jolene đã giăng lưới bắt chuông gió. Điều này như một lời tuyên chiến với John Gali. Hắn bắn một viên đạn thẳng tới hướng cô, nhưng không ngờ là luồng khí xung quanh đã bị Jolene dùng khí ga làm hỗn loạn khiến hắn ngắm trượt. Và thế là con cá trong lưới bị đánh cho ra cả nước mắm. Tưởng như đã hạ gục được kẻ thù cách xa hàng trăm mét, thì Jolene bắt đầu thấy cảnh tượng xung quanh bất hợp lý. Hóa ra từ nãy đến giờ cô đã bị dính ảo giác, kể cả việc đánh bại John Gali. Jolene tỉnh dậy được do bàn tay đã nắm quá chặt vào chiếc xương mà thằng bé đã đưa cho cô lúc trước. Giờ đây khắp căn phòng phủ đầy một thứ dung dịch nhơn nhớt màu trắng. Phải chăng cái thứ nước gạo này mới là năng lực của John Gali? Sau nhiều lần cố gắng, Jolene đã đánh thức được ông già Jotaro. Vì để chắc chắn, đã đấm con gái xem đây là mơ hay thực. Vì ở trong tù ăn đòn đã quen nên Jolene không để bụng. Tiếp đó cô kéo được ông già ra khỏi vũng nhảy nhụa. Đi được không xa, cả hai bị John Gali trong màu áo quản ngục tiếp cận. Không hề chần chừ, hắn xả một loạt đạn thẳng về phía Jolene, khiến Jotaro phải dừng thời gian bằng bạch kim tinh. Ngay khoảnh khắc này, ông mới nhận ra kẻ địch có đến 2 tên và khả năng tạo ảo giác vừa rồi đến từ bạch xà Stan của một người khác. Hắn đã lợi dụng thời điểm Jotaro bảo vệ Jolene để tác động bạch xà lên người ông, khiến từ đầu Jotaro lòi ra 2 cái đĩa CD. Chúng tương ứng với ký ức và Stan của ông bị lấy mất, không còn sức mạnh. Jotaro ăn liên tiếp loạt đạn từ John Gali, còn Jolene đã lợi dụng khoảng trống để tấn công tên xạ thủ. Nhưng tình hình bố đang rất nguy cấp, Jolene ưu tiên việc đưa ông ra ngoài hơn. Khi đi tới bờ biển, chiếc tàu ngầm của tập đoàn Speedwagon cũng đã chờ sẵn. Jolene muốn bỏ trốn, nhưng nếu không lấy lại 2 chiếc đĩa kia, tính mạng bố cô khó mà giữ lại được. Còn ở bên trong, chủ Stan Bạch Xà đã kết liễu John Gali để bịt đầu mối, đồng thời biến anh thành tác giả cho đống lộn xộn này. Ở một nơi khác, chính xác là bệnh xá, cô tù nhân Hermes sau khi tiếp xúc với mũi tên cổ đại đã lên
cơn sốt và được chăm sóc ở đây vài hôm. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra lòng bàn tay mình có một con tem. Nó có khả năng nhân đôi vật được dán vào. Còn khi được gỡ ra, bản sao sẽ hợp nhất với bản gốc. Là một người cục xúc, Hermes nhanh chóng nghĩ ra cách ứng dụng con tem cho việc chiến đấu. Cô khiến chiếc chổi lau nhà kẹp vào đầu tên tù nhân nam khiến hắn bị ngất lịm đi. Kỳ lạ với cô nhưng trùng hợp với chúng ta là trên đầu của hắn lòi ra hai chiếc đĩa CD giống với của Jotaro. Hermes tò mò lấy ra một cái trước khi hắn tỉnh dậy. Khi mang vào phòng vệ sinh, chiếc đĩa chui vào đầu cô và bắt đầu chiếu ký ức của tên tù nhân, gồm có nơi hắn giấu số tiền trộm được và người ban cho hắn sức mạnh Stan chính là Bạch Xà. Quá hoảng sợ trước những hình ảnh vừa hiện ra trước mắt, Hermes đã ném chiếc đĩa đi. Chắc vì lý do đó nên tên kia đã tìm đến cô. Hắn nói rằng mình đã bị mất một số ký ức và tỏ ra xúc động khi được Hermes hỏi thăm. Tên này luôn nghĩ bản thân mình thật tồi tệ, không xứng đáng được người khác trân trọng. Thế là hắn bắt đầu overthinking rồi đi treo cổ. Đây cũng là lúc hắn lộ ra Stan mà mình nhận được từ Bạch Xà. Nó sẽ khiến đối tượng được chọn nhận tác động tương đương với những gì hắn đang phải trải qua. Nên hắn treo cổ thì Hermes cũng sẽ cảm thấy bị khó thở. Còn nếu hắn bị chết đuối, mặt cô cũng sẽ bị vùi trong một đống dung dịch. Hermes suýt chút nữa đã mất mạng vì cái thằng thần kinh này. Cô chạy bán mạng về phòng của mình. Giữa đường, cô gặp được cậu bé bóng chày. Nó giải thích cho cô về lý do Hermes có được Stan. Đang nói chuyện với thằng bé, cánh tay của cô lại cảm thấy bỏng rát. Thì ra thằng điên kia đang cuốn dây điện chuẩn bị tự sát. Hermes cố gắng dùng hết cách, nói ngon nói ngọt chữa lành thì nó bảo là giả tạo. Còn chửi thẳng mặt nó là đồ ích kỷ thì nó sung sướng và muốn chết của một người tuyệt vời như cô. Hermes đã nhân đầu hắn ra làm hai rồi gộp lại để đẩy chiếc đĩa Stan trong đầu. Vì thế mà chỉ có mình hắn nhận sát thương kết liễu. Sáng nay cả nhà tù nữ phải tập hợp lại vì đêm qua đã có một vụ mất tích của các tù nhân nam. Vậy nên bên hàng xóm sẽ cử một nhóm đi tìm kiếm. Sau sự xung phong của Hermes, lần lượt các chị em khác cũng tham gia, cho đó gọi là thay đổi không khí tí. Dĩ nhiên là có cả Jolin. Tất cả 5 người sẽ phải đeo một chiếc vòng tay giám sát. Nếu như đi xa hơn tên quản ngục 50m, nó sẽ phát nổ. Giống như anh em thì các chị em cũng chẳng thích trà đĩa bằng tay còn lại. Hai chị em Jolin và Hermes đá lẻ trong một nhà kho để hỏi chuyện về chiếc đĩa cũng như Bạch Xà. Theo ký ức mà Jolin có được, Bạch Xà giấu album đĩa của hắn trong lốp xe của máy kéo. Nếu lấy lại đĩa của bố thì cô sẽ có thể cứu sống ông. Nói chuyện một hồi, Hermes mới nhận ra chẳng biết từ bao giờ mà nhóm đã xuất hiện thêm một người, tổng cộng là 6 người. Khó cái là lúc đi thì Hermes và cả Jolin cũng chẳng để ý mặt mũi người khác lắm. Thế nên giờ phải giải quyết vụ imposter, vì rất có thể người đó chính là thủ phạm dẫn tới vụ mất tích của tù nhân nam. Cả 4 người còn lại đều đeo vòng tay giám sát và một trong số đó đã phát nổ khi ở quá tầm so với tên quản ngục. Khi cả nhóm di chuyển tới vị trí của hắn thì tên quản ngục đã nằm im một góc. Con Stan hạ thủ về hắn nhanh chóng tìm đến Hermes. Nó lôi cô xuống nước, nơi mà nó hiện hình là hàng trăm con sinh vật phù du. May có chiếc tem nhân đôi mà cô đã ngoi lên được. Ở trên bờ, Jolin được cảnh báo về kẻ thù ở dưới sông, nhưng cô vẫn lao ra cứu bạn giam bằng cách đan một chiếc lưới và chạy trên nó. Khi thấy kẻ thù mới, con Stan liền đổi mục tiêu, đấm xuyên bụng Jolin một cú chớp nhoáng. Nhưng nó không ngờ là cái lỗ nó đâm qua đã được Jolin tạo sẵn khi rút chỉ khỏi cơ thể. Tận dụng lúc kẻ thù đang bị cố định, Jolin trả sát thương lại rồi nhanh chóng đưa Hermes vào bờ, bởi vì con Stan kia có khả năng hồi phục vô hạn khi nó ở dưới nước trước khi có thêm một nạn nhân nữa. Hermes quyết tâm tìm ra thủ phạm. Ba cô kia thì liên tục đấu tố nhau rằng chưa hề nhìn thấy người kia từ khi xuất phát, vì thấy ai cũng đáng ngờ nên Jolin chọn cách động thủ. Thằng nào nhìn thấy Stan của cô mà phòng thủ thì thằng đó là luyện sư. Quả nhiên sau vài cú vung tay, con Stan phủ du lộ diện, không phải cô tóc đen hay tóc cạ mà chính là cả ba người. Họ đều đã bị nó chiếm quyền kiểm soát sau khi cố di chuyển lại gần chiếc máy kéo. Nó là FF, một nhóm sinh vật phù du liên kết với nhau. Sau khi nhận được đĩa của Bạch Xà thì nó đã có được tri thức của loài người cùng sức mạnh Stan. Đổi lại thì FF có nhiệm vụ canh giữ đống đĩa cho ông chủ. Khi bị hai chị em phát hiện, FF chạy về nhà kho chỗ xe kéo, để lại một đám phù du giữ chân xác tên quản ngục. Thế là nhóm Jolin chia ra hai, cô sẽ đuổi theo FF, còn Hermes sẽ giành lại cái xác và mang nó về trước khi Jolin bị quá tầm 50m. Còn nhân vật chính của chúng ta, sau khi đã hiểu rõ sức mạnh của đối phương, cô khiến nó đuổi theo chiếc máy kéo đang chạy ngoài đồng. Quả nhiên từng bước chạy khiến đôi chân nước của FF dần bị ăn vào mặt đất. Nó đã quá chú ý đến đống đĩa mà không nhận ra 70% cơ thể mình đã trở thành phân bón. Thay vì kết liễu cho nó một đòn, Jolin chơi trò thông não chi thuật, vì cô cho rằng FF không tuân theo lệnh của Bạch Xà mà nó chỉ muốn bảo vệ đống đĩa, bởi đó là thứ ban cho nó sự sống cũng như trí tuệ. Sau một hồi phân giải, FF về phe của hai người và đồng ý đưa cho Jolin đĩa của Jotaro. Nhưng có lẽ Bạch Xà đã tính trước, hắn chỉ để lại đĩa của Bạch Kim Tinh, còn chiếc đĩa ký ức của Jotaro đã bị giấu ở một nơi khác. Có lẽ thứ hắn cần là những bí mật quý giá mà Jotaro đang nắm giữ. Mấy chị em thống nhất với nhau là sẽ khai tên cai ngục bị cá sấu tấn công, còn những tù nhân nữ khác thì họ không biết. FF sẽ ở trong thân xác của một tù nhân và trở lại nhà giam cùng hai người. Tập này bắt đầu hé lộ tên trùm cuối, kẻ sở hữu Stan Bạch Xà và đứng sau mọi chuyện. Hắn là Pusi, một cha xứ trẻ tuổi kiêm chuyên viên tâm lý cho các tù nhân. Sáng nay hắn đã sát hại một tù nhân nữ tên Mirachon, sau đó biến cô thành con rối của mình với mục đích nhắm tới Jolin. Mirachon tiếp cận mấy chị em và gạ kèo chơi ném bóng. Nếu bên Jolin ném và bắt được 100 quả sẽ nhận lại 100 đô. Sau khi lụm được cái kèo thơm như muối mít này thì Mirachon tiếp tục gạ tiếp một kèo nữa nhưng x10, tức là ném 1000 quả sẽ nhận 1000 đô. Hermes đã quên tính tới một chuyện là mặt trời đã bắt đầu buông xuống, các tù nhân phải trở lại phòng giam. Vậy nên cô đã bị tên giám ngục làm khó, khiến cho tiến độ trò chơi bị gián đoạn. Kèo bể thì cũng là lúc Mirachon lôi ra Stan của mình. Nó là kẻ thú thợ, nó sẽ lấy đi toàn bộ thứ quý giá
trên người của kẻ thua bạc, dù là tiền hay nội tạng, cho tới khi nào đủ số dư cả hai bên đã cá cược. Kẻ thu nợ tồn tại dựa trên lương tâm của con bạc nên không thể trực tiếp tấn công nó. Khi thấy Hermes bị lấy đi lá gan, Jolin chấp nhận vào kèo 1.000 đô dù đã hết giờ vui chơi. Cô sẽ cùng FF tung hướng bóng, đồng thời đuổi theo Mirason, vì chỉ có Stan của cô ta bất bại chứ chủ nhân thì không. Khi biết nhóm Jolin vừa tung hứng vừa đuổi theo mình, Mirason mua chuộc tên giám ngục để hắn cướp lấy quả bóng để khiến Jolin thua giao kèo. Nhưng Jolin đã phát hiện ra một lỗ hổng trong trò chơi, hay nói cách khác, cô chưa từng nói ai là người sẽ chơi bóng cùng mình, nên việc Jolin đoạt lại bóng từ tên quản ngục vẫn là hợp pháp. Khi chỉ còn mình và Mirason trong thang máy, Jolin ném 900 quả còn lại vào mặt cô ta để hoàn thành giao kèo và trả lại lá gan cho Hermes để duy trì mạng sống cho bố. Jolin đã liên hệ với Speedwagon, cô muốn giao lại chiếc đĩa Stan để kéo dài sự sống, sau đó sẽ đi kiếm chiếc đĩa còn lại. Để làm được điều đó, Jolin sẽ đi ra sân trong và gặp người của tổ chức. Đang trên đường tới thì Jolin bị thằng cu bóng chảy kéo tay vào một căn phòng ma. Sở dĩ gọi đây là phòng ma bởi vì nhà tù này đã bị thiêu rụi vào năm 1984, nơi mọi người đang đứng chỉ là hồn ma của nó. Và năng lực của Imperio cho phép hiện hữu hóa linh hồn của vật thể, đó là cách nó lẩn trốn cũng như đi khắp nhà tù. Khi biết Jolin có kế hoạch tiến tới sân sau, Imperio khuyên cô nên dẫn theo người để hỗ trợ, đó là anh Thời Tiết. Anh này là phạm nhân, sau khi bị tống vào thủy cung thì mất hết ký ức, nhưng Stan điều khiển Thời Tiết lại có từ khi sinh ra và không bị ảnh hưởng bởi chiếc đĩa. Trong khi mọi người đang trao đổi thì đã có một con Stan đứng nghe lén. Khi phát hiện ra nó, cả ba chạy vội lên trên tầng để cắt đuôi, vì mục tiêu bây giờ là đưa chiếc đĩa cho tổ chức. Trong khi đang hối lộ cho tên gác cửa, Jolin bị tên nghe lén bắt gặp. Stan của hắn có khả năng xóa bỏ trọng lực vật mà hắn chạm vào. Jolin sau khi chạm vào chiếc đĩa đã lơ lửng giữa hành lang, đến cả sợi chỉ của mình cô cũng không điều khiển được nó theo ý muốn. Vậy nên Jolin đã để lọt chiếc đĩa CD vào tay tên kia. Nhận ra bản thân mình đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, Jolin nối sợi chỉ với chiếc cốc sau đó ném ra xa, sau đó truyền giọng nói của mình vào để gọi cho Thời Tiết. Nghe được lời cầu cứu của cô hàng xóm mới quen, Thời Tiết tức tốc có mặt. Anh ta phô diễn hàng loạt các khả năng sáng tạo từ Stan của mình, từ đám mây dày đặc giúp giấu các con ốc vít cho tới nắm đấm khí động học khiến cho đối thủ bốc cháy vì ma sát. Quả thực đây là một năng lực quá mạnh nếu có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Trong khi trận chiến đến hồi căng thẳng thì tất cả các cánh cửa ở phòng giam đều bị đóng lại do có báo động. Anh Thời Tiết đã nhanh trí chạm vào tay của Jolin để bản thân mình cũng mất trọng lực, sau đó đẩy đi bằng cơn gió của mình, giúp hai người tới thẳng sân sau. Căn phòng mà cả hai đang đứng, đang lơ lửng, chỉ còn cách sân sau một cánh cửa, nhưng kẻ thù vẫn chưa chịu buông bỏ. Hắn đã tấn công trong lúc nhạy cảm nhất. Cảm giác bồn chồn đã làm Jolin mắc tiểu. Cô thì không muốn đái bậy nên Thời Tiết đã nói một mớ kiến thức sinh học rồi biến ra một đám mây thu hút nước tiểu từ cô cho nó tế nhị. Ngoài nước tiểu ra thì hồng cầu cũng bốc hơi từ người của Jolin. Đáng tiếc đó không phải máu kinh mà là từ vết thương của cô. Lý do cho chuyện này là bởi Jolin đã chạm vào bức tường của căn phòng. Giờ đây chính nó đã mất đi trọng lực và không khí bên trong bị hút hết ra ngoài. Để bảo vệ Jolin và bản thân thì Thời Tiết đã tạo ra một bộ đồ bảo vệ bằng không khí. Nhiệm vụ của cả hai là phải tìm ra kẻ địch trước khi hít hết oxy. Jolin phát hiện ra một nơi trong căn phòng mà đồ vật không lơ lửng. Cô đẩy Thời Tiết tới đó trước, vì chỉ cần có không khí là anh sẽ sử dụng được năng lực. Ai ngờ kẻ địch đã đi trước một bước. Hắn nén không khí trong bình tạo ra một quả bom áp suất, đẩy Thời Tiết văng ra xa, khiến bộ đồ bảo hộ của anh dần nứt vỡ. Thấy bạn bè gặp nguy ở xa, Jolin sẵn sàng tháo không khí của mình để tạo thành lực đẩy đưa cô về phía Thời Tiết. Còn tên điều khiển trọng lực, khi hắn thấy con mồi của mình rơi vào thế bị động, hắn không ngần ngại bắn đi loạt đạn xoáy của mình, và cũng chẳng ngờ được Jolin đã nhân lúc hắn đắc thắng đã luồn chỉ vào số bu lông. Jolin dùng nó để kéo tên kia vào vùng chân không. Tên này cũng chẳng vừa, hắn ném một chiếc lọ mất nhãn về phía cô, bên trong bao gồm có oxy già và mangan oxit. Cả hai phản ứng với nhau tạo ra rất nhiều oxy, biến nó thành một quả bom bắn vỡ lớp áo bảo hộ của Jolin. Thấy vậy thì Thời Tiết đã chuyển bộ đồ của mình sang cho cô để có đủ thời gian kết liễu kẻ địch trước khi cơ thể anh nổ như bong bóng. Và quả thực Jolin đã làm được. Cầm theo chiếc thẻ của tên trọng lực, Jolin mở được cánh cửa, nhưng người mà cô gặp được chẳng phải là lính gác hay tù nhân mà chính là linh mục Pussy. Nhưng mà Jolin lại chưa hề biết rằng Pussy là chủ nhân của Bạch Xà, nên cô nói ra ý định của mình là muốn ra sân sau để cứu bố. Cha Pussy dù rất muốn ngăn cản, thậm chí hạ gục Jolin ngay tại đây, nhưng vì hắn chưa biết người núp sau cửa là ai nên không dám manh động, đành phải để Jolin đi. Tưởng chừng chỉ cần một bước nữa thôi mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ Pussy đã bố trí một tên cai ngục ở ngoài sân. Hắn sau khi thấy Jolin đã khai hỏa liên tiếp. Lúc này quá khứ của Pussy bắt đầu được tiết lộ. Hắn là một trong những người may mắn được Dio khai sáng về cái thứ gọi là đích đến của linh hồn mang tên Thiên Đàng. Thiên Đàng sẽ khiến linh hồn tiến hóa thành một hình thái cuối cùng, hay nói cách khác, đó là thứ mà Pussy theo đuổi, sự hạnh phúc thực sự. Chi tiết về việc đó Dio đã ghi lại trong một cuốn sổ, mà cuốn sổ này không lâu sau đó đã bị Jotaro đọc và đốt đi, nên Pussy mới muốn giữ linh hồn Jotaro để xem nội dung của cuốn sách. Quay trở lại tình hình, Jolin sau khi ăn hai viên đạn thì đã nằm co ro một chỗ. Còn Thời Tiết, dù thương tích đầy mình thì anh vẫn cố gắng dùng chút sức mọn cuối cùng để tạo ra một cơn mưa ếch. Quả thực đây là một hiện tượng đã từng xảy ra tại Florida
Hoa Kỳ. Nguyên nhân do lốc xoáy và gió xoáy. Đám ếch phi tiêu này mang một độc tố nguy hiểm. Jolene may mắn có Stan nên không bị dính độc. Còn tên cai ngục xấu số đã chết trên đường trở lại nhà giam. Dù cho có bạch xà ngăn cản sau đó, thì Jolene vẫn tận dụng được khoảng trống và chuyển chiếc đĩa lại cho tổ chức Speedwagon. Jolene hoàn thành phi vụ với hai vết đạn trên bụng. May thay quá trình hồi phục đã được FF giúp đỡ. Còn Hermes, cô ta đang có một kế hoạch riêng của mình. Có một kẻ cô đang theo đuôi. Thằng này là thể thao, đã nhận được Stan từ Pussy. Nhưng quan trọng hơn, hắn là người đã sát hại chị gái ruột của Hermes. Chuyện là 6 năm về trước, thể thao cùng xã hội đen đến đàn áp quán ăn của gia đình cô. Chúng tra tấn bố cô. Vì để bảo vệ bố lẫn em gái nên chị gái Hermes đã ra mặt thế thân, kết quả là bị hắn thủ tiêu. Vào phiên tòa xét xử, thể thao chỉ bị lĩnh án 5 năm tù do tội trốn thuế và ẩu đả. Đó là lý do Hermes phạm tội và vào tận đây để trả thù. Khi thể thao vào đúng vị trí cô đã set up, Hermes xé những miếng tem để ép hắn chui vào trong ống nước. Bị ép đến đường cùng, thể thao bộc lộ khả năng của mình là điều khiển linh hồn xác chết xung quanh. Ở đây là những con thú mà hắn được nhồi bông. Vì là linh hồn nên chúng hoàn toàn vô hình trong mắt người khác. Khi biết được ý định trả thù của bạn mình thì Jolene cùng FF kéo tới. Kết quả là FF bị con cá sấu tợp cho cụt chân. Nhưng bởi vì cơ thể cô có thể biến hóa khôn lường nên FF cho nó cắn một cái nữa, rồi biến tay thành khẩu súng để nướng chín nó từ bên trong. Trong khi mấy trẻ em đang healing cho nhau thì tên thể thao đã chết đuối và khả năng Stan cho phép hắn tồn tại ở dạng linh hồn luôn. Thế vẫn là chưa đủ về Hermes. Cô dẫn hai người chị em đuổi theo dấu vết hắn để lại và rơi vào một căn phòng nơi hắn đã gọi dậy hàng chục những linh hồn tù nhân. Hermes từ chối sự giúp đỡ từ Jolene vì cô không muốn cuộc nợ máu này liên lụy đến người khác. Đứng trước những cú đớp vô hình, Hermes tự dán tem lên cơ thể mình để dụ cho thể thao cắn chúng, sau đó bóc tem để miếng thịt trở về, từ đó đoán được vị trí của hắn. Còn mồi đã trong tay, Hermes trả cả vốn lẫn lãi cho kẻ đã phá hoại gia đình cô và mong điều đó sẽ khiến linh hồn của người chị gái có thể siêu thoát. Kết cục trận chiến, Hermes gục xuống với hàng chục vết thương trên người, các quản ngục ập vào ngay sau đó và Jolene có cãi đằng trời với những chiếc xác ở xung quanh. Kết quả là cô bị chuyển vào khu biệt giam cùng với những thành phần cặn bã nhất xã hội trong căn phòng ma. Mọi người ngoài tìm cách để cứu Jolene ra, họ còn vừa nghiên cứu ký ức của thể thao. Hắn từng được Pussy yêu cầu hồi sinh linh hồn của Dio bằng cục xương duy nhất còn sót lại sau trận tử chiến với Jotaro. Tất nhiên với Dio thì cục xương cũng đặc biệt, nó có thể di chuyển lẫn tấn công. Tạm gác lại mọi chuyện ở đó. Trong khi Hermes đang dưỡng thương thì FF đã tới nhờ Anasui, người đàn ông còn lại giúp đỡ. Về tiểu sử của tên này, hắn từ nhỏ đã thích tháo rời mọi thứ. Bé thì là tháo đồng hồ, lớn thì là ô tô. Tới khi bị người yêu NTR thì anh ta tháo cả người yêu lẫn nhân tình luôn. Kỳ lạ là khi được chuyển vào tù thì tình trạng tâm lý lại hoàn toàn bình thường. Tóm lại, Anasui là một tên khó đoán, nhưng dù vậy hắn vẫn đồng ý đi giải cứu Jolene, bởi vì Anasui đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì tình yêu, gã đàn ông này sẽ làm tất cả. Stand của anh ta là lặn. Khả năng đầu tiên của nó là lưu trữ sát thương. Khi Anasui tấn công vào một bề mặt, anh có quyền tùy ý bung nó ra bất cứ lúc nào, khiến mấy tên lính gác vỡ mồm không báo trước. Ở bên trong khu biệt giam, hai tên quản ngục sau khi té nước lên nhau đã lời qua tiếng lại. Từ một cái đẩy nhẹ, cuộc xung đột phát triển lên thành những cú đấm. Lý do là bởi một Stand khác đã giật dây tất cả. Nó có tên là kẻ sống sót. Chuyện là từ ngày xưa, có một nhóm leo núi lên khách sạn ngủ một đêm. Trong đoàn có một người chê ông chủ khách sạn hôi nách nên ông chủ đã rất là bực mình. Cái năng lượng bực bội đó đã truyền đến con Stan. Sau đó con Stan truyền nó tới những người trong đoàn leo núi như một dòng điện. Kết quả là sáng hôm sau cả nhóm đánh lẫn nhau rồi đi cả lũ. Con Stan đó được Dio mang về, nay giao lại cho Pussy và hắn đang dùng nó để tạo ra cái file club trong khu biệt giam. Người bắt cặp với Jolene là tên cai ngục. Hắn thì to không khác gì một con ngao Tây Tạng. Xét về hạng cân thôi thì hắn cũng phải gấp 3 lần cô. Khi Jolene dùng thạch dương tấn công cai ngục, không hiểu sao cô vẫn phải chịu sát thương ngược lại dù rõ ràng thấy hắn ăn đòn. Chỉ đến khi bị hắn khóa tay và có góc nhìn lên trần nhà, Jolene mới nhận ra từ nãy mình ăn mấy mảnh thiên thạch rơi từ vũ trụ xuyên qua ra. Đó là Stan của tên cai ngục. Hắn có thể thu hút thiên thạch bay tới mình và tan biến trước khi chạm vào hắn. Bằng cách đánh giáp lá cà, hắn tận dụng khả năng này để hạ gục đối thủ. Jolene sau nhiều nỗ lực cản phá và đổi hướng thiên thạch không thành công, cô đã chuyển sang chiến thuật mới là lấy giày của đối thủ để hứng thiên thạch khiến nó bốc cháy, sau đó ném quả cầu lửa đó vào mặt hắn. Đó là cách Jolene outplay. Khi cô ngoảnh lại, hầu hết đám tù nhân đều đã bị đánh bại và chỉ còn lại hai tên, một lão già, một thanh niên. Lão già tự giới thiệu tên mình là Kenju, 78 tuổi. Hắn có Stan phong thủy giúp dự đoán chính xác điều sắp xảy đến. Cùng với kung phu thì Kenju dễ dàng né các loạt đạn từ FF, người vừa bất ngờ lao ra. Không những thế, hắn còn thông thạo giải phẫu con người, chỉ cần một đòn đã khiến phổi của FF hết sạch không khí, đành phải rút lui. Ngoài ra, ứng dụng của phong thủy này còn cực kỳ ma quỷ, chỉ cần đánh theo hướng mà con rồng chỉ thì chắc chắn sẽ đánh trúng được kẻ thù. FF thì vẫn cứng đầu, cô cố tình không nghe theo con rồng mà lao vào hướng xui xẻo để lấy nước. Kết quả là bị chính cánh tay của mình đấm lệch hàm và rơi ngay vào chiếc ghế điện tử hình ở phòng dưới. Mọi nỗ lực thoát ra chỉ khiến cô ngồi ngay ngắn hơn vào chiếc ghế nóng. Kenju đã đắc thắng khi đồng hồ đếm vào con số 0 để kích hoạt ghế điện, nhưng hắn không ngờ trong lúc ẩu đả, FF đã sử dụng mồ hôi của lão để tạo ra một chiếc gương nước nhằm đổi hướng an toàn của con rồng. Khi đó cô có thể nắm tay lão để cả hai cùng đồng quy vô tận. Vừa may vừa tiếc rằng lượng điện đó không đủ để kết liễu cả hai, nên đành nhờ Jolene và đặc biệt là Anasui ra tay. Trước khi Kenju đá một cú chí mạng vào người Jolene, Anasui đã để Stan của mình chui vào Jolene và tái cấu trúc xương trong chân của lão già, khiến hai ống đồng của hắn xoắn thành cái lò xo. Từ đó không thể
tự do di chuyển theo hướng phong thủy. Jolin bỏ qua tên tàn phế, tập trung tìm kiếm cục xương của Dio. Nó đang được một tên béo ở trên lan can nắm giữ. Khi Jolin phát hiện được hắn, thì hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Cơ thể hắn đã bắt đầu mọc ra hoa lá cây cối. Đó là hậu quả cho việc chạm vào khúc xương. Jolin trong khi tóm hắn thì sợi chỉ cũng đã cuốn lấy cục xương, nên chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng thì cơ thể sẽ đâm chồi nảy lộc. Khả năng này được điều khiển bởi một tên tù nhân đứng trong bóng tối. Anasui dù chưa tìm ra hắn nhưng đã tương kế tựu kế. Anh tái cấu trúc xương một tên tù nhân nhút nhát. Tình cờ hắn lại là người mang theo Sten kẻ sống sót đã gây nhiễu loạn cả nhà tù. Để khi tên cây cối chạm vào hắn, bộ xương đã trở thành một cạm bẫy tiềm tàng và phá hủy đôi bàn tay của tên luyện sư, khiến khả năng nở hoa bị vô hiệu hóa. Trong lúc đó, khúc xương kia lại phát triển thành một bào thai. Sau khi hấp thu đủ linh hồn của các tù nhân, bên trong chứa một đứa bé màu xám, trên vai còn có hình ngôi sao, giống như tất cả người nhà Joestar. Jolin biết đây là thứ Pussy muốn nên cô đã mang nó theo. Khi mọi người ra được bên ngoài, chẳng ai để ý đã có một con Sten bám theo. Nó tỏ ra vô hại và cực kỳ nghe lời mọi người, nên họ cũng cho nó đi theo. Nhưng chỉ cần rời mắt khỏi nó một giây thôi, thằng cu xanh lè này sẽ trở thành một sát thủ. Xanh lè dẫn Jolin và Anasui tới một đầm lầy khi có cano của quản ngục đuổi theo. Nó còn biết đan lá để ngụy trang và hợp tác để cướp lấy thuyền cùng hai người. Nhưng sau lưng, nó đang hạ độc cả hai bằng nước bọt, nên là càng đấm nó thì nước bọt càng văng ra. Ở nơi xa, FF đang tìm cách triệt tiêu tên luyện sư điều khiển xanh lè, chính là người đã bị dập nát đôi bàn tay. Hắn đang được quản ngục dìu lên xe cứu thương. Khi FF đột nhập vào đội cai ngục để ám sát hắn, thì bất ngờ cha Pussy đã xuất hiện. Hắn cố tình tiết lộ thân phận của mình là chủ của Bạch Xà để câu thêm thời gian. Pussy thừa hiểu, thứ FF sợ nhất không phải là sự tra tấn về thân xác, mà là những ký ức khi được làm con người. Hắn lao tới, một tay cản không cho cô bắn súng, tay còn lại rút đĩa trên đầu ra. Ai ngờ FF chơi liều, hướng cây súng thẳng vào đầu mình và bóp cò. Máu từ não văng ra chảy vào người tên luyện sư, hay nói chính xác hơn là cô đã chui vào người hắn để kết liễu từ bên trong, khiến cho Sten xanh lè bốc hơi ngay lập tức. Sau khi kết liễu được hắn, FF muốn sủi đi, nhưng Pussy nào có để cho người biết danh tính của hắn trốn thoát. Tên linh mục chặt đứt tay chân của cô, khiến nửa thân trên của FF phải lăn lê bò toài, song nửa thân dưới lại tranh thủ chạy tới chiếc vòi nước, thứ có thể khiến cô tái tạo lại cơ thể. Nhưng Pussy đã tính cả, hắn đã set up trước một Sten làm nóng nước để khi FF bơm nước vào cơ thể, cô đã tự đặt dấu chấm hết cho chính mình. Còn ở phía Jolin, con xanh sau khi tan biến đã nhả ra quả trứng có chứa thằng bé màu xám phát triển từ xương của Dio. Hai người mon men đi theo nó vào bụi rậm, nhưng càng tiến gần lại thì mọi vật kể cả cơ thể cũng bị teo nhỏ đi, nên là dù có đi bao xa thì cũng chẳng thể chạm tới đứa bé. Jolin có cố gắng quăng chỉ nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn, sợi chỉ đi càng xa lại càng nhỏ lại, cảm giác như không thể nào với tới. Thế là Jolin thử cách nhảy từ trên cao xuống, kết quả cũng vậy. Lần này thằng bé còn gọi ra Sten. Khi Jolin rơi, cơ thể cô nhỏ đi, còn con Sten thì lớn lên. Kết quả biến cố rơi đó là vô tận, tới khi nào Jolin nhỏ đến mức nguyên tử bước vào lượng tử giới thì có lẽ đó mới là tận cùng. Vì đã xem full phim của Marvel nên Anasui kéo Jolin ra trước khi cô tham gia Người Kiến phần 4. Thằng bé thì ngây ngô nhưng con Sten của nó lại đằng đằng sát khí, nó quyết không buông tha cho hai người. Với con mắt quan sát tinh tường, Anasui trong lúc ứng phó đã quan sát thấy một điều là chiếc chai mà thằng bé chạm vào không bị thu nhỏ, hay nói cách khác những vật được nó chạm sẽ không chịu ảnh hưởng của Sten. Thế là anh lùa con Sten vào trong chiếc chai rồi dắt tay Jolin ra ngoài để nhốt nó. Con Sten chưa từ bỏ, nó sử dụng cái chai để lăn cả hai như cán bột. Chiếc chai đè vào chân của Anasui, Jolin muốn phá chai, nhưng Anasui lại khuyên không được để cho con Sten trốn thoát. Jolin đang vào thế khó nghĩ thì từ đằng sau ngón tay thằng bé chạm vào cô, khiến cho cả hai trở về kích thước ban đầu. Có vẻ là thằng bé thấy thích thú với cái bớt hình ngôi sao của cô. Cứ tưởng FF đã tan thành mây khói thì một cơn mưa rào chợt đến, kéo lại những hơi thở yếu ớt. Đó chính là Sten của thời tiết. Khi mà anh đã nhận được tín hiệu từ bộ đàm, FF ngay lập tức đã chuyển mã Morse báo hiệu cho thời tiết về danh tính của Pussy. Sau đó cả hai nhanh chóng tới chỗ của Jolin và Anasui, tưởng rằng cuộc đoàn tụ đông đủ này sẽ khiến Pussy phải đau đầu. Nhưng ai ngờ linh mục đã đi trước một bước. Chẳng biết từ khi nào hắn đã cải trang thành thời tiết và đi cùng FF. Để khi mọi người mất cảnh giác nhất, hắn cho Anasui một đâm thấu ruột, còn FF thì một quạt bổ đôi đầu. Chỉ có Jolin là chịu tổn thương ít nhất. Pussy sử dụng bạch xà để lấy đĩa từ Jolin, nhưng ngược lại là sự chống trả quyết liệt từ con gái nhà Joestar, đến mức tên linh mục phải ném đĩa của Jotaro ra để đánh lạc hướng cô. Chiếc đĩa được ném Anasui, người đang hấp hối, buộc Jolin phải buông tha cho hắn vì không muốn chiếc đĩa tan biến cùng Anasui. Với tình yêu cao thượng dành cho cô bạn tù, Anasui sẵn sàng để FF chiếm lấy cơ thể mình, còn FF thì không muốn chiếm lấy cơ thể của người khác nữa. Cô sẵn sàng hy sinh để cứu lấy anh. FF cho rằng đời này mình đã sống đủ, có những người bạn cùng những kỷ niệm tuyệt vời. Cho dù Jolin sau này có lấy lại chiếc đĩa thì đó là một FF mới, vậy nên hãy để cô ra đi trong thanh thản. Còn Pussy, hắn sau khi có được thằng bé thì đã đủ điều kiện để làm nghi thức đi tới thiên đàng. Giờ chỉ cần đợi ngày lành tháng tốt, đúng đợt trăng non tiếp theo là trật tự của thế giới này sẽ được sắp xếp lại. Đó là theo lời của Dio. Tầm này thì Jolin với hắn chỉ như con tép diêu. Hắn đưa cô về nhà giam, giao cô lại cho một luyện sư có khả năng khiến Jolin mất trí nhớ ngắn hạn, làm cho cô chỉ nhớ được ba thứ gần nhất. Nếu cố nhớ thêm cái thứ tư thì sẽ quên điều đầu tiên. Việc này làm Jolin phải ghi các thông tin lên người, rồi sau đó lại quên chính mình là người đã ghi lên. Kể cả khi Jolin đã gặp được luyện sư khiến cô mất trí nhớ là Meo Meo, thì ả ta cũng
nhồi cho cô thêm thông tin, sau đó còn lấy khăn xóa đi các dòng chữ trên tay trước khi quên sạch sành sanh những việc quan trọng. Jolene tự lấy thạch dương đan lên tay mình điều duy nhất cần phải nhớ, đó chính là đi tìm Emporio. Còn cậu bé bóng chảy, sau khi chạm vào song sắt, cậu cũng bị ảnh hưởng bởi Stan gây mất trí nhớ. Emporio đang bị mắc kẹt trong 4 thông tin. Thứ nhất, cậu làm đổ nước ra sàn. Thứ hai, cậu cần rút phích cắm điện. Thứ ba, điện đang bị dò ra. Và thứ tư, cậu cần phải tới gặp Jolene. Chỉ cần quên một trong 4 điều, Emporio sẽ không thể thoát ra khỏi căn phòng đang vật lộn với đống giấy tờ. Thì Jolene cập bến để đoàn tụ với cậu. Trước khi cả hai trao đổi thông tin quan trọng nhất, thì Meo Meo đã có mặt để ngăn cản việc mình bị lật tẩy. Cô rút súng ra bắn đến 9 viên đạn. Bởi Jolene chỉ xử lý được 3 thông tin nên sẽ luôn có 6 viên tàng hình. Nhưng Jolene đã nghĩ ra cách để counter lại chiêu đó bằng cách nhìn xuống bề mặt phản chiếu của vũng nước. Với cách đó có thể dùng thạch dương cản toàn bộ số đạn và phản công ngược lại Meo Meo. Khi bị thạch dương trói chặt đến nghẹt thở, ả ta đã dùng bộ đàm gọi cho lính gác tới. Ngay lập tức có 3 tên kéo tới, vừa đủ để thay thế hình ảnh của Meo Meo trong Jolene, khiến cô không nhận ra mình vừa để tuột mất con mồi, thậm chí còn bị nó đấm cho lệch mỏ. Cứ thế đám lính đi sau lưng của Meo Meo khiến cô ta như vô hình trước Jolene. Ngay cái lúc ván bài chuẩn bị lật ngửa thì Emporio xuất hiện. Cậu đưa cho Jolene một mảnh giấy ghi mã nhị phân để cho cô in lại hình ảnh của kẻ thù bằng chính những sợi chỉ của thạch dương. Tấm hình đó vừa đủ để che lại các tên lính canh, cũng vừa tố cáo kẻ thù trước mặt. Jolene đấm Meo Meo không ngừng nghỉ, sau đó ép cô ta phải sử dụng năng lực của mình lên tất cả lính canh trước mặt. Để ngay khi Jolene thả 3 chiếc vỏ đạn xuống, hình ảnh của cô cùng Emporio vô hình trước họ. Đây cũng là cách cô Hermes ra khỏi tù một cách dễ dàng. Mọi người lên đường khẩn trương khi giờ lên thiên đường đã tới gần. Ở ngoài kia, có gì đó thay đổi bên trong Pussy. Khi hắn ta vô tình đụng trúng một người phụ nữ trên đường, thì móng tay cô ta lập tức mọc dài ra và đống trứng gà cô mua đã nở thành những con gà dị dạng. Trong suốt thời gian đó, có một người biệt tâm biệt tích mà không được đề cập tới, chính là thời tiết. Hôm nay sau khi bình phục, Anasui đã tới gặp người bạn cùng phòng. Anh phát hiện ra sau cổ thời tiết cũng có vết bớt hình ngôi sao, giống với của Jolene và đứa bé. Tới giờ anh ta vẫn không nhớ ra lý do mình vào tù. Một điều duy nhất thời tiết chắc chắn là Pussy chính là kẻ thù. Về Pussy, hắn đang đi quá giang đến nơi làm nghi thức thì xe của tài xế bị hỏng nên hắn buộc phải xuống đi bộ. Xui xủi thế nào lại bị một thằng nghiện khống chế làm con tin. Thay vì phản kháng, Pussy bắt đầu giảng đạo cho hắn, để rồi biến hắn thành một luyện sư với Stan Bohemian Rhapsody. Đúng như lời bài hát thì Stan này biến ra cả một thế giới giả tưởng, khiến cho các nhân vật giả tưởng bước ra gây nhiễu loạn cả thế giới. Về cơ bản, Stan này khá là vô địch. Người bị mắc kẹt vào thế giới ảo tưởng này bị tấn công theo những cách hoang đường nhất. Thời tiết sau khi ăn hành thì nhận ra mình cũng có thể tạo ra nhân vật mới, nên anh yêu cầu Van Gogh vẽ ra một Stan có khả năng hút tất cả nhân vật hoạt hình lại, ngay cả chính anh lẫn Anasui. Việc đó khiến tình hình được ổn định lại. Còn tác giả của đống lộn xộn thì đang vi vu trên máy bay. Khi nghe thấy tin toàn bộ nhân vật mà mình tạo ra đã bị xóa sổ, hắn đã vô cùng sốc và chết ngay tại chỗ. Còn ở phía Jolene, cô đã đến nhà tên bạn trai ngày trước đã bán đứng mình. Thay vì trả thù, cô lại chỉ đòi tiền và trực thăng để đuổi theo Pussy. Chưa bay được bao xa thì chuyện xui xủi lại ập đến. Mí mắt của cả ba người bỗng nhiên chảy máu và dính chặt với nhau. Trong tình thế khó khăn, Jolene quyết định kéo tay Hermes và Emporio nhảy ra ngoài, sau đó nối dây và trực thăng để đáp xuống một con sông bên dưới. Lúc này họ gặp được tên luyện sư đã điều khiển đống khuẩn que mà đã gây nên hội chứng sụp mí mắt. Hắn tự giới thiệu mình là Ricky L, một đứa con rơi của Dio. Khuẩn que của hắn có khả năng hút nhiệt của nội tạng. Lần này hắn nhắm thẳng đến cuống não, nơi điều khiển mọi hoạt động của tứ chi, để ngăn khuẩn xâm nhập vào người. Thì Jolene đã tự thiêu để tạo ra một lớp nhiệt bảo vệ. Khi thấy được quyết tâm mạnh mẽ của đối thủ, Ricky L cũng không ngại ngần làm điều tương tự. Hắn tắm xăng và bốc cháy để tìm ra điểm yếu của đối thủ, lần này chính là mắt và lỗ miệng. Nhưng điều Ricky L không ngờ là Jolene đã đóng cả hai lỗ đó lại và dùng trực giác để xác định vị trí của hắn. Cô làm được điều đó vì trên người hắn có vết bớt hình ngôi sao, và những người nhà Joestar thì luôn có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Tất nhiên nếu họ là nhân vật chính, Ricky L bị đánh bại, hắn bắt đầu lảm nhảm mấy thứ liên quan đến số mệnh, rằng là mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, và tất cả đều nhằm một mục đích cao cả duy nhất là đưa linh mục Pussy lên thiên đàng. Ngoài ra hắn có tiết lộ một bí mật động trời, rằng thời tiết chính là em trai của Pussy và anh ta cũng đang có một nhiệm vụ quan trọng của riêng mình trong bức tranh đại cục này. Đó là lý do Pussy rút đĩa ký ức của thời tiết. Theo linh cảm của mình thì Jolene cùng hai người đồng giam tới một bệnh viện ở gần đó, nơi mà Pussy đang gặp gỡ một đứa con khác của Dio versus. Ngay khi Jolene và Hermes đứng trước cửa phòng bệnh thì một tiếng súng vang lên từ bên trong. Hermes ngó vào trong nhưng căn phòng lạnh tanh không một bóng người, và đồng thời có một bệnh nhân được chuyển vào vì đạn bắn. Mọi chuyện trở nên càng khó hiểu khi ở giữa căn phòng xuất hiện một cái lỗ to tướng và sâu đến mức chiếu đèn cũng không nhìn thấy đáy. Jolene đưa cho Hermes một đầu cuộn dây của mình để cô leo xuống dưới. Khi chân cô chạm đất, Jolene nhìn thấy một chiếc thìa. Cô cầm nó lên và khung cảnh xung quanh lập tức đổi thành khoang máy bay. Khi ngó ra ngoài cửa sổ, Jolene chỉ thấy một màu tối đen, nhưng phía xa xa cô thấy được tên luyện sư đứng sau cái trò này. Cảm thấy có mùi không ổn, Jolene ra hiệu cho Hermes kéo mình lên. Lúc này Versus bắt đầu
đầu bộc lộ sức mạnh thật sự của mình. Hắn có thể tái hiện lại các sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ và khiến kẻ địch phải trải qua nó, miễn là ở trong vùng đất của hắn. Nói đơn giản thì nó cũng giống một cái triển khai lãnh địa. Hermes khi bị hình bóng của thể thao dọa một trận thì đã mất thế và ngã xuống cùng với Jolene. Cả hai đang ở trên một chuyến bay gì đó có mã hiệu bé hơn 400. Nếu họ không sớm thoát ra thì sẽ chịu chung số phận với những vị hành khách này. Chỉ còn 2 phút nữa trước khi máy bay gãy cánh. Khi không thể leo lên trên, Jolene quyết định mở cánh máy bay và bay xuống dưới tìm tên luyện sư. Nhưng đây là thế giới của hắn. Hắn đẩy Jolene vào một chiếc máy bay chiến đấu sắp tai nạn khác. Trước khi cùng phi công hạ cánh, Jolene phóng sợi chỉ lên thẳng miệng hố. May thay vớ được ngay cái bộ đàm của một anh cảnh sát. Sau đó Jolene gọi liên tục cho Imperio để cầu cứu. Và thằng cu đã bày cho Jolene một cách là hãy lái máy bay chiến đấu đâm thẳng vào cái máy bay thương mại. Vì đây đều là sự kiện xảy ra trong quá khứ, không thể thay đổi. Nên dù có đâm nhau trên trời thì cũng không nổ được, giải quyết được vấn đề tái hợp. Giờ còn là làm sao để sống sót. Thì Imperio đã giải nốt bài toán đó cho hai người chị. Sau một hồi Google, cậu tìm ra được hai vị khách may mắn sống sót trong thảm họa năm đó. Và việc của Jolene và Hermes bây giờ là cướp ghế của họ. Nhưng Versus đã cao tay hơn. Hắn kéo ba đứa bé ở trên bệnh viện vào đúng chỗ ghế ngồi đó. Liệu Jolene có dám hy sinh tính mạng của một người vô tội hay không? Câu trả lời là không. Trong vài giây ngắn ngủi, cả hai đã có một phương án vẹn cả đôi đường. Với Hermes, cô đã dùng tem lên cả hai người sống sót, một người để chứa ba đứa trẻ, còn người còn lại giúp cô chui vào trong. Vậy còn Jolene, cô đã tách đôi bản thân ra thành sợi chỉ và chui vào trong người Hermes. Hóa ra đây là cách để 7 người đi máy bay mà lại chỉ tốn có 2 vé. Sau khi đáp đất thành công, Jolene treo ngược Versus lên trước khi hành quyết hắn. Nhưng trước đó tên này đã có phương án dự phòng. Hắn đã lấy được chiếc đĩa ký ức của thời tiết trong khi điều tra về quá khứ của Pussy, và Versus đã gắn nó lên đầu của thời tiết, khiến anh nhớ ra tất cả về quá khứ của mình, lẫn thức tỉnh Stan thực sự bên trong. Lý do Pussy phải khóa nó lại vì nó quá khó kiểm soát và hoạt động một cách tự động, được dựa trên cơn thịnh nộ của thời tiết, bắt đầu với những chiếc cầu vồng xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Nếu ai chạm vào nó thì cơ thể sẽ biến thành các con ốc sên. Sự xuất hiện của cầu vồng chen ngang cuộc chiến giữa Jolene và Versus, vậy nên cô và Hermes quyết định đi giải quyết anh bạn tù. Cả hai tranh cãi nhau xem nên giết hay là khống chế. Còn Versus, hắn muốn mình có được sức mạnh của thiên đàng trước khi Pussy chạm tới, nên hắn ta đã tìm dấu vết quá khứ của Jolene và tìm được số điện thoại, sau đó là danh tính của Imperio. Trong khi cậu đang vận chuyển chiếc đĩa cho tổ chức Speedwagon, trong khi đang tìm đĩa trong người Imperio, Versus đụng phải Jolene và Hermes. Hai người này vừa bị một chiếc xe chứa đầy ốc sên tông vào và khiến chân tay biến đổi. Thế là hắn gọi dậy ký ức quá khứ của một đội bóng bầu dục và kéo xác của Jolene đi. Theo tính toán thì với đôi chân ốc sên của Jolene sẽ phải mất đến hàng giờ để quay lại vị trí cũ. Nhưng Versus không ngờ cô đã chui vào ống sắt và lăn đến chỗ mình. Trước khi ăn nguyên một cú đấm của Dương Thạch, Versus rẽ đất, gọi lên ký ức của biển cả, chính là muối biển, một loại vật chất khắc tinh của loài ốc sên. Khi đã giải quyết xong cái gai bên mình, Versus quay lại với Imperio và hắn đã tìm ra chiếc đĩa. Nhưng hắn không ngờ rằng trước đó Jolene đã lây bệnh ốc sên cho Imperio, và giờ đến lượt Versus hóa thành động vật thân mềm. Biết rằng tên này sẽ có ích, Jolene mang hắn theo trên đường tới chỗ Pussy. Giờ thì quá khứ về tên linh mục và người em trai mới được kể. Ngày xưa trong bệnh viện nơi hai anh em song sinh Pussy và thời tiết được sinh ra, đã có một bà mẹ đánh cháo đứa con không may qua đời của mình với thời tiết. Để rồi sau này hai anh em mỗi người một nhà. Sau này khi lớn lên, không biết duyên số thế nào mà thời tiết quen được em gái của Pussy, cũng chính là em ruột anh. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Pussy khi điều tra ra được thân phận thực sự của thời tiết thì anh đã thuê người để chia rẽ hai đứa nó. Nhưng vớ vẩn thế nào lại thuê đúng một băng lưu manh. Chúng khi biết thời tiết có bố là người da màu đã tra tấn và sau đó treo cổ anh trên thân cây. Cô em gái sau khi trực tiếp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng dã man kia đã gieo mình xuống dưới sông. Cô không ngờ rằng số của thời tiết vẫn chưa tận. Còn nói về Pussy, trước đó trong quá trình làm linh mục, hắn đã vô tình gặp gỡ và quen được Dio. Dio thấy cha cũng hợp cạ nên tặng cho mũi tên cổ đại, nói rằng khi nào cần thì lôi nó ra. Pussy sau khi thấy xác người em gái thì đã vô cùng hối hận. Ngay thời điểm đó hắn nhận được bạch xà từ mũi tên, và đồng thời ở trên bờ, thời tiết cũng nhận được Stan của mình, do là hai anh em sinh đôi. Sau này khi biết được toàn bộ sự tình, thời tiết đã tìm đến Pussy để trả thù. Điều đó buộc Pussy phải tháo đĩa ký ức của anh ra. Dù gì thì thời tiết cũng là máu mủ cuối cùng của tên linh mục. Trở lại hiện tại, thời tiết khi có lại ký ức chỉ mong muốn hai thứ duy nhất, một là trả thù Pussy, hai là chết. Chưa cần phải đi tìm đâu xa thì cha Pussy đã có mặt. Hắn lẩn trốn dưới đám ốc sên, chỉ chờ thời tiết đi qua là xin ngay cái ống đồng. Trong khi chưa biết được tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng bởi ốc sên, thì người thứ hai chịu đòn là Anasui. Sau khi đánh gục cả hai người, Pussy tiết lộ bản thân đã tự trích xuất đĩa thị lực của mình, vì đó là cách hoạt động của cầu vồng. Chiếc cầu vồng truyền thông tin cho tiềm thức con người rằng bản thân họ là ốc sên, rồi cơ thể sẽ bị thúc đẩy để tiến hóa, nên cách để miễn nhiễm là mù lòa. Hắn học được chiêu này do ngày xưa đã chạm trán với em trai mình một lần. Khi biết ông anh trai đang bị mất thị lực, thì thời tiết đã kết hợp sức mạnh của mình để thổi những vũng máu lên cao, sau đó đóng băng chúng lại, tạo thành những chiếc thảm gai sắc nhọn. Pussy sẽ phải lựa chọn đứng im trong khi hai người kia lết vào và tấn công hắn, hoặc phải mở mắt ra và biến thành ốc sên. Và hắn đã lựa chọn cách khống chế Anasui để dẫn đường cho mình. Trên đường ra khỏi bãi trông, Anasui cố tình nhìn về một phía để thời tiết có thể tấn công Pussy từ hướng khác. Khi thế trận đã an bài thì như là định mệnh đã sắp đặt, Pussy lật kèo một cách khó tin. Để lý giải cho điều này thì có thể do Pussy đã đọc nhật ký của Joe Taro, và lịch sử đã chứng minh trong suốt 5 phần thì dòng họ Joestar luôn chiến thắng phản diện.
diện. Pussy khi hợp nhất với đứa bé xanh lá đã có được vết bớt ngôi sao, nên may mắn luôn đứng về phía hắn. Đây chỉ là một trong những lần như vậy. Hay nói đơn giản hơn là plot armor. Trước khi sủi đi, Pussy đã xử lý nốt cả tên Versus để tránh bị hắn truy vết. Sự ra đi của thời tiết đã chấm dứt hiện tượng obscene hóa. Anh để lại chiếc đĩa của mình cùng một nhiệm vụ ngăn chặn đường lên thiên đường của linh mục. Bốn người cùng nhau lên đường cho trận chiến cuối cùng. Chẳng hiểu thế nào ba người lớn lại để cho thằng trẻ con lái xe. Hóa ra là Anasui muốn được ngồi ghế sau cùng Jolin, tình yêu của đời anh. Sợ rằng vài tập nữa thì mình sẽ bay màu, nên Anasui rút ra chiếc nhẫn đút vào tay cô. Ai ngờ khi Jolin tỉnh dậy thì lại nhìn thấy mấy con cá sấu bên đường. Do đã ngứa mắt hồi ở trong tù nên cô tháo ra ném chúng nó luôn. Đã thế còn cười hả hê. Tiếp tục mạch của câu chuyện, nơi mọi người sắp ghé là một trạm không gian. Khi chỉ còn cách khu tham quan một con đường thì mọi người tiếp tục gặp trở ngại. Bỗng nhiên trọng lực trên con đường xuôi về đằng sau, khiến tất cả cây cối xe cộ trên đường trôi dạt như ở trên vách núi. Vì sự cố này mọi người phải bỏ xe lại và bám lấy Anasui khi anh dùng lặn để chui vào lòng đường. Trong quá trình bám víu, đáng tiếc Hermes đã bị một tảng gạch đánh bay ra sau. Thời gian gấp rút, mọi người sẽ tiến về trạm không gian với ba thành viên còn lại. Khi cả nhóm tiếp cận ở bên ngoài căn nhà thì một stand màu xanh lá đã xuất hiện để ngăn chặn họ. Vì ngăn chặn đòn sát thương của nó, Jolin đã bị tổn thương bàn tay phải. Sở dĩ do nó có khả năng thay đổi hướng di chuyển của trọng lực nên bất kỳ nơi đâu nó động tay vào đều bị lộn ngược vào trong. Khi biết được nguyên lý hoạt động, Jolin cho nó đánh vào những nơi mình bị lộn ngược. Vậy là cơ thể cô lại trở về trạng thái cũ. Nhưng con stand này cũng chẳng phải dạng vừa. Nó thấy chiêu của mình bị counter nên sau đấy liên tục nhắm vào ngực và đầu, hai nơi không thể phục hồi. Thấy bạn gái mình lâm nguy, Anasui không thể đứng nhìn, anh lao tới từ đằng sau. Kết cục bị nó dỡ mấy viên gạch đập cho vỡ mặt và rơi xuống theo hướng trọng lực mới. Jolin nhân cơ hội đối thủ chủ quan, cô luồn sợi dây của mình qua cổ nó. Phía đầu kia thì thòng xuống cho Anasui giữ lấy, tạo thế dòng dọc thắt cổ. Con Stan nắm vào sợi dây để truyền ảnh hưởng tới Jolin, nhưng Anasui đã thể hiện tình yêu của mình. Anh đưa lặn đi xuyên sợi chỉ và hướng tác dụng sang người mình để bảo vệ Jolin, cho cô khoảng trống để kết liễu con Stan. Bức tranh vẽ đẹp là thế, nhưng biến số Pussy đã xuất hiện. Hắn tới và đẩy Jolin bay lơ lửng lên không trung. Sở dĩ vì hắn chính là tâm của trọng lực, không phải trọng lực đổi từ dọc sang ngang, mà là mọi vật khi cố gắng tiến lại gần hắn đều bị đẩy ngược ra xa. Khi không còn điểm tựa, Jolin bị Stan xanh lè đấm thẳng vào bụng, khiến chân tay ruột gan lẫn lộn với nhau. Ngỡ tưởng cú đó sẽ đặt dấu chấm hết cho phần 6, nhưng nữ chính của chúng ta nói không, vậy cô đã làm gì? Chính Pussy cũng thắc mắc về điều này. Việc chống lại tác dụng của nghịch nguyệt là không thể, vậy tại sao? Câu trả lời đến từ giải Morbius. Để dễ tưởng tượng, nó giống như một giải băng giấy được dính hai đầu sau khi lật ngược. Về cơ bản thì giải này được tính là không có mặt sau, nên tác dụng của nghịch nguyệt cứ đi vào rồi lại ra rồi lại vào. Khi không thể chiến đấu bằng Stan, Pussy chơi như tụi Mỹ. Hắn lấy súng của một viên bảo vệ chĩa thẳng về phía Jolin. Bốn viên đạn liên tục được bắn ra. Một Jolin đang kiệt sức sẽ phải làm gì? Câu trả lời là chả cần làm gì, vì ông bố Jotaro đã tới. Bạch kim tinh được kích hoạt khiến thời gian ngừng trôi. Những gì Pussy thấy chỉ là hình ảnh bốn viên đạn găm vào tường. Khi hắn quay mặt lại, đã ăn nguyên cú đấm nghìn cân của Jotaro. Cùng với Jotaro, Hermes cũng đã nhập cuộc. Sau khi được tổ chức Speedwagon setup, giờ mới đúng là hình tượng cha xứ liêm khiết, một mình chống lại cả nhà Joestar. Tác giả đã búp thêm plot armor cho Pussy để hắn có thể di chuyển nhẹ trong lúc Jotaro dừng thời gian. Sau khi thoát được đòn chí tử, Pussy leo lên tàu con thoi. Lần này hắn sẽ không đợi tới trăng non, mà sẽ bay lên vùng có trọng lực thích hợp để tiến hóa Stan nghịch nguyệt lên cấp độ tiếp theo. Một luồng ánh sáng thần thánh phát ra từ người Pussy làm tất cả lóa mắt. Sau đó trọng lực lại trở về bình thường. Dĩ nhiên do Stan của hắn đã không còn là nghịch nguyệt, sức mạnh mới ban cho hắn khả năng tua nhanh thời gian của cả vũ trụ. Trời đang trong xanh, chớp mắt một cái đã lùi về ngủ. Cây kem trên miệng chưa kịp thò lưỡi đã chảy hết ra sàn. Chớp mắt cái nữa đã là nửa đêm. Người duy nhất bắt kịp với tốc độ này là Pussy. Bây giờ với mọi người, hắn chẳng khác nào người hùng tia chớp. Kể cả Jotaro có ngưng động thời gian thì cũng không giúp ông ngăn chặn đòn tấn công từ Pussy. Vậy nên ông phải mượn lặn của Anasui để chịu sát thương cùng với mình. Điều này khiến anh trai tóc hồng trở thành mục tiêu. Dù Stan của anh khá là phế, trước khi mất tiếp một thành viên, mọi người nghĩ ra cách để chạy thoát khỏi tốc độ thần thánh bằng cách nhân đôi viên đạn từ Stan của Hermes, sau đó bắn một viên đi. Khi nó đang bay thì tất cả ôm nhau rồi xé tem, thì viên đạn sao chép sẽ kéo mọi người lại với viên đạn gốc. Cách này giúp mọi người giữ được khoảng cách an toàn với Pussy. Trên đường bay, Anasui bày ra chiến lược. Cậu biết Stan duyên tiền định của linh mục chỉ có thể tấn công đơn mục tiêu, vậy nên hãy ở sát nhau. Chỉ cần Jotaro căn thời gian chính xác khi hắn tấn công 105 người thì đó là cơ hội để kết liễu hắn. Ở phía Anasui, cậu sẽ ẩn lặn vào người của cả bốn, để dù hắn tấn công ai thì người chịu sát thương vẫn là Anasui. Hay nói cách khác, Anasui sẽ hy sinh tính mạng của mình. Điều này đã thắp lên tia sáng hy vọng trong Jolin, dù chưa chính thức, nhưng đó là lời đồng ý của Jolin dành cho tấm chân tình của tên sim lỏ. Mọi chuyện đã diễn ra gần giống như vậy. Ngay khi cảm thấy có chút gì ngứa ở lồng ngực, lặn của Anasui đã đánh tiếng cho Jotaro để dừng thời gian. Bây giờ đứng trước mặt Jotaro là một Pussy cùng hàng chục con dao rơi từ trên trời xuống và ngắm thẳng vào Jolin. Trong khoảnh khắc đó, Jotaro đã chọn cứu con gái và để tuột mất cơ hội duy nhất là
lật kèo. Trong nửa cái nháy mắt, Pussy lần lượt kết liễu những người còn lại, tận dụng khoảng thời gian vàng bạc mà đồng đội dùng máu để đánh đổi. Jolene buộc Emporio vào một con cá heo để đưa cậu đến nơi an toàn, còn cô cũng chấp nhận quyên sinh để giữ chân Pussy lại. Trên bầu trời bây giờ mọi thứ xoay vần, thời gian chỉ là một loại định nghĩa lỏng lẻo có thể thay đổi. Đây là sự tận diệt của nhân loại. Vòng quay đang xoay tới một chu kỳ mới, cả Emporio và những người còn sống di chuyển tới một vũ trụ mới, mới hoàn toàn. Emporio thấy mình bên trong nhà giam thủy cung, cảnh vật thì vẫn vậy, nhưng mọi người thì trông lạ lẫm lắm. Đằng kia trong phòng thăm nuôi, vẫn là dáng vẻ hai cha con nhà cu dâu, nhưng nét mặt thì khác hoàn toàn với người mà cậu từng quen. Đây là năm 2011, không phải quá khứ, mà là ở một vũ trụ mới. Những người đã chết trước quá trình gia tốc sẽ mãi mãi biến mất. Hay nói cách khác, hiện tại Emporio là người duy nhất nhớ được về Pussy. Hắn cũng đã đánh hơi được sự tồn tại của cậu và quyết tâm truy cùng duyệt tận. Với Pussy, đây chính là hạnh phúc mà hắn tìm kiếm bấy lâu, khi có thể biết trước tương lai, các sự kiện quan trọng như chiến tranh, bệnh tật, cả cuộc đời nằm gọn trong trí nhớ như một cuộn phim. Loài người sẽ tiến hóa và lên thiên đàng. Pussy dồn Emporio vào căn phòng ma, nhưng chính cái lúc tay của hắn vươn ra đã vô tình đẩy đĩa thời tiết vào người cậu bé. Nó đã ban cho Emporio sức mạnh điều khiển khí tượng. Với kiến thức mà mình learn on TikTok trong một năm, Emporio đã xả kín căn phòng bằng oxy tinh khiết, khiến Pussy ngộ độc oxy, không để phim kéo dài thêm. Cậu kết liễu tên linh mục chỉ trong một combo. Pussy bị đánh bại khi chưa hoàn thành vòng lặp. Vũ trụ hiện tại thay đổi một lần nữa. Khi này Jolene không phải là người nhà Joestar và mọi người cũng thay đổi tên họ. Mặc dù vậy nhưng duyên số vẫn đưa những con người gắn bó trong nhà giam lại với nhau. Tất cả Jolene, Hermes, Anasui cùng thời tiết đi chung trên một chuyến xe. Họ sẽ có một cuộc đời êm ả hơn, không còn tù tội, không còn linh mục. Phần 6 kết thúc khi đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của những phần Jojo trước. Phần 7 sẽ mở ra một câu chuyện mới, đã được kiểm chứng là phần Jojo hay nhất trong cả bộ truyện. Hãy cùng chờ đón Jojo phần thứ 7. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.